Chương 1223, lại gây khó dễ tư lệnh căn cứ. Bí thư Diệp, vừa rồi tôi cũng nói qua với anh, đây là cử chỉ bất đắc dĩ. Trước cổng nhà khách tổ điều tra đang ở có mấy trăm người đến, nói là thỉnh nguyện vì cục công an thành phố đập bể bát cơm của họ. Cái này, cậu hẳn là biết, chỉ là người của mỏ khai thác Dương Điền muốn làm diễn trò thôi. Cái này, có lẽ chỉ là một đợt sóng. Ngay sau đó, còn có đợt sóng thứ hai, đợt sóng thứ ba. Tôi và chủ tịch thành phố Lý đều không hy vọng nhìn thấy bí thư Diệp vì chuyện này mà chịu tổn thương. Thôi Minh Khải nói, liếc mắt xem xét Diệp Phàm một cái, lại nói thêm. Kỳ thật, thì cục có thể tiến hành chấp pháp như vậy. Tôi không tin quân binh căn cứ Liễu Đỉnh Sơn có thể vĩnh viễn đóng quân ở tổng bộ công ty khai thác mỏ Dương Điền. Chủ tịch thành phố thôi, mấy thứ như vụ án, có khi cơ hội đi qua rồi thì sẽ không lấy lại được. Nếu vì sai lầm của thành ủy khiến cho thảm án 88 phải kéo dài thêm nữa. Đến cuối cùng mất đi cơ hội phá án, Diệp Phàm tôi đương nhiên nhiên tự cởi mũ về nhà bán khoai lang. Tuy nhiên, tôi tin, thành ủy thành phố Ngư Đồng thị trong lòng người dân không ổn, tình hình bất động sản và các hạng mục đều uể oải thì kinh tế Ngư Đồng Trấn Hưng thế nào đây? Hơn nữa, cấp trên sẽ chất vấn, các người có thể giải thích được không? Đến lúc đó, các người sẽ phải hối hận. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hừ giọng nói. Bí thư Diệp, hy vọng anh có thể theo xuất phát từ đại cục của cả thành phố. Huống chi, anh xem, có người của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn nhân mã ở trong này, cục công an thành phố không có khả năng cưỡng ép đột phá, có ngưng điện cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, nếu căn cứ Liễu Đỉnh Sơn thật sự đang diễn tập, vậy thì sẽ làm hỏng chuyện lớn, anh phải suy nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ. Thôi Minh Khải khuyên nhủ một trận. Đem ý tứ của Hà Chấn Nam biểu đạt rồi cáo từ. Được, tôi cắt điện, các người đưa điện tới, vậy cũng được. Diệp Phàm nhìn xe của Thôi Minh Khải càng lúc càng xa, đột nhiên, quay qua nói với Lỗ Đông Phong và Vương Triều. Sắp xếp người, chặt đứt đoạn đường bên ngoài mỏ khai thác Dương Điền. Mỏ khai thác Dương Điền đã bị niêm phong, không cho người bên ngoài vào. Người ở bên trong muốn đi ra cũng phải giải thích rõ mới thả người, công nhân bình thường có thể đi ra ngoài. Cán bộ không thể thả ra, sau khi thì cục thẩm vấn mới kết luận. Cái này là vì vụ án, hy vọng các cảnh sát sốc lại tinh thần. Nhưng, Vương Triều đi rồi Lỗ Đông Phong vẫn chưa đi, mặt sắc có chút khó coi, vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Đông Phong, có gì nói thẳng đi, giờ là lúc nào rồi mà còn dùng răng. Diệp Phàm nhíu mày, tâm tình rất khó chịu. Cái này, cái đó, là như thế này. Lỗ Đông Phong dường như khó mở miệng. Cuối cùng thấy sắc mặt Diệp Phàm không vui, lấy hết can đảm, nói. Bí thư Diệp, sáng nay, tôi nhận được điện thoại của cha tôi, ông ấy muốn xin lỗi anh một tiếng. Có phải Mai Công Lượng có chuyện gì không? Diệp Phàm suy nghĩ đến chuyện này. Chuyện Mai Công Lượng đảm nhiệm chức lữ trưởng cha tôi đã đề cử lên rồi, nghe nói Trần Tư lệnh sau khi thương thảo cũng đã đệ lên. Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra biến cố. Chuyện bổ nhiệm Mai Công Lượng ở không được quân ủy thông qua, cụ thể như thế nào cha tôi cũng không rõ lắm. Hai. Lỗ Đông Phong vẻ mặt hổ thẹn. Thôi vậy, đã cố hết sức rồi. Diệp Phàm khoát tay, liếc mắt nhìn Lỗ Đông Phong một cái. Anh ra ngoài trước đi, làm việc cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện khác. Tôi biết. Lỗ Đông Phong cẩn thận lui ra ngoài. Hai. Việc này bảo mình ăn nói thế nào với Phán Nhi, không ngờ gọi tới gọi lui. Cuối cùng lại thành công dã tràng, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phàm đập mạnh lên bàn, tâm tình tương đối không tốt. Đang do dự thì điện thoại lại vang lên, vừa nghe, trong lòng lập tức nhất khó chịu, là giọng của Mai Phán Nhi, nói. Việc này tôi không trách anh. Cô đã biết rồi. Diệp Phàm trong lòng chua xót, một cỗ tức giận lắng đọng dường như đang muốn bạo phát. Chuyện lần này vừa đúng lúc lão gia nhà tôi ra nước ngoài. Đợi ông ấy trở về việc chọn người đã xong rồi. Là kết quả mấy đại gia trong quân giới cản trở nhau, cuối cùng tư lệnh Trần Quân Khu Lam Kinh phẫn nộ, trực tiếp cự tuyệt ứng cử viên quân ủy đề nghị. Hơn nữa, Trần Khải Việt trực tiếp biểu lộ thái độ trong cuộc họp quân ủy, nói là quân khu Lam Kinh vì thời cơ chưa chín, tạm thời ngưng việc hợp nhất với hải quân, lục quân thành lữ đoàn binh chủng hợp nhất. Mai Phán Nhi có chút phẫn nộ, nói. Trần tư lệnh là người giỏi thủ đoạn. Đã không có lữ đoàn hỗn hợp, vậy thì ứng cử viên lữ đoàn trưởng lữ đoàn hỗn hợp quân ủy đề nghị dĩ nhiên sẽ không còn quan trọng nữa.
đội ngũ không có thì có chức vụ không làm cái gì. Trần Tư Lệnh đã cố gắng hết sức, hơn nữa, Trần Tư Lệnh người này là người có khí phách lớn. Dám mạo hiểm nghìn người để làm việc này, Diệp Phàm tôi, khâm phục ông ta. Tuy nhiên, tôi tin Trần Tư Lệnh tuyệt đối có thủ đoạn phía sau, tìm một lý do khác để châm lại bếp cũng không phải không thể. Diệp Phàm nói, tâm tình tốt hơn một chút. Mấy cao nhân trong quân giới, ai cũng là người nhiều kinh nghiệm cả. Mai Phán Nhi tức giận, hừ giọng nói. Công lượng làm sao bây giờ? Trần trừ trong chốc lát, Diệp Phàm vẫn nói ra những lời này. Làm sao bây giờ, mặc kệ đi. Mai Phán Nhi hừ giọng, thật lâu sau mới nói thêm. Chỉ đành chờ cơ hội lần sau, chắc Tư lệnh Trần sẽ đền bù thôi. Chỉ mong là vậy. Diệp Phàm nói. Trở lại thành phố không lâu, nhận được điện thoại do đích thân Trần Khải Việt gọi tới, Trần Tư lệnh không nhiều lời nói thẳng nói. Chuyện công lượng đành phải thả một chút, quân ủy không thông qua. Tôi biết rồi, việc này không thể trách ông, hơn nữa, tôi rất khâm phục đại khí phách của Trần Tư lệnh, ha ha. Diệp Phàm mỉm cười. Còn khí phách lớn sai, ngay cả đề cử một lữ trưởng cấp phó sư còn chẳng quyết định được, tôi rất nghi ngờ, có phải Tư lệnh quân khu tôi chỉ là vật trang trí của quân ủy không? Huống chi, lữ đoàn hỗ hợp hải lục quân này còn định làm ở ngay tại quân khu của mình. Trần Khải Việt hơi bất mãn, lập tức khôi phục bình tĩnh, nói. Việc này tạm thả ra trước, nếu có ghế chống tôi sẽ nghĩ cách. Làm một quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chúng tôi. Cảm ơn. Sau khi buông điện thoại Diệp Phàm đặt mông ngồi trước bàn làm việc, chẳng muốn cử động. Ngẫm nghĩ một chút, rút điện thoại, hừ giọng nói. Tài liệu đã có chưa? Bên trong có một giọng đàn ông đáp lại. Đã xong, có cần lập tức đưa qua cho anh không? Lập tức đưa lại đây. Diệp Phàm hừ giọng nói, sau khi buông điện thoại tâm tình đã thoải mái không ít, vào phòng tắm tắm rửa. Không lâu sau, truyền đến giọng cười của Vu Chí Hải. Bí thư Vu, đã trễ thế này. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, sau khi mở cửa mới phát hiện còn có phó chủ tịch thành phố Chu Ngọc Minh cũng đứng ở phía sau. Ha ha, không muộn, cậu tăng ca bất chính, tôi đem đồ ăn khuya đến, vừa hay, trên bàn cậu có lý. Giờ đã tan ca rồi, uống chút rượu chắc không trái với kỷ luật đâu. Chu Ngọc Minh cười nói, nhanh nhẹn cầm rượu và đồ ăn trong tay đặt lên bàn. Tôi biết các anh đêm khuya đến, là muốn khuyên tôi. Kỳ thật, việc này ta tuyệt đối không để công ty khai thác mỏ Dương Điền Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật. Diệp Phàm trực tiếp biểu lộ thái độ. Đương nhiên không thể để cho bọn họ Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật, chỉ có điều việc này nên từ từ, cứ từ từ trước. Mỏ khai thác Dương Điền chẳng lẽ có thể mọc cánh bay đi? Chúng ta vẫn có cơ hội để xử lý họ. Vu Chí Hải thản nhiên nói. Bí thư Vu, thời gian không chờ đợi ai cả, giờ đã là đầu tháng 6. Chỉ cách thời hạn phá án của tôi 2 tháng nữa. Đầu tháng 8 nếu tôi chưa phá được vụ án, thì tôi chỉ có nước tháo mũ cuốn gói về quê trồng ruộng. Diệp Phàm vừa gặm chân gà vừa nói. Đừng nói mấy câu xui xẻo như vậy, tôi tin bí thư Diệp nhất định sẽ phá được vụ án từ trước kỳ hạn nửa năm. Người của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn nhiều nhất chỉ ở mỏ khai thác Dương Điền vài ngày, không thể ở mãi đó được. Chuyện căn cứ có liên quan đến an ninh quốc gia. Lục Tư lệnh sẽ không dám lấy an ninh quốc gia làm trò đùa đâu. Vu Chí Hải cùng Diệp Phàm cùng một chén rượu, uống ực một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, tuy nhiên, tuy nói không vào được khu vực khai thác mỏ, nhưng, tôi cũng sẽ không để Dương Điền yên ổn đâu. Diệp Phàm thoải mái nói, kỳ thực, Chu Ngọc Minh biết được phân lượng của câu này. 2 giờ đêm, một bóng đen chợt lóe vào chỗ Diệp Phàm ở. Ngồi đi Trấn Thu. Diệp Phàm ngồi trên sofa ở đại sảnh thượng, khoát tay. Bí thư Diệp, đây là tài liệu có liên quan Trấn Thu nắm được, anh xem trước một lần, nếu có gì cần căn dặn hoặc hỏi thì anh cứ hỏi. Người đàn ông tên Trấn Thu có vẻ hơi cung kính, hai tay đưa gói tài liệu lớn lên. Người này tên Thiết Trấn Thu, là trạm gác ngầm căn cứ Ngư Đồng cắm trong căn cứ Liễu Đỉnh Sơn. Diệp Phàm sớm đã liên hệ với anh ta, sắp xếp anh ta thu thập những tài liệu liên quan đến Tư lệnh Lục Dũng. Ước chừng nửa giờ sau Diệp Phàm xem xong tài liệu, hỏi. Theo tài liệu này có thể thấy, công ty khai thác mỏ Dương Điền kia ban đầu cũng không thuộc phạm vi căn cứ Liễu Đỉnh Sơn có phải không? Đúng vậy, căn cứ Liễu Đỉnh Sơn sao có thể quản một nơi xa như vậy? Tuy nhiên, sau khi Cao Cương tới,
khi chuẩn bị xây dựng công ty khai thác mỏ Dương Điền, trong quá trình chuẩn bị xây dựng cũng không biết Cao Cương dùng cách gì, đầu tiên là thành phố Ngư Đồng cho phép, sau đó, đem địa bàn có phạm vi 5 đặt trong căn cứ Liễu Đỉnh Sơn. Kỳ thật, không thể nói địa bàn mỏ khai thác Dương Điền kia lệ thuộc trực tiếp căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, chỉ có thể nói là trực thuộc thôi. Thiết Chấn Thu vẻ mặt nghiêm túc, nói. Cao Cương hẳn là nhân vật số 3 của tập đoàn Dương Điền, ông ta hẳn là có quan hệ với Lục Dũng. Bằng không, Lục Dũng dựa vào cái gì đồng ý bỏ nhiều sức giúp đỡ ông ta như thế? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, nghe nói Cao Cương có quan hệ bà con với Lục Dũng, mà Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Nhất Hoài kỳ thật không có nhiều quan hệ với Lục Dũng, duyên cớ là ở Cao Cương. Cao Cương là cháu của Cao Nhất Hoài, cho nên, dẫn đến Lục Dũng cũng được bảo hộ ngầm. Chức tư lệnh căn cứ Liễu Đỉnh Sơn này nghe nói chính là Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Cao tranh thủ cho Lục Dũng. Thiết Chấn Đông nói, từ điểm đó có thể thấy, quản phi tập đoàn Dương Điền tại sao lại để Cao Cương giữ chức vụ quan trọng như thế, chắc chắn là do mối quan hệ với Cao Nhất Hoài và Lục Dũng. Có quân đội che chở, bọn họ có gì là không dám làm. Diệp Phàm hừ giọng nói, mặt sắc có chút không hài lòng. Liếc mắt nhìn Thiết Chấn Thu một cái, lại nói thêm. Mỏ khai thác Dương Điền cho căn cứ Liễu Đỉnh Sơn hoặc là nói cho Lục Dũng ưu đãi gì, bằng không, dựa vào một chút quan hệ Lục Dũng chưa chắc đã bỏ sức nhiều như vậy. Đây đều là vì nhà nước làm việc. Hai bên đều có lợi, đầu tiên, tập đoàn Dương Điền mạnh mẽ ủng hộ kiến thiết căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, vì thế, gần một năm đã cấp hơn 30 triệu. Đương nhiên, bọn họ lấy danh nghĩa quyên tặng rất chính đáng. Tiếp theo, tôi đã điều tra qua. Lục Dũng ở có một tòa biệt thự xa hoa ở Vịnh Tân Lang Việt Đông, giá trị hơn 15 triệu. Lục Dũng là một quân nhân, gia thế xuất thân cũng bình thường, sao có thể có nhiều như vậy tiền? Đương nhiên, danh nghĩa biệt thự này không phải của Lục Dũng, mà là của bà xã Dương Mỹ Phương. Thiết Chấn Đông nói, chương 1224, ai kiêu ngạo hơn ai? Tự lừa dối mình, không lừa dối được người thôi, vừa nãy tài liệu chứng tỏ. Dương Mỹ Phương chỉ có cửa hàng bán hoa nho nhỏ, sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Diệp Phàm lạnh giọng nói, mắt sáng như đuốc. Bà ta có một cửa hàng mặt tiền, một tháng trừ tiền thuê và trả lương nhân viên, còn lại khoảng 20 ngàn. Hơn nữa, tôi điều tra được, bí thư huyện ủy Dương Điền An Hồng Thành cũng có một biệt thự ở Vịnh Tân Lang, cũng tương tự như của Lục Dũng. Trên danh nghĩa là của cha vợ ông ta, người này rất cẩn thận, ngay cả vợ cũng không để đứng tên. Nhưng, cha vợ ông ta làm nghề nuôi cá, cả đời có thể kiếm được bao nhiêu tiền, quả thực buồn cười. Thiết Chấn Thu cười nói. Tôi biết rồi, anh cứ về trước đi. Diệp Phàm thản nhiên gật đầu, nhìn Thiết Chấn Thu ra đến cửa sổ đột nhiên hỏi lại. Nghe nói hiện nay anh đang là trung đoàn trưởng trung đoàn 2 căn cứ Liễu Đỉnh Sơn đúng không? Đúng vậy. Thiết Chấn Thu giật mình, biết có chuyện tốt rơi xuống đầu mình rồi. Anh đi trước đi. Nếu theo dõi Lục Dũng, thì đừng để gã phát hiện, bất cứ lúc nào có chuyện thì gọi điện báo cáo cho tôi. Diệp Phàm khoát ta không nói nữa. Tuy nhiên, Thiết Chấn Thu cũng kích động theo đường ống nước đi xuống. Diệp tiên sinh, Lý Nguyệt lại đến ngủ ở góc tường nhà anh. Lý Cường điện thoại báo cáo. Xem cô nàng có thể kiên trì tới khi nào, chắc hẳn thời gian ngả bài không xa nữa đâu. Lý Cường, anh nhất định phải bảo vệ tốt an toàn cho cô ấy. Nếu cô ấy bền lòng như vậy, dùng thủ đoạn này, rất có khả năng sẽ không thu được tin tức gì. Cô nàng này nghị lực hơn người thường nhiều, chúng ta phải để cô ấy tự nguyện mới được. Diệp Phàm dặn dò. Nửa đêm, Diệp Phàm gọi Vương Triều tới, đưa tài liệu liên quan đến Lục Dũng cho anh ta xem qua, dặn dò một lần, Vương Triều lại đi ra. Hai ngày trôi qua, cảnh sát hình sự cục công an thành phố vẫn kiên trì, cảnh sát có vũ trang đã rút lui trước. Các cảnh sát hình sự lập trạm kiểm tra bên đường. Tuy nói có ít người đến công ty khai thác mỏ Dương Điền, nhưng vẫn cực kỳ bất tiện. Còn xe vận chuyển quặng của công ty khai thác mỏ Dương Điền, thì đừng mong vào được một chiếc, và cũng không thả ra chiếc nào. Quân nhân căn cứ Liễu Đỉnh Sơn cũng chưa rời đi, nghe nói vẫn đang tiến hành tập huấn diễn tập. Mẹ nó, càn rỡ, công nhiên giam lỏng công ty khai thác mỏ Dương Điền chúng ta. Quản phi vỗ mạnh tay lên bàn, sắc mặt u ám. Cao Cương, quân khu Việt Châu sao không có chút động tĩnh gì, sao anh không gán cho Diệp Phàm cái tội vi phạm diễn tập quân sự, làm hỏng an toàn quân sự quốc gia đưa lên cho họ? Tào Dục quay đầu hỏi Cao Cương. Đã đưa rồi, hơn nữa,
còn dặn người tương đối có phân lượng đưa lên. Nhưng, sao vẫn chưa có động tĩnh gì, chuyện này thật quái lạ, lẽ nào bọn họ mặc kệ? Nên biết, tài liệu này là do căn cứ Liễu Đỉnh Sơn và công ty khai thác mỏ Dương Điền cung cấp. Theo lý thuyết quân vụ Việt Châu hẳn phải tức tốc cho người xuống điều tra lấy chứng mới đúng. Nếu có thể, sẽ trực tiếp đem Diệp Phàm về Việt Châu thẩm vấn cũng có. Cao Cương bực bội, không tìm được cách giải thích hợp lý. Xem ra người anh tìm vẫn chưa đủ phân lượng, chưa thể khiến thượng tầng của quân đội chú ý rồi. Tào Dục thản nhiên, liếc nhìn Cao Cương, ý là năng lượng của anh sao mà nhỏ thế. Cao Cương bị chọc giận, hừ giọng nói. Tôi không tin, không ai trị được hắn, các người chờ đó. Cao Cương nói xong vào buồng vệ sinh, dĩ nhiên là đi gọi điện xin viện binh rồi. Lát sau bước ra, cười nói. Chắc hẳn chiều nay sẽ có người xuống điều tra, chúng ta chuẩn bị xem kịch vui là vừa rồi. Diệp Phàm, xem hắn còn có dám chặn đường công ty khai thác mỏ Dương Điền chúng ta nữa không? Tên này đúng là khó chơi, không ngờ còn nghĩ được trò không cho vào cổng. Một quan nhỏ địa phương, tôi cũng hơi khâm phục hắn, ha ha ha. Quan nhỏ, người ta là bậc phó giám đốc sở đó, trong thể chế cũng coi như vừa chạm được ngưỡng cửa quan lớn. Quản Phi thản nhiên nói, tâm tình cũng tương đối thoải mái. Phó Chủ tịch Miêu nói muốn đích thân đi một chuyến. Lúc này, đồng chí Tào Dục vẻ mặt nghiêm túc, nói. Lúc này đi không phải chui đầu vô lưới sao, e là không được thỏa đáng. Quản Phi có chút không nắm bắt được. Sợ cái quái gì, chẳng lẽ Diệp Phàm thực sự dám trói Phó Chủ tịch Miêu sao? Đó quả là gan to bằng trời. Hơn nữa, chiều nay người của quân vụ Việt Châu xuống. Hắn lo thân chưa xong, còn rảnh để quản chuyện nhàn rỗi sao? Cao Cương giọng điệu tương đối sung. Ông em Cao, anh thực sự khẳng định người của quân khu Việt Châu chiều nay sẽ xuống chứ? Quản Phi vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Tuyệt đối, không có ai xuống thì cứ đá Cao Cương tôi vài cái. Cao Cương vô cùng khẳng định. Vậy chúng tôi mỏi mắt mong chờ đây. Tào Dục liếc nhìn Cao Cương. Cứ chờ đi, hừ. Cao Cương cũng liếc ngược lại. Hai người này có chút kình nhau. Kỳ thực, Tào Dục được ngồi vị trí thứ hai của tập đoàn Dương Điền, còn bản thân mình ủy khuất xếp hạng 3, trong lòng Cao Cương dĩ nhiên không phục. Nghe nói Tào Dục có người ở Bắc Kinh, nhưng người đứng sau Cao Cương tôi cũng đầu yếu. Cho nên hai anh em này thường xuyên ngầm so đo với nhau. 4 giờ chiều, phòng làm việc của Diệp Phàm đột nhiên có mấy quân nhân mặc quân trang đứng nghiêm, đi vòng qua mặt đại tá tư lệnh Lô An Cương đến trước mặt Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, tôi là Thái Cách Lương phó trưởng ban quân vụ quân khu Việt Châu. Thái Cách Lương mở miệng trước, vẻ mặt nghiêm túc. Chào trưởng ban Thái, tôi là Diệp Phàm, bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng kiêm cục trưởng cục công an thành phố, trưởng ban Thái, có chuyện gì cần chúng tôi hỗ trợ sao? Diệp Phàm sớm đã nghe được tin tức từ Lô An Cương, trong lòng không chút sợ hãi. Không phải hỗ trợ, mà là đến hỏi. Lúc này... Ánh mắt thượng tá đứng cạnh Thái Cách Lương căng thẳng, nghiêm túc nói. Hỏi, nghĩa là sao, xin hỏi anh là. Diệp Phàm mặt không thay đổi, thản nhiên hỏi ngược lại. Tôi là trưởng phòng ban quân vụ vệ thiên danh, nghe nói anh đem cảnh sát hình sự và cảnh sát có vũ trang của Cục Công an thành phố đến quấy nhiễu hoạt động diễn tập của quan quân, binh lính căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, ảnh hưởng đến an toàn quốc phòng an ninh quốc gia. Chuyện này căn cứ Liễu Đỉnh Sơn và công ty khai thác mỏ Dương Điền đã đưa tài liệu lên cho phòng quân vụ quân khu chúng tôi. Hy vọng anh có thể nói thật, không được nói dối nửa lời, những gì anh nói đều được ghi lại trong hồ sơ. Vệ Thiên Danh nói, ra hiệu quan quân bên cạnh bắt đầu ghi chép. Lão này, hoàn toàn dùng tư thế của một thẩm phán hỏi cung tội phạm. Diệp Phàm nghe xong trong lòng rất khó chịu, nói. Trưởng ban Thái. Sao bộ phận quân vụ các anh chẳng hiểu quy củ gì vậy, cả vú lấp miệng em, xem ra công tác tư tưởng của bộ phận quân vụ các anh làm việc không tốt, để tôi phản ánh vấn đề tư tưởng và thái độ làm việc của các đồng chí lên bộ phận có liên quan của ban quân vụ bộ tổng tham mưu. Anh nói gì? Vệ Thiên Danh nổi giận, âm lượng tăng lên không ít. Trưởng phòng vệ, đây là Ngư Đồng, không phải ban quân vụ quân khu Việt Châu các anh. Lúc này, Lộ An Cương nhíu mày, lạnh giọng hơn nói. Ha ha, Lộ tư lệnh, đồng chí Diệp Phàm, trên thực tế đồng chí Thiên Danh là đồng chí tốt, chỉ có điều nói chuyện thẳng thắn quá thôi. Thái Cách Lương cười ha ha, nháy mắt, thằng nhãi này nhớ đến lời dặn dò của cấp trên, kiềm chế ý cười, quay qua nói với Diệp Phàm.
Dù nói anh là bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng, nhưng anh cũng nên hiểu quy củ. Những vấn đề liên an ninh quốc phòng, ai cũng phải chịu sự điều tra của quân đội, dù anh có là bí thư thành phố Ngư Đồng thì cũng phải để quân đội điều tra. Hy vọng trong quá trình điều tra anh sẽ nói thật, nếu như không phối hợp, tôi không ngại đem anh về quân khu Việt Châu tổ chức điều tra tỉ mỉ. Tôi xin lỗi, tôi không định phối hợp với các anh, muốn điều tra cũng được, kêu đồng chí Cung Kỳ đích thân đến đây. Diệp Phàm vẻ mặt lạnh lùng, ngồi xuống ghế xoay, châm điếu xì gà. Tư thế chẳng coi e a gì, so với trưởng phòng vệ kia thì còn kiêu ngạo hơn nhiều. Anh mà cũng muốn trưởng ban của chúng tôi phải xuất ngựa, buồn cười. Vệ Thiên Danh cười lạnh vài tiếng, nói với phó trưởng ban Thái Cách Lương. Nếu đồng chí Diệp Phàm không phối hợp, chúng ta đành dùng phương án 2. Tuy nhiên, tiếc là Thái Cách Lương kinh nghiệm phong phú hơn Vệ Thiên Danh nhiều, nếu Diệp Phàm ngay cả tên trưởng ban quân khu Việt Châu mà cũng dám gọi ra, chắc chắn là người này có quan hệ nhất định với ông ấy, hoặc là có chỗ dựa trong quân đội, bằng không, sao dám ngông nghênh như vậy. Anh quen trưởng ban cung của chúng tôi. Thái Cách Lương không để ý đến đồng chí Vệ Thiên Danh, hỏi Diệp Phàm, thái độ tốt hơn nhiều. Ha ha, không quen. Diệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt Thái Cách Lương dĩ nhiên kinh ngạc, còn vẻ mặt Vệ Thiên Danh dĩ nhiên là tức giận, cho rằng Diệp Phàm đang trêu chọc họ. Chỉ có Lô An Cương trong lòng thản nhiên, nghĩ các đồng chí ban quân vụ Việt Châu đang tự làm mất mặt mình mà, thế thì mình cũng có trò hay để xem rồi. Kỳ lạ. Trưởng ban Thái Cách Lương thì thào một câu. Trưởng ban Thái, người này căn bản đang đùa giỡn chúng ta, coi ban quân vụ chúng ta là câu lạc bộ giải trí đúng không nào? Không trực tiếp bắt đi, đối với những đồng chí coi thường an ninh quốc gia, chúng ta không thể để yên được. Vệ Thiên Danh hừ giọng nói, xem ra, đã nổi giận rồi. Trưởng phòng vệ, hy vọng anh chú ý thân phận, hừ. Thái Cách Lương đột nhiên nổi giận, đối tượng nổi giận không ngờ là Vệ Thiên Danh chứ không phải Diệp Phàm, làm Vệ Thiên Danh đang làu bầu không dám nói gì nữa, cặp mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn Diệp Phàm. Mấy đồng chí trong ban quân vụ, cũng kinh ngạc, lờ mờ liếc nhìn Thái Cách Lương, cảm thấy hôm nay trời có phải đổi rồi không, mẹ nó đúng là quái tai mà. Ừ, tác phong của trưởng ban Thái đáng để một số đồng chí học tập, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, liếc nhìn Vệ Thiên Danh một cái. Bí thư Diệp, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút, không có ý gì khác. Anh xem chuyện hôm đó có thể nói lại với các đồng chí ban quân vụ chúng tôi một chút không? Chúng tôi cũng có cái về báo cáo kết quả công tác, ha ha, đều là làm việc thôi mà. Thái độ của Thái Cách Lương thay đổi, không ngờ lại dùng giọng điệu tán gẫu với Diệp Phàm. Thằng nhãi này, dĩ nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Vừa rồi khẩu khí của Diệp Phàm rất lớn, làm cho Thái Cách Lương không thể không có suy nghĩ khác. Còn đám Vệ Thiên Danh, dĩ nhiên cho rằng đồng chí Thái Cách Lương hôm nay đã phẫu thuật thay đổi tính cách. Được, vậy thì tôi nói. Diệp Phàm cười, cùng Thái Cách Lương tán gẫu chuyện chấp pháp ở công ty khai thác mỏ Dương Điền. Nghe Diệp Phàm nói xong, Thái Cách Lương trầm ngâm hồi lâu. Mới nói, nếu bí thư Diệp đã nói tình hình thực tế, chuyện này thực ra hai bên đều có lý do của mình. Cục Công an thành phố các anh chấp pháp, đây chẳng có gì đáng trách, là ở giữ gìn tôn nghiêm pháp luật. Còn quan quân của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn kết hợp với một số nhân viên công ty khai thác mỏ Dương Điền tiến hành diễn quân, cũng là góp phần bảo vệ quốc gia. Như vậy đi, chúng tôi sẽ qua bên căn cứ Liễu Đỉnh Sơn xác định lại chuyện này, bằng không, người ta sẽ nói Thái Cách Lương tôi chỉ nghe lời một bên. Vậy tôi không giữ trưởng ban Thái nữa, anh cứ đi trước đi. Diệp Phàm khách khí gật đầu. Đám người Thái Cách Lương đến thẳng căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, giữa đường, Thái Cách Lương cầm điện thoại lên. Trưởng ban cung, bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng Diệp Phàm, anh có quen hắn không? Diệp Phàm, hình như có nghe nói ở đâu rồi, quái, sao nhất thời lại không nhớ ra? Đồng chí Cung Kỳ trưởng ban quân vụ quân khu Việt Châu miệng thì thào, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nói. Chờ chút, tôi nghĩ đã, tạm thời chưa nhớ ra. Lát sau, Thái Cách Lương nhận được điện thoại của Cung Kỳ, hỏi. Anh hỏi đồng chí Diệp Phàm để làm gì? Là thế này, căn cứ Liễu Đỉnh Sơn. Thái Cách Lương kể lại mọi chuyện. Có phải phó trưởng ban tham mưu cao nhờ anh chuyện này đúng không? Trưởng ban Cung Kỳ giọng nghiêm chỉnh. Không phải, là Cao Cương cháu của phó trưởng ban tham mưu cao có điện thoại nói qua một lần.
Tên tiểu tử đó là phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Điền. Chắc hẳn là tập đoàn Dương Điền với cục công an thành phố có gút mắc gì đó, lúc nãy từ cách nói của Diệp Phàm có thể cảm nhận được một chút. Hình như tập đoàn Dương Điền đánh một phó chủ tịch thành phố họ Túc, lại làm bị thương mười mấy cảnh sát hình sự. Cho nên, cục công an thành phố muốn đến công ty khai thác mỏ Dương Điền bắt người. Còn Cao Cương lại giật dây người ở căn cứ Liễu Đỉnh Sơn làm huấn luyện quân sự gì đó. Làm cho Diệp Phàm ngay cả cổng công ty khai thác mỏ Dương Điền cũng chẳng vào được, hai bên bèn giằng co với nhau. Ảnh hưởng tương đối không tốt, chuyện này, anh xem, nên xử lý thế nào, chuyện lần này thật rắc rối. Thái Cách Lương cẩn thận xin chỉ thị. Ừ, nếu mọi việc đúng như vậy thì tập đoàn Dương Điền kia đúng là quá ngông cuồng. Dù sao cục công an thành phố cũng đại diện nhà nước chấp pháp, người ta đến xử lý việc cũng chẳng có gì đáng trách. Đồng chí Lục Dũng này sao vậy, đang yên đang lành lại dính vào rắc rối với địa phương người ta làm gì? Còn dở trò diễn tập quân sự, thực sự cho rằng khối quân đội chúng ta là vô địch thiên hạ sao? Trên đời này, không có bộ môn nào là độc lập, quân đội, kỳ thực có rất nhiều mối quan hệ với chính phủ địa phương. Trưởng ban Cung Kỳ có chút không hài lòng. Chắc hẳn là tranh giành chút lợi ích gì đó, hai, đem đổ lên đầu chúng ta, mẹ nó, đúng là xui xẻo. Thái Cách Lương bất mãn chửi má nó, lại nói. Trưởng ban Cung, anh xem, giờ nên làm thế nào? Làm sao, anh tự quyết định đi, nhưng phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là, chuyện của địa phương chúng ta không tiện can thiệp quá nhiều. Cũng không thực sự liên quan đến an toàn quốc gia đúng không nào? Cho nên, quyết định thế nào, anh là quan điều tra chính, anh cứ quyết định. Nhưng, có một số đồng chí nên chỉnh đốn thì chỉnh đốn một chút, bằng không, nuôi dưỡng sự kiêu ngạo, tạo thói quen coi thường chính phủ địa phương thì sau này sẽ thiệt thòi lớn. Hơn nữa, nếu gây họa cho quân đội chúng ta, ảnh hưởng rất không tốt. Cung Kỳ nói những câu khó hiểu rồi cúp máy. Thái Cách Lương, dĩ nhiên ngồi trong xe cẩn thận cân nhắc những lời huyền diệu của trưởng ban Cung Kỳ. Chương 1225, trò chơi. Một lúc sau, Thái Cách Lương vỗ đùi lẩm bẩm. Anh Cung còn dở trò đấy ra với mình, biết thì bảo là biết, lại chẳng nói gì, làm ra vẻ thần bí. May mà vừa rồi không đắc tội với người đó. Nhưng cũng lạ thật, người đó lẽ ra không quen anh Cung mới phải, mà sao anh Cung lại như quen biết anh ta thế? Lẽ nào người này xuất thân trong gia tộc lớn nào đó trong giới quân đội, mình phải điều tra xem sao mới được. Bí thư Diệp, cấp trên của công ty khoáng sản Dương Điền, cũng chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Dương Điền tên là Miêu Thanh Mi nói là phải vào trong công ty khoáng sản chỉ đạo công tác, có cho vào hay không? Vương Triều gọi điện thoại đến. Hay lắm! Chẳng phải chúng ta đang tìm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Dương Điền mà không tìm được hay sao? Nếu cô ta đã phụ trách công ty khoáng sản Dương Điền thì trước tiên mời phó tổng giám đốc Miêu đến cục công an thành phố uống cốc trà đã. Thái độ của các anh phải chân thành, lấy lý do là để giải quyết khúc mắc. Diệp Phàm dặn dò. Người phụ nữ đó rất sang trọng, liệu có chỗ dựa gì không? Mặc kệ có chỗ dựa hay không, công ty khoáng sản Dương Điền chúng ta không vào được, đành phải tìm lãnh đạo của họ vậy. Diệp Phàm hừ nói. Tôi hiểu rồi. Vương Triều đặt điện thoại xuống chạy đi. Miêu Thanh Mi, đến đúng lúc lắm. Đặt điện thoại xuống, Diệp Phàm lẩm bẩm. Tại Đông Pha Sơn Trang, Cao Lam vẻ mặt nghiêm trọng chạy vào trong, từ xa đã kêu to với quản phi. Sự việc không hay rồi, Phó Tổng Giám đốc Miêu bị Cục Công an thành phố Ngư Đồng giữ lại rồi, nói là để hỗ trợ giải quyết vấn đề. Các đồng chí ở cơ quan quân vụ đã đến chưa? Quản phi hỏi. Vẻ mặt âm trầm. Đã đến rồi, Vệ Thiên Danh gọi điện thoại đến, nói là biểu hiện của Phó trưởng Ban Thái rất kỳ lạ, vốn dĩ anh ta đề nghị bắt Diệp Phàm vào trong quân khu thẩm vấn, nhưng Phó trưởng Ban Thái không đồng ý, không ngờ lại còn nói chuyện với Diệp Phàm, điều tra lấy chứng cứ biến thành nói chuyện vớ vẩn. Nghe nói là nói chuyện một lúc rồi cả đám đi đến căn cứ Liễu Phong Sơn. Mẹ kiếp, lão già Thái Cách Lương, lúc gọi điện thoại cho lão thì nói hay như vậy, chỉ lát sau đã trở mặt. Lão già khốn kiếp, trở mặt nhanh hơn lật sách. Cao Lam không kìm được lên tiếng chửi tục, cảm thấy rất mất mặt, bởi Tào Dục đang đưa mắt nhìn hắn. Anh không gọi điện cho vị lãnh đạo bên trên ra mặt nhắc nhở một chút hay sao? Tào Dục thản nhiên nói. Việc này chỉ là chuyện nhỏ, không tiện làm phiền ông ấy. Cao Lam sờ sờ cằm, dáng vẻ ngượng ngùng nói. Chuyện nhỏ, nếu mà Diệp Phàm bị bắt đi, cục công an thành phố sẽ không còn lãnh đạo.
sao còn có thể bao vây công ty khoáng sản Dương Điền của chúng ta được nữa? Phó Tổng Giám Đốc Miêu cũng sẽ không bị bắt đi. Bây giờ phải làm thế nào? Lẽ nào đến cục công an đòi người? Việc này tôi thấy phải lập tức tăng áp lực với Hà Chấn Nam mới được. Nếu không, Phó Tổng Giám Đốc Miêu chỉ là một người phụ nữ, nếu mà bị đánh thì thật là không phải. Sau này nhân dân toàn tỉnh sẽ còn coi chúng ta ra gì nữa. Ngay cả Phó Tổng Giám Đốc cũng bị bắt, còn có khách hàng nào dám làm ăn với chúng ta nữa? Tào Dục lên mặt dạy dỗ. Tào Dục, tôi không phải nô tài để cho anh dạy dỗ. Có giỏi thì anh gọi điện thoại xem, bảo người ta bắt Diệp Phàm lại thì mới là tài giỏi. Ít nhất thì tôi cũng đã mời được người của cơ quan quân vụ xuống rồi, cũng đã điều tra, còn anh thì sao, đã bỏ ra công sức gì, chỉ ngồi lắm mồm thì ai chả biết, hừ. Cao Lam không chịu được nữa, lên mặt chỉ trích Tào Dục. Tôi nói rồi, quan hệ của tôi ở trên Bắc Kinh, không cần dùng dao mổ trâu đi giết một con gà còi. Tào Dục trầm mặt xuống, hừ nói. Mẹ kiếp, câu này anh nói bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng là tôi và Tổng Giám Đốc quản đi lo mọi việc, anh đã làm được việc gì nào? Cao Lam tức giận gào lên, chỉ thẳng vào mặt Tào Dục, có vẻ như không thể chịu đựng thêm được nữa. Quan hệ ở địa phương có thể dùng thì sao lại phải dùng quan hệ ở Bắc Kinh? Hơn nữa, Bắc Kinh cách Việt Đông xa như vậy, quan hệ đó tuy lớn nhưng cũng chưa chắc đã có tác dụng. Việc này đành nhờ Chủ tịch Đồng ra tay, tăng áp lực với Hà Chấn Nam mới được. Tào Dục không mắc bẫy, lập tức chuyển hướng sang Quản Phi. Ha ha, Phó Chủ tịch Tào nói đúng, quan hệ ở Bắc Kinh rất lớn, dùng thì chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Đợi đến lúc cần thiết hãy dùng, nhưng hình như mấy năm nay tập đoàn Dương Điền của chúng ta cũng chưa gặp phải chuyện lớn gì cả. Lần này có thể coi là chuyện khó khăn nhất kể từ lúc thành lập tập đoàn đến nay. Cho nên, lần này tôi không đi nói với người ta nữa, Cao Lam cũng đã dùng các mối quan hệ rồi, lần này xin mời Phó Chủ tịch Tào gọi điện thoại lên Bắc Kinh, trực tiếp tăng áp lực lên với Hà Chấn Nam, lẽ nào còn không được việc. Nếu quan hệ ở Bắc Kinh còn không được thì tôi nói trước, lần này ai có thể giải quyết được việc, vị trí số 2 của tập đoàn Dương Điền sẽ thuộc về người đó. Quản Phi thực ra cũng có chút bất mãn với Tào Dục, có chút châm biếm nói. Phó Chủ tịch Tào, nếu không chúng ta thi xem. Cao Lam khiêu khích Tào Dục. Thi cái gì? Tào Dục tức giận, liếc Cao Lam một cái nói. Thi lôi người ra, ai có thể lôi được Phó Tổng Giám Đốc Miêu ra thì sẽ thắng. Thế này đi, tôi nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhường anh ra tay trước. Nếu anh không lôi được Phó Tổng Giám Đốc Miêu ra thì tôi sẽ gọi điện thoại, nếu có thể lôi ra được. Cao Lam tôi từ nay tâm phục khẩu phục gọi anh là anh Tào. Cao Lam dáng vẻ tự đắc nhìn Tào Dục, Quản Phi thì ngồi bên cạnh xem trò vui. Cho dù lần này ai thắng thì đối với công ty đều là việc tốt. Hắn cũng muốn xem sau lưng Tào Dục là ai, nếu không cứ tỏ vẻ thần bí, cho dù là Quản Phi cũng chỉ nghe nói, đoán mò chứ chưa từng thấy Tào Dục mời ông lớn ấy ra mặt lần nào cả. Việc này là thật chứ, tôi chỉ sợ có ai đó nuốt lời, mặt dày không chịu nhận thì chán lắm. Tào Dục liếc Cao Lam một cái, giọng điệu vô cùng coi thường. Đó là bởi vì Cao Lam đã từng nuốt lời. Năm ngoái, Cao Lam từng theo đuổi Miêu Thanh Mi, nhưng Miêu Thanh Mi rất lạnh lùng, tuy Cao Lam có chút năng lượng nhưng không thể chinh phục được trái tim của người đẹp. Có một lần mấy người cũng uống rượu, Cao Lam muốn nhân cơ hội chuốc cho Miêu Thanh Mi say để giở trò trăng hoa. Phụ nữ mà, chỉ cần say rồi thì làm gì chẳng được, mà đã chiếm đoạt được thân thể họ rồi thì lại sợ họ không theo mình hay sao? Ý đồ xấu xa của Cao Lam bị Miêu Thanh Mi đoán ra, người đàn bà này tức giận, muốn đấu rượu cùng Cao Lam. Cao Lam đương nhiên là đồng ý, nghĩ bụng thi uống rượu thì chẳng phải là tự dâng lên miệng hay sao. Đặt cược 2 triệu, ngoài ra ai thua thì phải gọi người kia là anh Cao hoặc chị Miêu. Món cược này đương nhiên là do Cao Lam tự nêu ra, lúc đó Tào Dục cũng có mặt làm nhân chứng. Cuối cùng sau một hồi tranh đấu, Cao Lam càng uống càng run, cuối cùng gục hẳn xuống bàn. Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, đường đường là đàn ông nhưng Cao Lam lại dở trò vô lại, 2 triệu thì trả đủ không thiếu một xu nhưng nhất định không chịu gọi chị Miêu. Tên này sau này luôn thoái thác là do mình uống say, chỉ đồng ý trả 2 triệu. Đương nhiên, do việc này mà Cao Lam vô cùng mất mặt, lúc này Tào Dục nhắc lại chuyện này, Cao Lam như bị sát muối vào vết thương, gào lên với Tào Dục. Hôm nay anh quản làm chứng, Cao Lam tôi hôm nay thua mà không gọi anh là anh Tào thì không bằng con chó. Nhưng nếu tôi may mắn thắng được. Cao Lam nhìn chằm chằm vào Tào Dục.
Tôi gọi anh là anh Cao, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tào Dục dáng vẻ nghiêm túc. Bắt đầu đi hai vị, việc này cũng hấp dẫn lắm, bình thường trò gì cũng chơi rồi, chơi đua xe, chơi gái, chơi đánh bài, nhưng trò lôi người ra này thì rất thú vị. Đây là trò chơi trí tuệ và quyền lực, so với trò chơi cược gái cược tiền thì cao cấp hơn nhiều, thì cái quan hệ, thì cái năng lượng, ha ha ha. Quản Phi tâm trạng rất tốt, giơ tay ra cầm, không thấy đùi gà đâu, gào lên với cô gái ở bên cạnh. Đùi gà của ông đâu? Dạ, vẫn đang nướng, sắp xong rồi. Cô gái giật bắn mình, thầm nghĩ gã quản phi này cũng không biết đã ăn hết bao nhiêu con gà, kiếp trước không biết có phải là con cáo không nữa. Tào Dục không hề vội vàng, nếu Cao Lam đã tinh tướng để cho mình lôi người ra trước, thì mình cũng phải tinh tướng một chút mới được. Thưởng thức xong một ly rượu vang, Tào Dục mới cầm điện thoại lên, bấm số, còn cố ý liếc nhìn những người ở trong phòng đang nhìn với ánh mắt chăm chú và hiếu kỳ một cái, cười bí hiểm, nói. Thư ký Lâm, tôi là Tào Dục, ha ha. Ồ, là anh Tào à, nghe nói gần đây anh ở Việt Đông phất lắm hả, bao giờ phát tài to thì cho tiểu đệ đi theo với. Người có tên là Thư ký Lâm cười vang, xem ra quan hệ với Tào Dục cũng không tồi. Anh đừng nói vậy, còn nói nữa thì tôi phải kiếm cái lỗ để chui xuống mất. Tào Dục cười lớn, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Thư ký Lâm là ai? Những người còn lại đều thầm nghĩ trong lòng. Ồ, chúng tôi chỉ có tiền lương, anh xem, lần trước anh về Bắc Kinh, giơ tay ra là 200.000, mà chỉ là một lần tiêu thôi đấy. Thư ký Lâm cười nói. Tiền còn con thôi. Tào Dục mỉm cười nói, đột nhiên chuyển giọng nói. Thư ký Lâm, có một việc muốn nhờ anh, không biết có được không? Việc gì thế, anh Tào cứ nói. Thư ký Lâm lập tức đồng ý, xem ra quan hệ của hai người rất thân thiết. Là thế này, công ty của tôi có một phó tổng giám đốc tên là Miêu Thanh Mi bị bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố Ngư Đồng của tỉnh Việt Đông vô cớ bắt giữ. Tào Dục nói ra đầu đuôi. Anh Tào muốn tôi làm gì? Thư ký Lâm hỏi, không ngờ không từ chối. Có thể tìm người nào có trọng lượng một chút gọi điện cho bí thư thành ủy Ngư Đồng Hà Trấn Nam nói một câu, tay Diệp Phàm này cũng quá ngang ngược, cho dù là muốn xử lý tranh chấp giữa công ty khoáng sản Dương Điền và chính quyền thành phố thì cũng không được cậy quyền ức hiếp dân thường có đúng không? Quan đại diện cho chính quyền, cái này thư ký Lâm cũng là cán bộ có lẽ hiểu rõ. Tào Dục nói nghe rất có lý. Quản Phi và những người trong phòng đều thầm gật đầu, dân không không đấu với quan, đó là luật bất thành văn từ xưa tới nay. Ừ, vậy anh Tào đợi một lát, để tôi xem. Thư ký Lâm dập điện thoại. Thế là xong rồi sao? Cao Lam không kìm được hỏi. Ha ha, anh đợi mà gọi anh Tào đi, ha ha. Tào Dục dáng vẻ vô cùng tự tin, tuy biết Quản Phi và Cao Lam đều muốn biết Thư ký Lâm là ai, nhưng Tào Dục chỉ cười bí ẩn. Tuyệt đối không tiết lộ ra. Trong xã hội này, cần tiết lộ thì tiết lộ, không cần tiết lộ thì tuyệt đối không được tiết lộ ra, để cho kẻ thù, và cả bạn bè cũng không bao giờ nhìn thấu được mình. Không nhìn thấu được mình thì sẽ không dám dễ dàng động chạm đến mình, lúc cần thiết thì chỉ cần mình để lộ ra chút năng lượng là người ta sẽ lại càng tôn trọng mình. Không lâu sau, Hà Trấn Nam nhận được một cuộc điện thoại, sau khi một lúc mặt biến sắc, nói với thư ký. Lập tức gọi bí thư Diệp Phàm lại đây, việc này cũng thật là, sao lại truyền tới Bắc Kinh được, thật là phiền phức, không để ai được yên. Không lâu sau Diệp Phàm chạy tới. Sao anh lại bắt phó tổng giám đốc tập đoàn Dương Điền? Hà Trấn Nam hầm hầm nói, xem ra vô cùng tức giận, không thể kìm nén được nữa. Gần đây, Diệp Phàm, bắt đầu từ việc tượng đồng, đã gây cho ông ta không ít rắc rối, hơn nữa, mức độ càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 1226, quấn quýt bên nhau. Cho nên, nếu thực sự như vậy, Diệp Phàm cuối cùng chắc chắn sẽ bị cảnh cáo kỷ luật, nhưng oai phong của mình cũng sẽ bị mất hết. Hà Trấn Nam tuy tức giận nhưng cố kiềm chế không đập bàn đập ghế, hơn nữa, còn có một nguyên nhân nữa khiến ông ta không đập bàn đập ghế, đó là ông ta càng nhìn thì càng không nhìn thấu được Diệp Phàm. Nếu nói hắn có chút năng lượng, thì hình như chẳng có chút năng lượng gì. Ngay cả công ty khoáng sản Dương Điền cũng không làm gì nổi. Nhưng nếu nói tay này không có chút năng lượng nào thì tại sao ngay cả Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Khúc Bạch Thu cũng bị hắn trị cho đến nỗi phải nói xin lỗi, tôi sai rồi. Nghe nói Khúc Bạch Thu về nhà bệnh mất mấy ngày, đương nhiên là tức giận quá nên sinh bệnh. Hơn nữa,
Gần đây tổ điều tra cũng đến mấy hôm rồi mà vẫn chưa có chỉ thị hay hướng kỷ luật gì, khiến Hà Chấn Nam vừa tức giận vừa bất lực. Càng kỳ lạ hơn là hôm nay nghe nói quân khu Việt Đông cử người xuống, vốn dĩ định đưa Diệp Phàm đi, lúc đó nghe báo cáo Hà Chấn Nam vô cùng sung sướng, ai ngờ không lâu sau thì Diệp Phàm chỉ nói ra một câu, phó trưởng ban quân vụ Thái vốn hùng hùng hổ hổ không ngờ lại ngồi nói chuyện với hắn, nói xong vỗ đít đi thẳng đến căn cứ Liễu Phong Sơn. Việc này quá thần bí và kỳ lạ, khiến Hà Chấn Nam không khỏi suy nghĩ. Hà Chấn Nam, ông đương nhiên là lãnh đạo của tôi rồi, hơn nữa tôi cũng rất tôn trọng ông đại diện cho đảng, tôi sao không nghe ông được chứ? Diệp Phàm thái độ rất hòa nhã, nhưng Hà Chấn Nam lại không dám tin lời của hắn, bởi vì lão biết Diệp Phàm còn nói tiếp. Quả nhiên Diệp Phàm đột nhiên chuyển giọng. Tôi không hề bắt phó tổng giám đốc Miêu, chỉ là mời chị ta tới cục công an thành phố uống trà, tìm hiểu thái độ xử lý của lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Dương Điền đối với công ty con là công ty khoáng sản Dương Điền. Ông cũng biết đấy, phó chủ tịch thành phố Túc đã bị đánh, hàng chục nhân viên bị đánh trọng thương, ngay cả cảnh sát hình sự của cục công an thành phố cũng bị đánh trọng thương hơn chục người. Tập đoàn Dương Điền này, nói thật, đã không coi chính quyền thành phố Ngư Đồng chúng ta ra gì. Hôm nay đánh phó chủ tịch thành phố, ngày mai có thể đến lượt tôi, ngày kia. Diệp Phàm nói đến đây cố ý dừng lại, nhìn Hà Chấn Nam, ý là ngày kia có thể sẽ đến lượt của ông. Câu này vừa nói ra, Hà Chấn Nam cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhíu mày hừ nói. Tôi biết, tập đoàn Dương Điền có chút thái quá, nhưng dù thế nào anh cũng không thể vô cớ bắt phó tổng giám đốc của họ được. Nếu vì việc này mà khiến tập đoàn Dương Điền tức giận rút vốn đầu tư thì tổn thất đối với thành phố Ngư Đồng chúng ta sẽ vô cùng to lớn. Xét đến đại cục, cục công an thành phố chịu chút ấm ức, việc này thành ủy đều biết, nhưng các anh cũng phải nghĩ đến đại cục, sống trên đời không thể việc nào cũng theo ý mình được. Có những việc đành phải nhẫn nhịn. Xin lỗi Bí Thư Hà, việc này tôi không thể hạ mình đi thả người được, công ty khoáng sản Dương Điền còn không cho chúng tôi bước qua cổng, đó là hành vi thế nào chắc ông hiểu rõ. Còn tổ chức diễn tập quân sự, chẳng qua là lấy cái cớ mà thôi. Mọi người đều là người thông minh, nhìn là hiểu ngay. Chúng ta không tìm họ, họ lại tự tìm đến chúng ta. Miêu Thanh Mi là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Dương Điền, chị ta có nghĩa vụ hợp tác với chúng ta điều tra rõ việc này. Tôi cũng không muốn bắt chị ta, cũng không phải là giam giữ, chỉ là mời chị ta hỗ trợ điều tra về tình hình của công ty khoáng sản Dương Điền. Diệp Phàm chậm rãi nói. Như vậy mà còn không phải là bắt người hay sao, các anh giữ chị ta lại cục công an còn không phải là bắt người. Không có lý do chính đáng giam giữ 24 tiếng là phải thả chị ta ra. Hà Chấn Nam cũng có chút giận dữ, khẩu khí nặng thêm không ít. Muốn chúng tôi thả cũng được, nhưng công ty khoáng sản Dương Điền phải mở cổng cho chúng tôi vào, nếu không cho dù là bí thư tỉnh ủy Triệu nói thì tôi cũng nhất định không thả. Diệp Phàm đột nhiên hừ lạnh, cương quyết nói. Thái độ của anh là kiểu gì vậy, anh không hề có ý thức tổ chức, không coi lãnh đạo ra gì hay sao? Hà Chấn Nam tức giận gào lên, môi rung lên bần bật, cảm thấy Diệp Phàm đang khiêu khích uy quyền của mình. Tôi không hề làm gì sai cả, nếu sai ở chỗ nào xin Bí Thư Hà cho biết. Tôn chỉ của đảng là có sai thì sửa, không sai thì khen thưởng. Diệp Phàm tôi không phải người biết sai mà không sửa. Diệp Phàm kiên quyết không chịu nhượng bộ. Muốn làm loạn lên để dụ người của tập đoàn Dương Điền ra mặt. Hắn đang ép quản phi lộ mặt, hoặc là người phía sau quản phi lộ mặt, tốt nhất là quản phi không nhịn được, dở trò ngu ngốc gì thì mình cũng nhân đó mà tiến hành điều tra, phá triệt để thảm án 88. Cút! Hà Chấn Nam không thể kiềm chế hơn được nữa, mặt xám xịt, đập mạnh tay xuống bàn, phát ra tiếng rầm rầm, khiến anh thư ký Trung Chí vội vàng chạy vào. Hừ! Diệp Phàm hừ lạnh. Quay đầu bước đi. Quá ngang ngược, quá ư ngang ngược, không coi lãnh đạo ra gì cả. Bí Thư Hà, tôi thấy phải báo cáo lên cấp trên, nếu không thì mở hội nghị thường vụ, lấy nghị quyết của tập thể thường vụ thành ủy đình chỉ công tác của anh ta rồi tính tiếp. Trưởng ban tổ chức Khang Văn Sinh thầm vui mừng, miệng thì bất mãn hừ nói. Đúng thế, nếu cứ như vậy thì chỉ e Ngư Đồng sẽ còn xuất hiện nhiều Diệp Phàm nữa thì không biết làm thế nào, Ngư Đồng này còn biết quản lý thế nào được nữa. Trưởng ban thư ký Giang Ly Ly cũng nói thêm. Đúng là phải hạ bệ người này thôi, đã đến mức không thể chấp nhận được rồi. Tổ chức kỷ luật của đảng ở đâu, ngay cả tổ chức kỷ luật cũng không cần, thật không ra thể thống gì cả. Anh ta có chút thành tích thì cũng chỉ là xin được ít tiền,
xây được hai tòa nhà cho Cục Công an thành phố mà thôi. Trưởng ban tuyên truyền Phan Liên Ngọc hừ lạnh. Thực ra, Bí Thư Hà, tuy anh ta kiếm được ít tiền, nhưng thảm án 88 thì Cục Công an lại chẳng có tiến triển gì cả, trước mắt vẫn chưa hề bắt được kẻ tình nghi nào. Chúng ta có nên lợi dụng điểm này làm gì đó không? Khang Văn Sinh suy nghĩ sâu xa, lập tức nắm được điểm yếu của Diệp Phàm. Gọi Chủ tịch Lý đến. Hà Chấn Nam mặt thâm sĩ quyết định, ông ta đã không thể kiềm chế thêm được nữa. Buổi tối, Mai Phán Nhi đến Ngư Đồng. Cậu gọi gấp tôi từ Thủy Châu đến Ngư Đồng làm gì vậy? Mai Phán Nhi có chút bất mãn lườm Diệp Phàm một cái, hừ nói. Tôi đang rất bận, gần đây bên huyện Ma Xuyên đang mở rộng quy mô, công ty truyền thông Giang Nam cũng đang đàm phán với một công ty truyền thông của Hồng Kông để mở hướng phát triển ra Hồng Kông. Chị trao cái này cho ông cụ nhà chị, phải đích thân đưa, và phải nhanh. Diệp Phàm đưa một túi tài liệu niêm phong cho Mai Phán Nhi. Rốt cuộc là cái gì vậy mà còn làm ra vẻ thần bí? Mai Phán Nhi ngồi cạnh Diệp Phàm, nũng nịu nói. Là cái gì chị không cần biết, nhưng có một việc chị cần biết là được, đó là chị chẳng phải vẫn muốn kiếm cho Mai Công Lượng một chỗ tốt sao? Lần này cơ hội đã tới. Diệp Phàm hừ nói. Chỗ nào có chỗ trống sao? Mai Phán Nhi vội vàng hỏi. Căn cứ Liễu Phong Sơn ở Ngư Đồng, tư lệnh căn cứ Lục Dũng có vấn đề, tài liệu này liên quan tới vấn đề của hắn. Chỉ cần ông cụ nhà chị mà chịu giao lên, Lục Dũng sẽ bị đổ. Lục Dũng mà đổ, Mai Công Lượng có thể đi tranh vị trí đó. Đó là một vị trí cấp phó sư, rất béo bở. Căn cứ Liễu Phong Sơn có biên chế của một lữ đoàn, trong đó có 4 trung đoàn, gần 5.000 con người. Hơn nữa, phạm vi của căn cứ rất rộng, ở tỉnh Việt Đông này cũng vô cùng quan trọng, tiền đồ không hề thua kém lữ đoàn quân hỗn hợp ở tập đoàn quân số 5 thành phố Phố Hải. Diệp Phàm lạnh lùng nói. E rằng cậu không tốt bụng như vậy. Mai Phán Nhi liếc Diệp Phàm một cái, hừ nói. Một công đôi việc, tư lệnh Lục Dũng gần đây luôn làm khó tôi, người này là một cái gai, vì thảm án 88 tôi phải loại bỏ, nếu không thảm án 88 không thể phá được. Tôi nghi ngờ thảm án 88 có liên quan tới tập đoàn Dương Điền, nhưng Lục Dũng lại ra tay cản trở, một bí thư ủy ban chính trị pháp luật như tôi mà còn không vào nổi cổng của công ty khoáng sản Dương Điền, nói ra thật là mất mặt. Cho nên, muốn vào được trong công ty khoáng sản Dương Điền, đầu tiên phải điều quân của căn cứ Liễu Phong Sơn đi. Muốn điều bọn họ đi thì phải thay tướng. Thời gian không nhiều nữa, tôi chỉ còn hơn 2 tháng, chắc là chị cũng không muốn nhìn thấy tôi mất mặt mất chức quan chứ. Diệp Phàm đột nhiên hai mắt kiên nghị nhìn Mai Phán Nhi. Lật đổ Lục Dũng thì được, nếu tập tài liệu này của cậu có giá trị. Nhưng sau khi lật đổ hắn ông cụ nhà tôi chưa chắc đã chịu bỏ sức đưa Mai Công Lượng lên vị trí đó. Nếu căn cứ Liễu Phong Sơn quan trọng như vậy, ứng cử viên cho vị trí tư lệnh căn cứ phải do tư lệnh quân khu Việt Đông phê chuẩn, sau đó báo lên quân ủy. Có lẽ vị trí này cũng khó chẳng kém vị trí ở lữ đoàn quân hỗn hợp tại tập đoàn quân số 5 thành phố Phố Hải. Tôi cũng không có chút chắc chắn, bởi nói thật, ở Việt Đông này Mai gia chúng tôi cũng không có quan hệ gì cả. Mai Phán Nhi buồn bực nói, vẻ mặt buồn bã, khiến Diệp Phàm cũng cảm thấy chua xót, giơ tay ra ôm Mai Phán Nhi vào lòng. Thôi được, lật đổ Lục Dũng trước rồi tính, hắn ra gây khó dễ cho cậu thì phải lật đổ. Tôi sáng mai sẽ bay về nhà. Mai Phán Nhi hạ quyết tâm, bởi Lục Dũng đã ngăn cản con đường phát triển của Diệp Phàm. Cảm ơn, Phán Nhi. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng cởi bộ quần áo ngủ của cô ra. Không cần nói gì nữa, tôi cam tâm mà. Mai Phán Nhi nhắm mắt lại, hai đôi môi gắn vào nhau, trong phòng vang lên tiếng thở hổn hển. Diệp Phàm như một cây kiếm ra khỏi vỏ, dũng mãnh vô song, Mai Phán Nhi như một con rắn nước, dùng làn nước mềm mại hóa giải sự cuồng hãn của thanh kiếm kia. Một lúc sau, Diệp Phàm, cậu càng ngày càng mạnh mẽ, Phán Nhi sắp chịu không nổi rồi. Mai Phán Nhi nhẹ nhàng nói. Biết thì tốt, tôi một đêm có thể ra trận 100 lần, ha ha ha. Diệp Phàm cười sảng khoái. Nhìn cái mặt, chỉ biết nói phét, chém gió sắp thành bão đến nơi rồi đấy. Thành bão thì đã sao, ở bên cạnh tôi rất an toàn, ha ha. Chương 1227, sự e ngại của Mai gia. Mai gia ra mặt lật đổ Lục Dũng, việc của Mai Công Lượng để tôi ra mặt tìm người nhờ vả. Yên tâm, nhất định sẽ giành được. Diệp Phàm hứa, trong lòng thầm nói, nếu mà không được thì cũng đành đi xin Triệu Bảo Cương vậy.
lại phải nợ ông lão đó một món nợ lớn rồi. Ngày hôm sau Mai Phán Nhi vội vàng quay về Bắc Kinh. Khi cô tràn đầy hy vọng trao tập tài liệu Diệp Phàm đưa cho bố mình là Mai Chân Hào, ai ngờ ông già này chỉ nhìn lướt qua một cái, không thèm bóc ra, hừ nói. Ai đưa cho thế? Một người bạn. Mai Phán Nhi không muốn tiết lộ Diệp Phàm ra, từ khi mình và Diệp Phàm có quan hệ thân mật, Mai Phán Nhi đã không muốn nói ra cái tên Diệp Phàm nữa, chủ yếu là sợ nói nhiều lỗi miệng, khiến người nhà nghi ngờ thì nguy to. Để đó đi, có thời gian bố sẽ xem. Mai Chân Hào vẻ mặt bình thản, khiến Mai Phán Nhi vội nói. Bố, đó là tài liệu con khó khăn lắm mới có được. Con kiếm để làm gì? Chuyện lần trước vẫn chưa tính sổ với con đấy. Mai Chân Hào hừ nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mai Phán Nhi, khiến Mai Phán Nhi trong lòng thầm kinh hãi. Tuy từ nhỏ đến lớn bố cô luôn rất chiều cô, nhưng uy phong của Mai Chân Lượng thì từ nhỏ đã ghi dấu đậm nét trong lòng Mai Phán Nhi, do vậy cô rất lo lắng. Nhưng Mai Phán Nhi vẫn không chịu từ bỏ ý định, nói. Bố, con không hiểu ý của bố. Không hiểu, dạo này tài giỏi rồi, tự mình biết tìm người khác, mà năng lượng còn không nhỏ, có thể qua được cửa của quân đoàn trưởng lỗ của tập đoàn quân số 5, lại còn có thể qua được cửa của lão già tư lệnh quân khu Lam Kinh Trần Khải Việt cứng đầu nữa. Tiểu phán của nhà ta có phải là rất có tài năng hay không, có phải tôi còn phải trao giải cống hiến đặc biệt cho chị nữa hay không? Mai Chân Hào nói ra một mạch, khiến Mai Phán Nhi tim đập thình thịch. Bố, đó là con nhờ bạn làm giúp, người ta cũng phải tốn rất nhiều công sức. Lúc đó nghe anh nói là công lượng vẫn phải đợi, người Mai ra cần giúp quá nhiều. Lúc nào mới đến lượt của công lượng chứ? Ôi, công lượng cũng gần 40 rồi, còn đợi sao? Cơ hội mà qua đi thì không trở lại được nữa. Bố mẹ công lượng có ơn cứu mạng con không thể nào quên được. Nếu không có bọn họ, con đã sớm chết rồi. Còn có thể ở đây gọi bố sao? Mai Phán Nhi nói đến đây, khóe mắt đẫm nước, rõ ràng là đang dở bài đau khổ bi thương. Mai Chân Hào thở dài, trầm ngâm một lúc rồi mới nói với con gái. Bố biết con luôn muốn báo đáp ơn cứu mạng của bố mẹ công lượng, con cho rằng người của Mai gia chúng ta đều là đồ máu lạnh hay sao? Công lượng không phải trực hệ của chúng ta thì để đó không lo sao? Thực ra, con nghĩ sai hoàn toàn rồi. Không phải là không giúp công lượng. Chỉ là tạm thời chưa có vị trí thích hợp. Ví dụ như cái vị trí lữ đoàn trưởng lữ đoàn hỗn hợp ở tập đoàn quân số 5 thành phố Phố Hải ấy, con có biết cuối cùng gây ra sóng gió thế nào không? Vị trí đó quá mẫn cảm, Trần Khải Việt ủng hộ nhưng Mai ra chúng ta lại không nói gì, con có thể lấy lý do là lúc đó bố có việc ra nước ngoài, nhưng người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta? Tư lệnh Trần lẽ nào không trách chúng ta hay sao? Việc của Mai ra tôi đã phải đích thân bỏ công bỏ sức, còn mấy người thì lại ngồi im thin thít. Tiểu phán, việc này Mai gia không thể thể hiện thái độ, bởi vì liên quan tới quá nhiều thứ. Có lúc không chỉ là vấn đề của một cái chức vụ, mà còn là vấn đề thái độ. Anh mà thể hiện ý đồ ra, nghĩa là thể hiện một phương hướng, một khuynh hướng chính trị, thể hiện thái độ đối với đồng minh và đối thủ của mình. Mai Chân Hào nói rất kín đáo, Mai Phán Nhi cảm thấy không thể hiểu nổi. Bố, con hiểu. Cái túi tài liệu này con cầm trả cho người ta. Mai Phán Nhi tỏ ra thấu hiểu, cầm lấy cái túi, định quay đi. Túi gì thế, đưa anh xem nào. Đúng lúc đó, anh trai Mai Trường Phong về Bắc Kinh họp vừa đi vào phòng khách, nghe thấy lời của Phán Nhi, phát hiện trên tay cô có một cái túi, liền giơ tay ra cầm lấy. Bố nói không cần xem. Mai Phán Nhi thực ra vẫn có chút thất vọng. Bố không xem không có nghĩa anh không thể xem, cái này. Em không hiểu được đâu, đưa đây xem nào, ha ha. Mai Trường Phong giơ tay ra nói, Mai Phán Nhi liếc bố mình một cái, thấy ông cụ không nói gì, lúc này đang ngồi thư thái uống trà, biết là ông cụ đã ngầm đồng ý. Mai Trường Phong cầm lấy túi tài liệu, xé niêm phong, đọc cẩn thận một lượt, lúc thì nhíu mày lúc thì giãn ra, lúc sau lại trầm ngâm một hồi, mới hỏi. Ai đưa cho em vậy? Một người bạn. Mai Phán Nhi diễn lại trò cũ. Bạn thế nào? Mai Trường Phong không có ý bỏ qua cho Mai Phán Nhi. Chỉ là một người bạn thôi. Mai Phán Nhi có chút không vui. Nếu em không nói, tài liệu này cầm về đi. Mai Trường Phong vứt tài liệu lên mặt bàn, lạnh lùng hừ đáp. Anh, tài liệu này có ích không? Mai Phán Nhi có chút nóng vội, khó khăn lắm mới có chút hy vọng, nhưng dường như lại sắp bị dập tắt. Có ích, chắc chắn có ích, chỉ cần chúng ta chịu ra mặt.
Lục Dũng ở căn cứ Liễu Phong Sơn sẽ lập tức ngồi tù. Mai Trường Phong nói thẳng, rất kiên quyết. Anh có thể không hỏi là của ai được không? Em đảm bảo, người đó tuyệt đối đáng tin. Mai Phán Nhi tỏ ra nũng nịu. Đáng tin, người này đưa tài liệu quan trọng như vậy cho em, tại sao lại không đưa cho người khác? Nhất định là có mục đích, em gái, đừng để mắc mưu người khác, cuối cùng tự hại mình. Mai Trường Phong ánh mắt bình thản. Không thể nào. Mai Phán Nhi khẳng định. Đó là ai? Mai Trường Phong quyết không buông tha. Người đó không làm thế đâu. Mai Phán Nhi cắn môi, hừ nói. Em dựa vào đâu mà nói người đó sẽ không làm thế? Mai Trường Phong lạnh lùng đáp, liếc ông cụ một cái, nói. Trên đời này, vợ chồng còn có thể trở mặt, anh em còn có thể tương tàn, còn có việc gì là không thể xảy ra. Mai gia chúng ta, tuyệt đối không thể làm việc tự hại mình được. Người đó nói có thể giúp Công Lượng ngồi lên ghế của Lục Dũng ở căn cứ Liễu Phong Sơn, Mai gia chúng ta chỉ cần lật đổ Lục Dũng là được. Mai Phán Nhi vẫn không muốn bỏ qua cơ hội giúp Mai Công Lượng thăng chức. Em à, em cũng 30 tuổi đầu rồi mà sao còn ngây thơ như vậy? Thương trường lẽ nào không rèn luyện được đầu óc cho em sao, em có thể quen được với quan chức quân đội cấp nào chứ? Đừng nói người đó là một quân đoàn trưởng rất to sao, đối với binh lính bình thường thì đó là vị trí không thể với tới được, quản lý cả một tập đoàn quân, mấy chục nghìn con người. Nhưng em nghĩ xem, nếu là tập đoàn quân trực tiếp quản lý căn cứ Liễu Phong Sơn thì còn được, nhưng căn cứ Liễu Phong Sơn chỉ do quân khu Việt Đông thay mặt quản lý, đơn vị quản lý trực tiếp là quân ủy. Cho nên, em có thể thấy vị trí đặc biệt của nó. Đừng nói là một quân đoàn trưởng có thể làm được việc này, cho dù là phó tư lệnh quân khu cũng chẳng làm gì nổi. Em nói anh nghe xem, người đứng phía sau Lục Dũng là ai? Người kia đã nói với em chưa? Vì sao người đó không ra mặt mà lại muốn Mai gia của chúng ta ra mặt, việc này rất đáng để suy ngẫm. Không cần nghĩ cũng biết chỗ dựa của Lục Dũng nhất định rất vững chắc. Mai Trường Phong liếc em gái mình một cái, không hề có ý định bỏ qua, nhất định phải tìm cho ra cái người đó mới được. Hoàn toàn ngược lại, người đó đã nói với em rồi. Mai Phán Nhi có chút tự tin, liếc bố và anh trai một cái, nói tiếp. Chỗ dựa của Lục Dũng là Phó Tổng Tham Mưu Trưởng cao nhất Hoài ở Bộ Tổng Tham Mưu. Thấy chưa, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng, năng lượng nhỏ hay sao? Nói thẳng ra, so với anh thì ghê gớm hơn nhiều, có thể coi là lãnh đạo của anh. Mai gia lật đổ một tay Lục Dũng cấp Phó Sư Đoàn Trưởng, nhưng lại đắc tội với Phó Tổng Tham Mưu Trưởng, nếu lại đưa Công Lượng lên, cao nhất Hoài có thể vui được hay sao? Mai Trường Phong trừng mắt nhìn em gái một cái, bất mãn nói. Cái người đó, anh hy vọng sau này em tránh xa người ta ra. Người này tâm địa bất lương, có lẽ muốn gây ra mâu thuẫn giữa Mai gia và Cao Nhất Hoài. Cao Nhất Hoài là Phó Tổng Tham Mưu Trưởng, quân hàm trung tướng, hơn nữa cũng không già lắm, năm nay chưa tới 60. Người như vậy trong giới quân sự vẫn còn tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy hiện tại ông ta chưa đến mức khiến Mai gia phải e ngại, nhưng mấy năm nữa, có lẽ ông ta có thể ngồi lên ghế Tổng Tham Mưu Trưởng. Hoặc làm tư lệnh của một đại quân khu nào đó, vậy hành động hôm nay của em sẽ tạo nên một đối thủ rất mạnh cho Mai gia. Chương 1228, làm chuyện trao đổi với bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên, vị trí tư lệnh căn cứ Liễu Phong Sơn đối với Công Lượng thực sự rất hấp dẫn, Công Lượng mà có thể ngồi lên vị trí đó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Mai gia. Nhưng em phải suy nghĩ cẩn thận, lợi hơn hại hay là hại hơn lợi. Đương nhiên, tập tài liệu này có thể photo ra vài bản. Chúng ta không ra mặt lật đổ tên khốn này nhưng cũng có thể ngấm ngầm ra tay. Mai Chân Hào tuy suy nghĩ đến lợi ích gia tộc, nhưng cũng không quên lợi ích quốc gia, đó cũng chính là đặc điểm của tinh thần yêu nước của những vị tướng quân già. Bố thực sự không ra tay hay sao? Mai Phán Nhi vẫn không chịu từ bỏ ý định. Ra tay thế nào, vừa rồi chẳng phải anh đã nói rõ rồi hay sao? Em định tạo nên một đối thủ mạnh cho Mai gia hay sao? Đầu óc em thật là hồ đồ. Mai Trường Phong lên giọng dạy bảo. Mấy người không giúp thì thôi, để con trả lại cho người đó. Mấy người muốn photo, con không đồng ý. Vừa muốn lật đổ Lục Dũng, vừa không dám ra mặt, Mai gia chúng ta từ lúc nào nhát gan như vậy. Nếu đã không dám ra mặt thì cũng không cần phải gây ra rắc rối nữa, coi như chưa từng thấy tập tài liệu này. Như thế cuộc sống của Mai gia sẽ yên ổn hơn nhiều. Nhưng yêu ổn thì có tác dụng hay sao, có lẽ đợi bố về hưu,
anh vẫn còn ngồi im ở cái ghế phó tư lệnh. Bố dạy cho chúng ta là phải vươn lên phía trước, lật đổ Lục Dũng tuy sẽ tạo nên một đối thủ mạnh là Cao Nhất Hoài cho Mai gia chúng ta, nhưng cũng sẽ nhận được sự đồng tình của các đồng minh có cùng quan niệm. Có lợi tất có hại, con tin rằng mọi người sẽ phải hối hận, nhất định phải hối hận. Con đi đây. Mai Phán Nhi tức giận, khóe mắt đẫm nước, cầm lấy tập tài liệu trên bàn chạy ra ngoài. Cái con này, chúng ta đâu có nói không lật đổ Lục Dũng, đồ cặn bã như vậy phải lật đổ, nhưng chỉ là thay đổi phương thức mà thôi. Đúng là đồ cố chấp, sao nhất định phải là Mai ra ra mặt mới được chứ? Mai Chân Hào thở dài, nháy mắt với con trai, Mai Trường Phong hô lớn với Mai Phán Nhi lúc này đã ra đến cổng. Em gái, nghe nói Triệu gia không thích Cao Nhất Hoài, lần trước việc đề bạt của Triệu Khoát, Cao Nhất Hoài là một trong những người đã phản đối. Không cần mấy người lo, hừ. Mai Phán Nhi hừ nói, không quay đầu lại, bay thẳng đến Ngư Đồng, trao tài liệu lại cho Diệp Phàm, đương nhiên cũng nói cho Diệp Phàm biết câu Mai Trường Phong đã nói. Ha ha, Mai gia thừa sự trầm tĩnh nhưng thiếu dũng khí, tuy có thêm đối thủ nhưng cũng có thêm cơ hội. Đương nhiên, có lẽ do vị trí khác nhau, góc độ khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Thôi vậy, nếu Triệu gia không thích Cao Nhất Hoài thì đi tìm Triệu gia vậy. Diệp Phàm, tôi giúp cậu đưa tin việc công ty khoáng sản Dương Điền dùng bạo lực chống đối pháp luật nhé. Đợi đến khi xã hội chú ý đến, tin rằng Lục Dũng cũng sẽ không thể quá ngông cuồng được nữa. Mai Phán Nhi nhìn Diệp Phàm, ánh mắt đầy tình yêu. Không cần đâu, công ty truyền thông Giang Nam là của Mai gia, nếu chỉ cổ vũ cho tôi thì cũng sẽ đắc tội với Cao Nhất Hoài, vô cớ thêm một cường địch. Nếu Mai gia đã muốn yên ổn, vậy không cần nhúng tay vào việc này nữa. Còn tên khốn Lục Dũng, giải quyết hắn rất dễ. Diệp Phàm miệng nói, nhưng trong lòng lại cảm động, bởi Mai Phán Nhi luôn lo nghĩ cho hắn, mình lại chưa làm được gì cho cô cả. Diệp Phàm giơ tay ra kéo Mai Phán Nhi vào lòng, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng lấy tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô, nhẹ nhàng nói. Phán Nhi, có phải tôi rất bất tài, chỗ nào cũng bị người khác bắt nạt hay không? Cục trưởng Cục Công an mà ngay cả một công ty khoáng sản cũng không vào nổi. Đúng, nhưng cũng không đúng. Mai Phán Nhi nhẹ nhàng nói, liếc Diệp Phàm một cái, lại nói. Trọng trách của cậu rất nặng, cậu lại chỉ là bí thư ủy ban chính trị pháp luật của thành phố Ngư Đồng, trên đầu cậu còn rất nhiều lãnh đạo, như Hà Trấn Nam, Lý Quốc Hùng, Thái Chí Dương, Vu Chí Hải. Đều có thể coi là lãnh đạo của cậu, nếu nói về quyền lực, cậu còn không bằng phó chủ tịch thường trực Thôi Minh Khải. Ủy ban chính trị pháp luật mang tiếng quản chính trị pháp luật. Nhưng ngoài Cục Công an ra, người đứng đầu Viện Kiểm sát, Tòa án, họ có nghe cậu không? Cậu không phải thằng hèn, ngược lại, cậu có thể chống đỡ đến hôm nay, cậu là một người anh hùng. Mấy tổ điều tra từ trên xuống đều điều tra cậu, nhưng cậu vẫn trụ lại được. Cho nên, trong chốn quan trường, cậu là một anh hùng vì nước vì dân. Con mắt của Mai Phán Nhi tôi không thể nào kém được. Nếu nói đến mưu lợi cá nhân thì ai cũng có cả, chỉ là phải quan tâm cả đến lợi ích quốc gia. Còn nói là bị ức hiếp, ai cũng bị ức hiếp cả. Chủ tịch nước quan có to không, ông ấy cũng bị ức hiếp. Thủ tướng những nước nhỏ ở châu Phi chẳng phải vẫn bị nước lớn ức hiếp hay sao? Các nước họp với nhau, nước nhỏ có quyền gì chứ, chỉ có thể ngồi nghe, đợi đến lúc giơ tay thì đi theo nước lớn, lúc phát ngôn thì sao, toàn là lấy làm tiếc, phẫn nộ, thậm chí còn không dám kháng nghị nữa. Đó đều là nỗi bi ai của nguyên thủ các nước nhỏ. Nhưng lẽ nào nguyên thủ nước lớn thì không bị ức hiếp? Ngược lại, vẫn bị kẻ khác ức hiếp. Nhân dân cả nước mà không đồng tình thì sẽ phản đối, đảng phái chính trị đối lập sẽ lấy ông ta làm mục tiêu công kích. Cho nên, không ai không bị ức hiếp cả, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Mai Phán Nhi nói, nghe thì có vẻ lẫn lộn, nhưng nghe kỹ ra thì cũng có lý của nó. Cảm ơn chị, nếu không, tôi thực sự nghĩ rằng mình rất vô dụng. Lần trước Phó Chủ tịch tỉnh Đới Quốc Cường đến Ngư Đồng còn hắt đầy rượu vào người tôi. Lần đầu tiên tôi đến Ngư Đồng thì bị một thằng bé ném trứng vào mặt. Hôm qua Hà Trấn Nam bảo tôi cút ra khỏi văn phòng. Ha ha ha, ngay cả một công ty khoáng sản còn con cũng dám ức hiếp tôi. Diệp Phàm tôi, lẽ nào đúng là thằng hèn? Diệp Phàm đột nhiên nói to. Rót cho tôi hai ly vang, hôm nay chúng ta không say không ngủ, thế nào? Tôi uống với cậu. Phán Nhi hôm nay uống rượu với cậu, cậu coi tôi là nha hoàn sai bảo là được. Mai Phán Nhi mỉm cười, dịu dàng như một người vợ hiền. Đợi Phán Nhi rót rượu xong,
Diệp Phàm ôm người đẹp trong lòng, nói. Cho tôi 2 tháng, việc của Công Lượng để tôi lo. Không cần, việc của Công Lượng rất khó, đợi vậy. Mai Phán Nhi không dãy giụa, dịu dàng nhìn Diệp Phàm. Phán Nhi, chị thật tốt. Diệp Phàm nói, hai người dần dần xích lại gần. Diệp Phàm, hôm nào quay về Ma Xuyên, tôi đưa cậu đến biệt thự rừng đào, đánh đàn cho cậu nghe. Bây giờ đào cũng sắp ra trái rồi, cảnh rất đẹp. Mai Phán Nhi nhẹ nhàng nói, bờ môi lướt khẽ trên mặt Diệp Phàm. Hai người dần dần hòa nhập vào nhau. Diệp Phàm như dũng sĩ ra trận, vô cùng mạnh mẽ. Tiếng thở dồn dập kèm theo tiếng kêu rên khe khẽ. Một lúc sau, Diệp Phàm, cậu thật là mạnh mẽ, Phán Nhi sắp chết rồi. Mai Phán Nhi vô cùng hài lòng nói. Tôi cũng vậy, Phán Nhi, chị nói xem, liệu tôi có chết trong đũng quần của chị không? Diệp Phàm trêu đùa. Ha ha ha. Tiếng chàng cười lớn vang lên, may mà phòng cách âm tốt, nếu không có không ít chim sẽ phải sợ hãi bay đi. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên. Diệp Phàm nhìn, là Vương Triều gọi đến, vừa đưa lên tai thì đã nghe thấy Vương Triều nói. Bí thư Diệp, có người phát hiện Đới Chí Quân đã không nhìn thêm được nữa, khai ra rồi, Đới Duy Cường sẽ phải trả giá cho chén rượu ông ta hắt lên người anh. Anh dùng phân cân thác cốt thủ phải không? Diệp Phàm chậm rãi nói, không hề có chút hưng phấn, ngược lại vô cùng nặng nề, bởi từ khẩu khí của Vương Triều có thể đoán ra, Đới Duy Cường lần này sẽ đổ. Đúng thế. Lại phải bồi bổ 1 tháng nữa, thật là mệt chết đi được. Nếu bí thư Diệp mà thi triển thì nhanh hơn nhiều. Vương Triều thở dài. Đem tài liệu đến đây, tôi lập tức lên Việt Châu. Diệp Phàm hừ nói. Hai người ngồi trong một chiếc xe BMW, một nam một nữ, nam là Diệp Phàm, nữ là Mai Phán Nhi. Phán Nhi, chị quay về Thủy Châu trước, việc của Công Lượng để tôi lo, chị không cần vì mấy việc này mà vất vả ngược xuôi nữa. Tôi nhìn xót xa lắm. Diệp Phàm chậm rãi nói. Tôi cũng không muốn vậy, yên tâm, tôi chưa bao giờ làm việc để bị thiệt bao giờ, đầu óc cậu toàn nghĩ xấu xa. Đến bây giờ cũng chỉ có cậu có được tôi, những người khác đừng có mơ. Mai Phán Nhi mỉm cười liếc Diệp Phàm. Hay để tôi bố trí người đi theo chị, không để người khác ức hiếp chị. Thôi đi, có ai dám ức hiếp tôi, cậu định tìm cách giám sát tôi thì có, tôi không phải đồ chuyên dụng của cậu nhé. Mai Phán Nhi hừ nói. Thôi vậy, tùy chị. Diệp Phàm bị bóp mẽ đành ngượng ngùng sờ sờ cằm. Mai Phán Nhi đi máy bay, Diệp Phàm đi xe thẳng đến văn phòng của Triệu Sương Sơn. Kỳ lạ là Diệp Phàm thử liên hệ với Triệu Sương Sơn, không ngờ lập tức được cho phép gặp. Không cầu xin gì thì chẳng lên chùa, hình như cậu rất ít khi lên văn phòng của tôi thì phải chăng Ngư Đồng phát hiện ra điều gì, thảm án 88 có manh mối rồi sao? Triệu Sương Sơn ngồi trên chiếc ghế thể hiện quyền lực của mình, giơ tay chỉ Diệp Phàm ngồi xuống phía đối diện. Không phải là thảm án 88, lần này đến là muốn làm một vụ trao đổi với ông. Diệp Phàm cũng nói thẳng. Trao đổi. Triệu Sương Sơn nhắc lại câu này, lông mi khẽ nhíu lại, hình như có chút coi thường. Ông cho rằng phân lượng của tôi không đủ. Diệp Phàm cũng đánh liều. Ừ. Đợi khi nào cậu ngồi lên ghế thường vụ tỉnh ủy thì trao đổi với tôi cũng chưa muộn. Còn hiện tại cậu chỉ có thể nói là báo cáo công việc. Anh bạn trẻ, đừng tùy tiện nói ra 2 câu này, Triệu Sương Sơn tôi còn nghe được, chứ lãnh đạo khác mà nghe thấy thì sẽ có ấn tượng xấu, cho rằng cậu ngông cuồng ngạo mạn. Triệu Sương Sơn lộ ra ánh mắt coi thường. Thôi vậy, không trao đổi thì tôi xin cáo từ, thảm án 88 chưa có tiến triển gì, tôi cũng không cần báo cáo gì cả. Diệp Phàm cũng rất rắn giỏi, đứng dậy định bước. Dầm. Triệu Sương Sơn đập mạnh xuống bàn, hừ nói. Xem ra cậu không muốn làm bí thư ủy ban chính trị pháp luật nữa hả, đối với tôi còn như vậy, khó trách Hà Trấn Nam không chịu nổi. Tôi hôm nay đến là để làm một vụ trao đổi, không làm thì thôi. Cho tôi làm bí thư ủy ban chính trị pháp luật hay không là quyền của đảng và quốc gia, đương nhiên, ông là bí thư tỉnh ủy, ông có thể bất chấp quy định pháp luật cách chức tôi. Nhưng muốn tôi phục thì không thể nào. Ông và tôi chỉ khác nhau ở cấp bậc chức vụ, không có sự khác biệt về cao quý và thấp hèn. Diệp Phàm hừ nói. Cút, cút ngay. Triệu Sương Sơn tức giận quát. Hôm trước Hà Trấn Nam cũng đuổi tôi ra khỏi văn phòng như vậy. Diệp Phàm chậm rãi nói, nhìn Triệu Sương Sơn một cái, đi ra đến cửa, rồi lại nói. Tôi có thể cút,
nhưng ông sẽ mất đi một ghế thường vụ. Uy hiếp tôi. Triệu Sương Sơn hừ nói, nhìn Diệp Phàm bước đi, không gọi hắn quay lại. Tên nhóc này, cũng ngang thật, không ngờ lại dám đối đầu với anh, thú vị thật, ha ha ha. Điện thoại vang lên tiếng cười sảng khoái của Triệu Bảo Cương, không hề có chút bất mãn. Bố, con thực sự muốn cách chức hắn, bực mình quá, một bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố còn ngông cuồng như vậy, Triệu Sương Sơn con lẽ nào dễ động vào như vậy sao? Hôm qua Hà Chấn Nam còn đến tìm con, xin tỉnh ủy tìm cách chuyển Diệp Phàm đi chỗ khác. Xem ra, anh chàng đó đã làm loạn ngư đồng lên rồi, làm hay lắm. Triệu Bảo Cương khen ngợi. Hay thì hay thật, nhưng loạn hết cả lên. Bố xem, ở ngư đồng, một bí thư ủy ban chính trị pháp luật dám ra mặt đối đầu với bí thư thành ủy, vậy nguyên tắc tổ chức kỷ luật của đảng còn để vào đâu nữa? Việc này mà không trị, sao có thể điều hành cả tỉnh được? Triệu Sương Sơn cũng có quan niệm của riêng mình. Đương nhiên là phải trị, con có thể xuống dưới đó, trong hội nghị có thể cảnh cáo cậu ta. Nhưng con cũng phải nghe cậu ta giải thích chứ. Hà Chấn Nam vì sao luôn gây áp lực cho cậu ta, chắc chắn là có liên quan đến tập đoàn Dương Điền rồi. Triệu Bảo Cương nói, đương nhiên là con biết, tập đoàn Dương Điền, năng lượng rất lớn. Triệu Sương Sơn nói, có vẻ bất mãn. Không phải là vấn đề năng lượng lớn hay không, mà là quá ngông cuồng. Ngang nhiên hành hung phó chủ tịch thành phố, hành hung cảnh sát, đó là hành vi gì, là làm loạn. Nếu là bố trước kia thì đã bắt mấy đưa ra bắn bỏ rồi. Triệu Bảo Cương tính khí vẫn luôn nóng nảy, mở miệng ra là mắng lớn. Chương 1229, bắt Thanh Lang. Về việc này thì con biết Diệp Phàm rất ấm ức, cậu ta tìm mọi cách phá thảm án 88, vì cái ghế quan cậu ta cũng buộc phải phá vụ án này. Nhưng con không thích cậu ta dùng hai chữ trao đổi, cậu ta vẫn chưa có cái tầm đó. Triệu Sương Sơn hừ nói. Sương Sơn, tâm thái của con phải bình tĩnh, khi trao đổi con không phải là bí thư tỉnh ủy, con và Diệp Phàm bình đẳng, chỉ có như vậy mới có thể tiến hành trao đổi được. Trao đổi xong con vẫn là bí thư tỉnh ủy, vẫn là lãnh đạo của Diệp Phàm, vẫn có thể nhắc nhở cảnh cáo cậu ta mà. Trao đổi không thể mất, Diệp Phàm lần này tới tìm con, hơn nữa còn nói con sẽ mất một ghế thường vụ tỉnh ủy, con nghĩ xem, việc này có quan trọng hay không? Việc quan trọng sao con có thể vì thể diện mà để mất được? Con vẫn còn chưa thực sự trưởng thành, việc này không thể tái diễn được. Hơn nữa, trao đổi thì liên quan gì tới quyền uy của bí thư tỉnh ủy chứ, con phải phân biệt cho rõ. Nếu không, sau này con sẽ bị thiệt to. Nếu Diệp Phàm không tìm con mà tìm Uông Chính Tiền, vậy hậu quả sẽ thế nào, chắc chắn Uông Chính Tiền sẽ vui vẻ giúp Diệp Phàm. Lập tức gọi cậu ta lại, hoàn thành việc trao đổi. Câu cuối cùng của Triệu Bảo Cương mang khẩu khí ra lệnh. Cái này. Triệu Sương Sơn vẫn có chút không phục. Đừng lôi thôi nữa, còn chậm trễ, thằng nhóc đó mà thay đổi ý định thì con sẽ phải hối hận đấy. Triệu Bảo Cương hừ nói. Vậy thì được, nhưng nếu tên nhóc này mà giở trò trêu đùa với con thì con sẽ cho hắn nếm đòn. Triệu Sương Sơn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không phục. Trêu đùa con, nó không có gan, cũng không ngốc như vậy, đảm bảo con sẽ có lợi lớn. Triệu Bảo Cương hừ nói. Đương nhiên. Nếu cậu ta mà quá ư ngông cuồng thì con vẫn có thể ra tay nhắc nhở, Triệu gia không phải chỗ một tên nhóc có thể ngông cuồng được, hừ. Hai ngày sau, Bộ Tổng Tham mưu cử người xuống thẳng ngư đồng, dưới sự tháp tùng của tư lệnh Lô An Cương trực tiếp tới căn cứ Liễu Phong Sơn. Buổi chiều lan truyền một tin gây chấn động, tư lệnh Lục Dũng của căn cứ Liễu Phong Sơn bị bắt đi, còn trung đoàn trưởng Lâm đóng quân ở công ty khoáng sản Dương Điền để dọa người, nói là diễn tập quân sự cũng bị mất đi chỗ dựa. Vội vàng đưa hơn 200 binh sĩ rút khỏi công ty khoáng sản Dương Điền. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Triều, Diệp Phàm lập tức ra lệnh vào công ty khoáng sản Dương Điền khám xét, tuyên bố công ty khoáng sản Dương Điền tạm thời ngừng hoạt động để điều tra. Nhưng khi Vương Triều mang theo mấy chục cảnh sát hình sự vào đến cổng của công ty khoáng sản Dương Điền thì lại bị công ty khoáng sản Dương Điền tổ chức 5-600 công nhân do người của phòng bảo vệ cầm đầu, tay cầm gậy sắt xếp thành hàng ngăn đám Vương Triều lại. Bí thư Diệp, Thanh Lang đã xuất hiện, người này xếp ở hàng trên cùng, dáng vẻ như chúng ta chỉ cần xông vào là bọn chúng sẽ vây lại đánh. Bảo mấy đồng chí cảnh sát lên thử xem, nếu Thanh Lang dám ra tay thì anh đi giải quyết hắn, người của công ty khoáng sản Dương Điền mà ngăn cản thì bắt hết lại, cảnh sát vũ trang đã lên đến sườn núi rồi, mấy phút nữa là đến nơi thôi.
chúng ta tuy người ít nhưng nếu có xung đột thì cũng không sợ. Công ty khoáng sản Dương Điền này lẽ nào lại là công ty thổ phỉ hay sao? Diệp Phàm hừ lạnh ra lệnh, kết quả đúng như Diệp Phàm đã dự đoán, Thanh Lang thực sự dám ra tay, mấy đòn đã hạ gục 6 đồng chí cảnh sát hình sự. Tình thế đột nhiên trở nên căng thẳng, thấy cảnh sát vũ trang đã tới, Vương Triều cũng không do dự nữa, tiến lên, chỉ trong mấy phút hai người đã đấu với nhau mấy cước. Hai người công lực tương đương, nhất thời khó phân cao thấp. Cảnh sát và công nhân cùng vây lại xung quanh, biến thành đánh võ đài. Mã Hán, anh có thể lên, cùng tấn công Thanh Lang, bắt được người này thì lập tức bí mật giải về quân khu Ngư Đồng, tiến hành thẩm vấn. Diệp Phàm ra lệnh, hắn đã sớm điều Mã Hán từ căn cứ Đại Hùng Sơn ở Ngư Đồng ra, bây giờ đang trà trộn trong đội cảnh sát vũ trang, nhận được điện thoại của Diệp Phàm liền lập tức tiến lên cùng với Vương Triều bao vây Thanh Lang. Tình thế đột ngột xoay chuyển. Mấy phút sau Thanh Lang bị Mã Hán đá trúng bụng ngã vật xuống đất, Vương Triều cũng lao lên bồi thêm mấy đá, Thanh Lang lập tức mềm nhũn ra đất, không động đậy được nữa. Ai còn dám bạo lực ngăn cản, coi như tòng phạm, bắt hết lại. Vương Triều cầm lấy chiếc loa bán dẫn hô to. Đám cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang liền lao lên, mười mấy người đám bảo vệ của công ty khoáng sản Dương Điền chống cự lập tức bị hạ gục, Vương Triều Mã Hán lại ra sức thuyết phục, đám đông đã giải tán quá nửa. Sau đó thêm mười mấy người quá khích bị bắt giữ nữa thì không còn ai dám xông lên ngăn cản nữa. Vương Triều vừa vào trong đã lập tức tiến hành khám xét khu khai thác quặng. Mục đích là tìm khu quặng hóa thạch, nhưng đáng tiếc là không thể nào phát hiện ra. Còn Thanh Lang thì bị Mã Hán bí mật giải về phân quân khu Ngư Đồng. Tư lệnh Lô An Cương đích thân sắp xếp một nơi bí mật để tiến hành thẩm vấn. Tư lệnh Lục thế nào rồi? Vẻ mặt quản phi xám xịt. Cô gái đứng bên cạnh xé chân gà cho hắn người run lên bần bật, bởi quản phi có lúc tức giận sẽ tát cô ta mấy cái, không sợ mới lạ. Bây giờ vẫn chưa rõ, là người của bộ tổng tham mưu đưa đi. Cao Lam ngồi trên ghế, không nói nên lời. Chẳng phải anh có người ở bộ tổng tham mưu hay sao, còn không gọi điện thoại đi. Quản phi cũng không kiềm chế nổi, hừ với Cao Lam. Tôi đã gọi rồi. Cao Lam bộ dạng lực bất tòng tâm. Bên đó nói thế nào? Quản phi hỏi. Sẽ cố gắng hết sức, bộ tổng tham mưu thì đã sao, lẽ nào còn làm gì được tư lệnh Lục hay sao? Tôi không tin, hừ. Cao Lam ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. Thanh Lang bị giam ở chỗ nào? Tào Dục hỏi. Không rõ, hình như không phải ở cục công an thành phố, người ở đó nói vậy. Cao Lam đáp. Chủ tịch quản, Thanh Lang biết rất nhiều bí mật của chúng ta. Tào Dục vẻ mặt vô cùng khó coi. Một người sống thì không thể bay đi mất được, hừ. Quản phi lạnh lùng hừ đáp, nhìn Tào Dục và Cao Lam một cái, nói. Trước mắt đã tới thời điểm công ty gặp nguy cấp nhất, ba người chúng ta càng phải đoàn kết, các vị phải cố tìm người nhờ cậy, có ai đưa hết ra. Mục tiêu là Diệp Phàm, người này rất cứng rắn, ngay cả Hà Chấn Nam cũng không coi ra gì, vì vậy buộc phải lật đổ. Không thể chậm trễ được nữa. Đúng thế, hạ được hắn rồi thì cục công an thành phố không còn đáng ngại nữa. Nhưng quan trọng là phải hạ hắn thế nào. Việc này tôi thấy phải nhờ đến phó bí thư quản thôi, ông ấy phân quản đảng quần chúng, có vai trò quyết định trong việc bổ nhiệm hoặc bãi miễn cán bộ toàn tỉnh. Chỉ một tên bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố, Triệu Sương Sơn có lẽ sẽ nể mặt ông ấy. Cao Lam nói rồi liếc Tào Dục một cái, lại nói. Quan hệ của tôi ở trong quân đội. Không có mấy vai trò trong việc lật đổ Diệp Phàm, nhiệm vụ của tôi là lôi tư lệnh Lục ra. Mạng lưới bảo vệ Liễu Phong Sơn mà mất, chúng ta chẳng khác nào lộ diện ngay trước mắt người khác. Đúng thế, chuyện của tư lệnh Lục do Cao Lam phụ trách. Chuyện lật đổ Diệp Phàm để tôi và Tào Dục lo. Anh Tào, nhanh gọi điện thoại, anh có quan hệ trên Bắc Kinh, có thể gây chút áp lực với Triệu Sương Sơn, nếu không cũng không biết Triệu Sương Sơn có chịu nghe hay không. Đây là lúc cấp bách. Cũng không cần che giấu gì nữa. Quản phi lạnh lùng hừ nói. Để tôi thử xem. Nhìn quản phi một cái, Tào Dục thận trọng gật đầu. Buổi tối, trong một nơi bí mật trong phân quân khu Ngư Đồng. Có hai chiếc ghế, bốn người đang ngồi trên đó là Diệp Phàm, Lô An Cương, Vương Triều và một người nữ ghi chép. Thanh Lang, đừng giả ngất với tôi, tỉnh lại đi. Giả ngất, không cần, có gì cứ nói. Thanh Lang tôi ngoài việc bảo vệ ra thì cái gì cũng không biết. Việc hôm nay Thanh Lang tôi cũng chỉ thực thi trách nhiệm của mình với công ty mà thôi.
cho nên, anh cũng đừng mơ biết được gì từ trên người tôi. Không biết là không biết, không bằng đi ngủ sớm cho khỏe người. Thanh Lang dáng vẻ thản nhiên, lướt nhìn Diệp Phàm và Lô An Cương một cái, không ngờ lại lên tiếng khuyên Diệp Phàm. Cứng họng lắm. Vương Triều tiến lên, đá cho một cái, Thanh Lang hừ một cái, ánh mắt như sói nhìn Vương Triều, hừ nói. Tao nhớ mày rồi, tên là Vương Triều phải không? Sao, còn uy hiếp tao à, mày là cái cứt gì? Vương Triều tức giận, tính cách thổ phỉ hình thành từ hồi còn ở Đỗ gia lại nổi lên, đưa mắt nhìn ra, thủ hạ đưa cho một tấm đệm lớn, nhằm thẳng vào lồng ngực Thanh Lang mà đánh, khiến Thanh Lương nôn cả ra nước chua, khiến Lô An Cương không khỏi nhíu mày. Được rồi. Diệp Phàm giơ tay. Còn không chịu khai ra. Không có gì khai cả, tôi chỉ thi hành trách nhiệm của mình. Thanh Lang hừ nói, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Đây là cái gì? Diệp Phàm lôi từ trong ngăn bàn ra hai viên bi nhìn có vẻ cổ quái. Hai viên bi lớn bằng quả bóng bàn, màu tím thẫm, hình như làm bằng gỗ. Diệp Phàm cầm trên tay, cảm thấy cũng khá nặng, nhưng nhẹ hơn bi sắt, lại nặng hơn nhiều so với bi gỗ. Bi gỗ cầm trên tay để tăng cường sức khỏe, lẽ nào cũng phạm pháp hay sao? Thanh Lang liếc Diệp Phàm một cái, chậm rãi đáp. Đúng là bi gỗ thật, nhưng hình như nó còn có tác dụng khác thì phải. Diệp Phàm chậm rãi nói, đôi mắt sắc như chim ưng phát hiện khóe môi Thanh Lang khẽ động đậy, dường như đang lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 1230, tôi biết là cô đang giả điên. Công dụng đặc biệt, việc này tôi không hiểu. Cần phải yêu cầu lãnh đạo Ngư Đồng nêu rõ một chút. Tôi chỉ dùng để luyện tập, để có lợi cho các khớp tay. Thanh Lang nói. Anh nói đi. Diệp Phàm nhìn Vương Triều nói. Cái này có lai lịch rất đáng gờm, ở thời nhà Thanh được gọi là cầu an lạc. Vương Triều nói đến đây, Thanh Lang không chịu được nữa nói. Anh đừng nói bừa, cái gì mà cầu an lạc, cứ nói toạc ra đi. Đừng lo, để yên nghe tôi nói hết đã. Cái này vào thời nhà Thanh đúng là cầu an lạc, nói chắc anh cũng hiểu. Dùng thiết mộc, tử đàn mộc hàng trăm năm mài rũa mà thành. Nghe nói gỗ này cứng như gang thép, mà còn có thể hơn cả hợp kim thép. Đương nhiên, bình thường không có nội lực truyền vào thì thiết mộc, tử đàn mộc chỉ cứng hơn các loại gỗ thường một chút, cũng chưa đến mức có thể so sánh với gang thép. Nhưng, khi cao thủ dùng nội lực mạnh mẽ truyền vào, độ rắn chắc của nó còn hơn cả hợp kim thép. Mà quả cầu này còn có đặc điểm, đánh người sẽ không thể thấy máu, mà chỉ làm lõm vào, nếu không nhìn kỹ thì cũng không thấy rõ. Cũng là vũ khí giết người lợi hại, đồng thời, người bị hại còn có nét cười trên mặt. Bởi vì sau khi bị cầu tấn công, tác động lên thần kinh cười vì vậy mặt người chết như đang cười. Và vì thế mới gọi là cầu an lạc. Thật kinh khủng, còn kinh hơn cả truyền thuyết huyết trích tử nhà Thanh. Đương nhiên, cầu này hiện nay không mấy người biết. Nhưng tiếc là tôi là một là trong những người đó. Thanh Lang, tôi nói đúng chứ? Vương Triều thản nhiên nói. Cầu an lạc, vui vẻ mà chết, sao có chuyện đó được? Thực ra quả cầu này không có gì đặc biệt, lại còn nội công, trên đời này còn có nội công nào? Lô An Cương đứng bên cạnh nói có vẻ không tin. Lộ Tư Lệnh, chưa nhìn thấy chứ không hẳn là không có. Mang miếng thịt lợn tươi vào đây. Vương Triều nói với một viên cảnh sát. Tôi không hiểu các anh đang nói cái gì, thật vô lý, bị người ta giết rồi mà còn cười. Trên thế gian này lại có kiểu vô lý vậy sao? Thật vô lý, hết sức hoang đường. Tôi thấy cục cảnh sát các anh có phải là vì điều tra mà nói này nói nọ, nói quả cầu bình thường thành quả cầu an lạc gì đó, sao không gọi là cầu ngoài hành tinh đi cho bí mật hơn không? Thanh Lang thản nhiên nhìn mọi người rồi đột nhiên cười phá lên. Ha ha, có phải anh giả vờ không biết gì không? Đợi chút. Sẽ có người cho anh thấy, để cho anh xem cầu này không chỉ có anh biết dùng mà người khác cũng có thể dùng. Diệp Phàm cười, không lâu sau có một cảnh sát mang miếng thịt lợn vào. Vương Triều gõ vào thấy có âm thanh, xoay xoay quả cầu trong tay vài lần rồi lập tức văng vào miếng thịt lợn. Bộp, âm thanh vang lên, trên miếng thịt lợn hiện lên một chỗ lõm. Nhưng điều kỳ lạ là không lâu sau vết lõm đấy dần dần đầy lên, sau 10 phút thì vết lõm đó không còn nữa. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra gì cả. Vì miếng thịt lợn chứ không phải con lợn còn sống nên nó không thể cười được, Vương Triều cũng không thể nào lấy một người sống sờ sờ ra làm vật thí nghiệm. Nhìn thấy chưa, vết lõm này giống y hệt như vết lõm trong vụ thảm án 88, Thanh Lang,
anh hãy cho chúng tôi lời giải thích rõ ràng đi. Diệp Phàm lên tiếng. Việc này không liên quan gì đến tôi, quả cầu này là tôi có được tại chợ đồ cổ. Khi đó cảm thấy nó hơi nặng, cũng thoải mái hơn cầm cung vì thế nên tôi mua về. Còn khi các anh nói về nội công, tôi không hiểu gì cả, từ nhỏ sức tôi đã mạnh như vậy, có thể giống như cao thủ đã luyện bao năm, nội công cái gì chứ? Trên đời này còn có nội công hay sao? Thanh Lang có nét mặt mơ hồ nói. Anh giả bộ được lắm, công phu của anh không khác gì vương triều. Ban ngày anh thể hiện ở công ty mỏ Dương Điền có hàng trăm người thấy, đừng có mà dọa ai, chúng tôi đều đã nhìn thấy rõ ràng không phải mù. Diệp Phàm gắt lên. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng tôi có thể nói tôi không hề liên quan đến chuyện này, mà nội công cái chó gì, tôi không biết. Nếu cục cảnh sát các anh thật sự muốn kết cho tôi tội danh liên quan đến vụ thảm án 88 thì tôi tuyệt đối không phục, tôi sẽ phản ánh lên trên về hành vi vu cáo hãm hại người tốt của các anh. Thanh Lang không ngừng nói, không hề biểu hiện chút sợ hãi gì. Hừm, Diệp Phàm phẫn nộ, đi đến trước mặt Thanh Lang, nhanh như điện, ra tay chụp vào người Thanh Lang, chỉ có những âm thanh nhỏ, có vẻ giống như người mù sờ tượng. Không lâu sau, trên người Thanh Lang bắt đầu có phản ứng. Những bắp thịt như nhuyễn trùng đang lúc nhúc, mồ hôi trên trán chảy như chút nước. Mặt Thanh Lang đột nhiên thay đổi trông thật khó coi, miệng lẩm bẩm ai cha, xem ra rất đau. Nữ cảnh sát ghi chép toàn thân run bẩy, còn Lô An Cương chằm chằm nhìn Thanh Lang. Chỉ có Vương Triều biết lần này Diệp Phàm tự mình dạy cho hắn phân thân thác cốt thủ vì Diệp Phàm là cao thủ thất đẳng, nên sẽ làm dễ hơn Vương Triều. Hơn nữa, nhìn thì có vẻ chẳng làm gì cả, chỉ là sờ sờ. Chỉ có Vương Triều biết Diệp Phàm đang tháo dỡ cả các khớp xương của người ta. Khiến cho Vương Triều cũng băng giá trong lòng, ra tay bằng cách này thì mấy ai có thể chịu đựng nỗi sự đau đớn lớn lao này. Sau khoảng 3 phút, Thanh Lang không hề thể hiện gì chỉ lẩm bẩm trong miệng, Diệp Phàm biết việc lần này đã thất bại. Ý chí kiên cường của Thanh Lang giúp anh ta chiến thắng cách trừng trị này, xem ra người có ý chí lớn, nghị lực, cách này cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, không thể để quá lâu, chỉ sợ người ta đau chết mất. Diệp Phàm chỉ còn cách đến trước mặt Thanh Lang, làm một vài chiêu và Thanh Lang khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng toàn thân như bị rơi xuống nước, ướt sạch. Còn Lô An Cương từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, chỉ chau mày, xem ra anh ta cũng đã bị dọa cho sợ ngây người rồi. Tôi có chút khâm phục tính kiên cường của anh, thật không hiểu, rốt cuộc vì ai mà anh phải làm như vậy. Quản phi đáng để anh hy sinh cả tính mạng như vậy. Diệp Phàm thản nhiên nói, có ý bảo Vương Triều châm thuốc cho Thanh Lang. Vốn chẳng có chuyện gì giả dối, anh bảo tôi trả lời cái gì, thì trả lời cũng chỉ là bậy bạ. Thanh Lang tôi không phải loại người như vậy. Thanh Lang kiên quyết, Diệp Phàm cùng Vương Triều đi vào phòng thẩm vấn. Con người này thật đáng gờm. Ngồi trong xe Diệp Phàm nói với Vương Triều. Đúng, những biện pháp thông thường không hề có tác dụng gì. May mà hắn ta có hành vi kháng lại bạo lực của cảnh sát. Chúng ta có thể giữ hắn lại rồi tiến hành sau. Vương Triều vừa lái xe vừa nói. Đúng, anh lập tức điều tra Thanh Lang, điều tra tỉ mỉ từ lúc sinh ra đến bây giờ. Tôi không tin, chẳng lẽ anh ta không có điểm yếu nào, chỉ cần phát hiện ra là chúng ta có thể có cơ hội ra tay rồi, cứng rắn không được thì phải mềm mỏng. Diệp Phàm nhắc nhở. Vừa về đến nhà thì phát hiện ra có người đang nằm, chợt nhìn, không phải là Lý Nguyệt thì còn là ai được nữa. Diệp Phàm không để ý đến cô ấy, đi thẳng vào phòng, rồi gọi điện thoại cho Lý Cường, nói rằng. Gọi ngay Lý Nguyệt lên phòng, tôi thấy có thể lật tẩy bài rồi. Không lâu sau, Lý Cường mang một túi lớn đến, hóa ra là Lý Nguyệt. Cô không phải sợ, tôi biết cô đang giả điên. Diệp Phàm nhìn thẳng vào Lý Nguyệt, nói thẳng luôn. Ai cha, ai cha. Lý Nguyệt vốn không để ý đến Diệp Phàm miệng vẫn lẩm bẩm giả điên. Nếu cô tin tưởng tôi thì hãy nói cho tôi tất cả những gì cô biết, nếu như không tin tôi thì tôi cho người đưa cô về, từ nay về sau cô cũng không cần phải giả điên mà nằm ở chân tường nhà tôi nữa. Còn nữa, hôm đến mỏ Đồng Dương Điền cô cầm chiếc kính viễn vọng dùng trong quân đội, cô đừng nghĩ mọi người đều là ngốc, Lý Cường, lấy ảnh ra cho cô ta xem. Diệp Phàm nói, Lý Cường đã làm lại hình ảnh được chụp trộm được. Nhìn thấy tấm ảnh mình đang cầm chiếc kính viễn vọng, dù rất mơ hồ, Lý Nguyệt, cuối cùng cũng không tiếp tục lải nhải nữa. Cô ấy bắt đầu rơi lệ, ngồi thụp xuống đất, quỳ trước Diệp Phàm, nấc lên nói. Xin, cục trưởng Diệp hãy giúp tôi,
tôi muốn báo thù. Cứ bình tĩnh, đừng vội, từ từ nói. Diệp Phàm ra hiệu cho Lý Cường gọi dì dưới nhà lên, cầm theo chiếc chậu rửa mặt thay quần áo cho Lý Nguyệt cho sạch sẽ rồi sẽ nói chuyện. Tôi biết cô chịu khổ cực rồi, cô là cảnh sát của cục thành phố, tôi cũng là nhân vật số một của cục thành phố nhưng đã không chăm sóc được cho cô, tôi rất đau lòng. Chắc chắn cô biết bí mật rất lớn, nói đi, đây là phòng cách âm nên cô yên tâm, không phải lo gì hết. Diệp Phàm ra hiệu Lý Cường đi ra ngoài canh gác. Tối ngày 8 tháng 8 năm 1998, khi cả nhà tôi đang ngủ. Đột nhiên thấy có động tĩnh, tôi vừa muốn đứng dậy thì bị vật gì đập vào đầu, rồi lăn ra giường không biết gì nữa. Lý Nguyệt nói, cô chắc là bị vào trán chứ? Diệp Phàm hỏi, chắc chắn, sau đó khi tôi tỉnh lại thì phát hiện đang nằm trên giường, trán rất đau, mơ hồ nghe ai nói não tôi bị thương có thể là mất trí nhớ. Lúc đó tôi mới biết mình đã được đưa đến bệnh viện. Từ đó tôi trả vờ bị điên, sau này mới biết hôm đó đã chết 10 người. Hơn nữa hình như đều là người có liên quan đến mỏ Dương Điền. Ví dụ như cục địa chất phụ trách an ninh trong mỏ đều kiểm tra qua mỏ Dương Điền. Mà hình như đều là những người không hài lòng với mỏ. Mà người nhà tôi ngoài tôi đã tới mỏ Dương Điền ra còn lại bố mẹ tôi không hề có liên quan gì cả. Lý Nguyệt nói đến đây thì rơm rớm nước mắt, nhưng cô ấy rất kiên cường không hề khóc thành tiếng. Bọn họ sao lại muốn giết hết gia đình cô, hoặc sao lại giết cả một loạt người vây? Lẽ nào cô đã biết được bí mật nào đó của mỏ Dương Điền sao? Vì thế, chúng mời bắt buộc phải giết người diệt khẩu. Nhưng cũng rất kỳ lạ, theo lý mà nói chúng làm việc này cùng một lúc sẽ khiến mọi người chú ý. Muốn giết người thì cũng phải chọn thời điểm mà giết người, 10 người bị giết trong cùng một đêm thì đúng là án quá lớn, bọn họ không sợ bị điều tra ra sao? Diệp Phàm hỏi có ý rất nghi hoặc không thể giải thích nổi. Chương 1231, cướp người. Tôi đã âm thầm điều tra mấy tháng. Lúc đầu cũng phải suy nghĩ trăm lần nhưng không tìm ra lời giải đáp. Tôi cũng không chỉ trích công ty mỏ Dương Điền, cũng không có ý làm khó dễ cho họ, nhưng tại sao họ lại giết hết người nhà tôi? Lý Nguyệt nói, rồi nhìn Diệp Phàm rồi lấy trong túi áo ra viên đá lớn. Chắc chắn có liên quan đến cái này. Diệp Phàm hừm nói. Cục trưởng Diệp cũng cảm nhận ra sao? Lý Nguyệt hỏi. Cô xem. Diệp Phàm quay người lạ cũng cầm lấy viên đá lấy nhà họ Đổng ra. Sau khi so sánh cùng với Lý Nguyệt xong, có thể chắc chắn chúng có cùng một điểm, cái này phát hiện ở nhà họ Đổng, cha mẹ của Đổng Oanh Oanh là Đổng Phương và Mai Hồng đều bị chết. Việc này đều có thể liên quan đến viên đá này. Loại đá này thực chất là hóa thạch, nếu như còn hình dáng chuẩn thì có thể bán được cả 100.000, thậm chí còn nhiều hơn. Thật là món cách xù. Thảo nào mà bọn họ phải giết người để giữ bí mật. Lý Nguyệt phẫn nộ nghiến răng, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại nói. Khi đó tôi đến mỏ Dương Điền tìm hiểu việc đánh người. Không ngờ người công nhân mỏ tên là Trương Chính Lượng bị đánh vô ý lại phát hiện ra hóa thạch đó. Lúc ấy anh ta kỳ thực giấu rất kỹ, nghe nói là anh ta giấu trong chậu hoa. Anh ta cũng không biết đã bị đứa con mới mấy tuổi đào lên lúc nào, mãi sau mới phát hiện ra. Khi đó tôi cứ nghĩ là đá điêu khắc. Đứa bé đó rất quý tôi nên mang tặng cho tôi. Tôi cũng không có ý dùng gì, đưa cho đứa nhỏ đó 5 đồng cho nó đi mua kẹo ăn, về sau tôi cầm về nhà chơi, mới cảm thấy cái tinh xảo của nó. Vì thế lén chạy đến nhà hỏi nhưng anh ta kiên quyết không nói, một tí tin tức cũng không hé răng. Lý Nguyệt nói, hiện giờ Trương Chính Lương đang ở đâu? Diệp Phàm giật mình, lập tức tỉnh táo. Chết rồi. Lý Nguyệt thở dài. Chết rồi. Diệp Phàm trầm ngay xuống, nhìn Lý Nguyệt nói. Chết như thế nào? Ngay sau khi tôi mang viên đá đi thì mỏ quặng đã bị sập, lúc đó tôi đã nghi ngờ Trương Chính Lương có bị hại hay không, mà hơn nữa còn có liên quan đến viên đá này. Nhưng, tôi đang điều tra vụ cả nhà bị giết, tôi chỉ có cách giả vờ điên. Tôi biết đó là tấm lưới rộng vô biên, tôi chỉ là một cảnh sát thường dân thôi không chọc vào được. Lý Nguyệt khóc thút thít. Giờ đã điều tra ra những gì liên quan đến viên đá này chưa? Diệp Phàm nói. Chưa, nhưng tôi có cảm giác việc này có liên quan đến Ngưu Quy Lĩnh. Ngay khi tôi giả điên lúc nào tôi cũng có cảm giác bị ai đó theo dõi, vì thế mà tôi càng sợ. Nên càng phải đóng giả cho thật giống. Để mê hoặc bọn họ mà tôi không trừ cái gì, phân lợn cũng ăn, ngủ cùng tên ăn mày. Nhưng con người tôi trong sạch,
không bị những tên ăn mày kia làm chuyện gì. Lý Nguyệt căm hận nói. Người nhà Trương Chính Lương còn không? Diệp Phàm hỏi. Vợ của anh ta là Ngô Mai Muội đã lấy người quản lý khu mỏ tên là Hồ Đông Thủy. Kể ra, vợ của Trương Chính Lương là một mỹ nhân, được gọi là hoa hậu của khu mỏ. Sau khi anh ta chết, chưa đầy 3 tháng cô ta đã tái giá. Đương nhiên, một người phụ nữ thêm một đứa trẻ lại không chồng thì cũng sẽ khó sống, tái giá là điều đương nhiên. Hơn nữa Hồ Đông Thủy là một trong những người quản lý khu mỏ, tiền lương cũng cao, mà hắn ta lại là một tên háo sắc, nghe nói các cô gái trong khu mỏ hắn ta đều đã trêu ghẹo. Lý Nguyệt nói, cô đã điều tra qua việc này chưa? Diệp Phàm hỏi, không dễ dàng điều tra. Tôi đã nhiều lần lén đi theo hắn ta nhưng không hề phát hiện ra những biểu hiện bất thường. Chỉ thấy rằng hắn ta đi lại Ngưu Quy Lĩnh nhiều lần. Việc này cũng bình thường, bởi vì Ngưu Quy Lĩnh cũng là một trong những phân khu của mỏ Dương Điền. Nghe nói sản xuất ra ngọc thạch rất tinh xảo vì vậy phải được canh giữ nghiêm ngặt, không thể cho người ngoài vào. Công nhân vào phải thay quần áo, đi ra chỉ được mặc quần đùi ra chỉ khi ra hẳn ngoài mới được thay quần áo về nhà. Tuy nhiên, lương của công nhân nơi đây không chỉ gấp đôi lương những khu khác. Lý Nguyệt có chút kinh ngạc, nói. Cô có đi tìm Ngô Mai Muội không? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Tôi có tìm cô ấy một lần, nhưng cô ta không nói gì. Chỉ có điều, sắc mặt khó coi, luôn nói với tôi rằng đừng có hỏi đến chuyện của Trương Chính Lương nữa. Nhưng lúc đó có chút kích động thậm chí còn cầm cả dao trong tay. Sợ xảy ra chuyện gì đó, từ đó tôi không đến nữa. Cũng là sợ bị Hồ Đông Thủy phát hiện khiến người bên trên của mỏ nghi ngờ mà ra tay. Lý Nguyệt lắc đầu rồi lại nói. Nhưng, tôi luôn cảm thấy Ngô Mai Muội có điều gì trong lòng, cô ấy đúng là người phụ nữ đáng thương. Nghe nói Hồ Đông Thủy cũng không thích cô ta, hắn ta cả ngày chỉ lo ăn chơi trác táng, có thể là chơi chán Ngô Mai Muội rồi nên ghét. Đàn ông mà, chỉ làm khổ phụ nữ. Xem ra, Ngô Mai Muội chắc chắn có giấu giếm chuyện gì. Mà vấn đề Hồ Đông Thủy cũng không phải nhỏ, phải nghĩ cách bắt người này mà không để người ở công ty mỏ Dương Điền biết mới được. Có thể Hồ Đông Thủy sẽ là chìa khóa để tìm hiểu về tập đoàn Dương Điền. Diệp Phàm giật mình nói. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng chỉ có một mình tôi không thể làm được, có cách gì có khó khăn mấy tôi cũng làm. Tôi không sợ chết, chỉ là chưa báo thù được cho cha mẹ thì trong lòng khó chịu. Vì thế, tôi không thể chết được. Nhất định phải có ngày bắt được chúng nó lên đoạn đầu đài. Lý Nguyệt càng ngày càng kiên nghị. Hiện giờ Thanh Lang đã bị bắt rồi, có thể loại bỏ được nhân tố gây nguy hiểm cho cô rồi. Đương nhiên, trước khi phá án xong cô vẫn phải đóng vai của cô cho đạt. Nhưng cô yên tâm, an toàn của cô sẽ do tôi bảo đảm, sau này cô sẽ không phải chịu ủy khuất nữa. Diệp Phàm an ủi cô, nhìn rõ khuôn mặt Lý Nguyệt trong lòng thấy nhói đau. Tôi không sợ. Tôi chỉ muốn báo thù, chỉ cần bắt được bọn giết người tôi chết cũng cam lòng. Lý Nguyệt tỏ thái độ kiên quyết. Tối nay cô hãy nghỉ cạnh bên phòng tôi nhé. Diệp Phàm than dài, ý nói Lý Nguyệt nên đi nghỉ ngơi. Không cần đâu, tôi ngủ ở ngoài được rồi. Dù vụ án đã có chút manh mối, nhưng không thể vì tôi mà làm hỏng việc phá án được. Có thể, hiện giờ anh đang là mục tiêu của bọn chúng, cục trưởng Diệp, anh cũng phải cẩn thận. Anh là hy vọng của cả cục. Là hy vọng của nhân dân Ngư Đồng. Lý Nguyệt nói xong không hề do dự, bước xuống. Một cô gái thật tốt. Diệp Phàm thở dài, đột nhiên đập tay lên bàn, hai khóe mắt chợt lóe lên một tia sáng. Sáng sớm lúc 5 giờ, Diệp Phàm vừa mới ngủ không lâu thì có điện thoại, vừa mới nghe thì thấy âm thanh dồn dập của Lỗ Đông Phong. Cục trưởng Diệp, có chuyện lớn rồi, có người đến cứu Thanh Lang từ quân khu rồi. Cái gì, cướp đi chưa? Diệp Phàm gấp gáp nói, âm thanh rất lớn. Bắt đi rồi, hai viên cảnh sát trực bị hôn mê, vẫn chưa tỉnh, bị gãy chân rồi, xương sườn cũng bị gãy vài chiếc hiện đã được đưa đi bệnh viện. Lỗ Đông Phong nói, súng đâu? Diệp Phàm hỏi, cảm giác sự việc rất nghiêm trọng. Hai súng đều bị cướp đi. Lỗ Đông Phong nói, có chút run bởi vì tối nay là anh ta phụ trách trực ban. Vừa nãy do vệ sinh, không ngờ lại xảy ra việc động trời thế này. Mà đây lại là trong quân khu thành phố lại còn bị cướp đi, thật là quá liều. Tư lệnh Lô đâu? Diệp Phàm hỏi. Anh vừa đi thì anh ta nhận được điện thoại của tư lệnh Vu cũng lập tức về thành phố. Lỗ Đông Phong nói. Chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn sao? Diệp Phàm cào nhào nói,
lập tức gọi điện ra lệnh gọi tất cả cảnh sát dậy, mấy chục chiếc xe cảnh sát phong tỏa thành phố nghiêm ngặt, kiểm tra tại tất cả các cửa khẩu. Toàn Ngư Đồng đón nhận tiếng còi cảnh sát từ sáng sớm. Diệp Phàm ngồi trong trung tâm chỉ huy của cục cảnh sát, nhìn lên màn hình lớn, nét mặt nghiêm túc. Sơ suất, hai, quá sơ suất, vốn cho rằng phân khu quân sự thành phố là an toàn nhất vì thế lực lượng cảnh sát mỏng. Bằng không là sát thủ ban đêm cũng không dám làm chuyện lớn này. Vương Triều Trúc giận lên bàn, vẻ mặt bất đắc dĩ, phẫn nộ. Khi đó Tư Lệnh Lô có ý kiến sẽ cho 4 đoàn binh hỗ trợ chúng ta thì tôi lại nói là không cần. Nghĩ rằng ở trong quân khu thì có thể xảy ra chuyện gì được. Lại xảy ra chuyện trốn thế này. Việc này tôi cũng phải chịu trách nhiệm, không ngờ nơi an toàn nhất giờ lại trở thành nơi không an toàn nhất. Việc này có thể là do ai làm? Diệp Phàm hừm nói. Ai làm? Rõ ràng là người của tập đoàn Dương Điền muốn cứu hắn, chứ ngoài ra thì ai thích hắn đây? Điền Thất Hòa lo lắng nói. Bọn họ quả là to gan, còn dám xông vào quân khu cướp người. Vương Triều phẫn nộ nói. Trong một đêm có thể giết 10 người, làm bao nhiêu vụ án đổ máu, đối với bọn họ bắt cóc người chỉ cần trong buổi sáng sớm. Hiện giờ quan trọng nhất là chúng ta phải nhanh chóng bắt được thủ phạm về quy án, thu lại súng. Nếu không Thanh Lang dùng 2 chiếc súng kia đi gây án mạng thì tình cảnh của cục chúng ta sẽ càng nguy kịch. Chủ nhiệm Hoàng lên tiếng, các cơ trên khuôn mặt đều run lên. Anh ta luôn trầm ngâm mà lần này cũng phải lên tiếng. Nếu Thanh Lang mà ra khỏi Ngư Đồng thì phiền phức, Việt Đông rộng như thế, cả nước rộng như thế thì sao có thể tìm được hắn ta? Theo như những gì chúng ta hiểu biết về tình hình của tập đoàn Dương Điền, lực lượng của bọn họ không phải nhỏ. Ngay cả căn cứ Liễu Đỉnh Sơn cũng bị chúng di chuyển còn cái gì mà chúng không dám làm đây? Muốn đưa Thanh Lang ra nước ngoài cũng không mất chút sức nào. Nếu Thanh Lang thật sự ra nước ngoài thì vụ án của chúng ta sẽ hoàn toàn bế tắc. Vất vả lắm mới tìm ra chút manh mối, vậy mà trong chốc lát chúng đã cướp Thanh Lang đi. Lỗ Đông Phong than thở, phẫn nộ lao vào uống trà rồi nhìn Diệp Phàm nói. Cục trưởng Diệp, buổi tối tôi trực, tôi đã gây ra thiếu sót, xin tổ chức cứ xử phạt tôi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, người cũng có lúc ngủ gật, ngựa còn có lúc mất móng, nếu luận tội thì tất cả những người ngồi đây đều không thoát. Hiện tại quan trọng và gấp nhất là phải tìm được người. Thanh Lang có thể đi đâu được? Diệp Phàm cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, ngồi trên chiếc ghế xoay nói. Chương 1232, Tôn Ngộ Không có thể qua được Ngũ Hành Sơn không? Chắc chắn Thanh Lang chưa thể đi xa được, thành phố Ngư Đồng có vài trăm nghìn dân, chỗ hắn ta có thể ẩn náu cũng rất nhiều. Tôi nghĩ chúng ta nên để ý kỹ biệt thự của Quản Phi. Quản Phi, biệt thự. Diệp Phàm miệng lẩm bẩm đột nhiên nói, biệt thự của Ngư Đồng có lẽ không có ai, Thanh Lang không thể ngu ngốc như vậy. Nhưng có thể là sẽ trốn ở Sơn Trang Đông Ba biên giới của Ngư Đồng. Sơn Trang Đông Ba, tôi quên mất, nhưng để vào được Sơn Trang không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, tôi sẽ lập tức cho người đi xem sao. Vương Triều hừ nói. Cũng được, anh cho người đi ngay xem sao. Nếu Quản Phi không chịu hợp tác, thì đánh động xem, tình hình hiện nay rất gấp nên chúng ta không thể làm theo lẽ thường được. Nếu như bọn cướp dùng 2 cây súng đó giết người thì vấn đề sẽ rất lớn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi hiểu. Vương Triều liền đem người đi. Đội trưởng Điền, việc điều tra bên này do anh phụ trách, trông chừng kỹ cho tôi. Diệp Phàm căn dặn, Điền Thất Hòa nhận lệnh rồi đi. Còn Lỗ Đông Phong được Diệp Phàm điều tới công ty mỏ Dương Điền, phạm vi của công ty Dương Điền tương đối rộng, nếu Thanh Lang có chú trong đó muốn tìm cũng sẽ như tìm kim đáy bể. Bằng không, cục thành phố sau một ngày điều tra không ngờ lại không phát hiện ra khu mỏ có loại hóa thạch đó. Chứng tỏ Dương Điền làm việc rất bí mật, còn hơn cả quản lý bí mật quốc gia. Bí thư Diệp, xem ra đối thủ của chúng ta không phải dạng bình thường. Chủ nhiệm Hoàng thở dài, châm điếu thuốc. Đúng, giả dụ như đối thủ của chúng ta là tập đoàn Dương Điền, lực lượng đó ngay cả cục thành phố cũng phải cẩn thận. Nhân vật số 1 của Dương Điền là Quản Phi, nghe nói có quan hệ với phó chủ tịch quản trong tỉnh, thứ hai là Tào Dục, người này rất thần bí, nghe nói, có uy thế ở kinh thành. Nhân vật thứ 3 của Dương Điền chính là Cao Phong, hắn ta có uy thế về quân sự. Anh ta có quan hệ thân thích với Lục Dũng căn cứ quân sự Liễu Đỉnh Sơn. Hơn nữa phó chủ tịch Dương Điền là Miêu Thanh Mi, nghe nói cô này là người bí mật nhất, cục thành phố chúng ta cũng không thể điều tra ra tin tức gì có liên quan đến cô ta.
Còn Thanh Lang là người làm công tác bảo vệ cho Dương Điền, hắn ta là một cao thủ, ý chí kiên cường và rất kín đáo. Một khi hắn ta trốn thoát như hổ sổng chuồng thì sẽ gây tai họa lớn cho chúng ta. Diệp Phàm thở dài, phun ra đám khói thuốc tròn như đang thi hút thuốc với chủ nhiệm Hoàng. Sáng sớm hôm nay, thành phố Ngư Đồng đã náo nhiệt hẳn lên. Hoàng Chí Minh nhấp ngụm trà nhìn ra xa, có vẻ lo lắng. Về việc này chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật, tạm thời không truyền ra ngoài để tránh gây ra khủng hoảng. Diệp Phàm vẻ mặt tối sầm. Tôi sẽ nghiêm túc nhắc nhở bên dưới, sự việc hiện đang trong phạm vi khống chế. Không nhiều cảnh sát biết việc này, chỉ là nhắc nhở bên quân khu, sự việc xảy ra hồi tối hôm qua không được gây ồn ào, có thể bọn họ nhiều người cũng đã hiểu được. Hoàng Minh Chí nhăn mày. Tôi đã nói với tư lệnh Lô rồi, anh ta nói rằng đã sắp xếp hết rồi, có thể sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng cũng không thể dám chắc vì sự việc xảy ra cách đây xa rồi, có thể tin tức đã sớm bị dò dỉ. Chúng ta phải chuẩn bị cả hai phương án nếu không sáng sớm sẽ rất bị động. Diệp Phàm nói, kỳ thực trong lòng không tự tin cho lắm. 8 giờ sáng, ánh nắng ban mai chiếu xuống, chim hót líu lo, nhưng Diệp Phàm ngồi trong phòng làm việc chẳng có chút thoải mái nào cả. Thanh Lang đã trốn, lại còn mang đi hai khẩu súng có đạn, Diệp Phàm không thể yên tâm được bất kỳ phút giây nào. Từ các thông tin khắp nơi cho thấy hiện vẫn chưa phát hiện ra tung tích gì của Thanh Lang, có vẻ như người này đã bốc hơi biến mất. Khiến cho các đồng chí trong cục đều hoang mang, chủ nhiệm Hoàng đã phải đổ đi 3 lần gạt tàn thuốc lá đầy, và đây là lần thứ 4 gạt tàn lại đầy nữa. Ông em, có tin tức gì chưa? Thiết Chiêm Hùng gọi điện. Không lâu sau Diệp Phàm đã nói hết sự việc lại một lượt, muốn anh ta phân tích xem Thanh Lang có thể trốn ở đâu được. Không thể, việc lần này thật sự là rắc rối rồi. Nếu như cứ trốn không thì cũng còn tốt, đằng này lại mang theo cả hai cây súng. Diệp Phàm thấy trong lòng bất an, rồi nói tiếp. Em không sợ mất cái chức này, chỉ sợ súng không có mắt, chủ yếu lo lắng gã ta cầm súng đi giết người, lương tâm bất an. Ông em! Cậu không thấy có cái gì khéo léo sao? Thiết Chiêm Hùng nói. Im cũng rất buồn bực, người bị nhốt trong quân khu, người ngoài làm sao có thể biết? Lẽ nào lại có người của Dương Điền trong cục của chúng ta? Hoặc là có người của đối thủ? Diệp Phàm nói. Rất có thể, đừng nghĩ rằng cục cảnh sát thành phố bền chắc như thép. Dù sao, mỗi một viên cảnh sát trong lòng nghĩ gì thì cậu cũng khó đoán ra. Chúng ta đâu phải thần tiên mà có thể biết được. Hơn nữa, năng lực của quản phi lớn như thế, mua chuộc cảnh sát là chuyện bình thường, có ai thấy đống tiền mà lại từ chối chứ? Thiết Chiêm Hùng phân tích. Thế thì chúng ta phải điều tra xem sao, nhưng việc bắt Thanh Lang lần này tất cả cảnh sát đều biết, chỉ có điều là nơi giam giữ được khống chế trong phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, cũng phải có đến gần 20 cảnh sát biết việc này, giờ có đi điều tra cũng khó. Mẹ kiếp, nếu em mà biết người nào ăn cây táo rào cây sung thì chắc chắn sẽ chết với em. Loại chó Nhật tạp chủng. Diệp Phàm mắng chửi. Đương nhiên, đối với loại người này thì không thể nương tay. Nhưng hiện giờ điều quan trọng là cậu phải làm tốt công tác chuẩn bị. Mấy người trong thành phố E là sẽ đem việc này ra để sinh sự. Thiết Chiêm Hùng nói có vẻ lo lắng. Em cũng đã chuẩn bị rồi. Diệp Phàm nói. 9 giờ. Trưởng ban bí thư thành ủy Giang Ly Ly gọi điện đến, nói là Hà Chấn Nam triệu tập cuộc họp thường vụ. Đặt điện thoại xuống, Diệp Phàm lại thở dài, lẩm bẩm. Cần đến thì đến, lão Hà này, lần này tôi biết không thể vượt qua ngũ hành sơn của lão rồi. 13 ủy viên thường vụ trừ Lô Tư lệnh vừa phải đi lên tỉnh họp thì còn lại 12 người, tất cả đều có mặt tại hội nghị. Hôm nay tôi triệu tập mọi người tới đây là về chuyện của công ty mỏ Dương Điền. Chủ tịch quản phi của công ty đó đã gửi cho chúng ta thư chỉ trích với những từ ngữ rất mạnh mẽ, trước bàn các vị đều đã có tài liệu được in ra rồi, xin các vị xem cho. Hà Chấn Nam thản nhiên nói những lời này không nhanh mà cũng không chậm, khiến người ta có thể nghĩ rằng tâm lý của ông ta không tồi chút nào. Tuy nhiên, tâm trạng Diệp Phàm thì ngược lại, giống như sắp bị rơi vào lò lửa vậy. Sau khi đợi mọi người xem qua một lần, Hà Chấn Nam mới quay xuống nhìn rồi nói. Có thể các vị sẽ nói một công ty có thể khiến chúng ta phải mở cuộc họp thường vụ sao? Có vẻ chuyện bé xé ra to, có phải là ăn no nhàn rỗi nên mới bày chuyện đúng không? Nhưng đáng hay không đáng, tôi thấy để Chủ tịch Lý nói rõ ràng cho mọi người nghe. Đúng vậy, khi nãy Bí Thư Hà đã nói rồi,
Chủ tịch quản phi của Dương Điền đã đưa ra thư chỉ trích, thậm chí còn muốn rút vốn đầu tư. Còn về phần có đáng hay không thì mọi người hãy nghe tôi nói. Lý Quốc Hùng liếc nhìn mọi người một lượt rồi dừng ánh mắt ở nơi Diệp Phàm một chút mới nhìn tiếp, nói. Từ khi tập đoàn Dương Điền có mặt ở ngư đồng của chúng ta, trong khoảng gần 3 năm ngắn ngủi nhưng đã có doanh ngạch đầu tư lên tới 2,5 tỷ đồng. Những ngành liên quan đến khoáng sản, mài ngọc, gia công trang phục, hay đóng tàu đều rất rộng. Mà một công ty con của Dương Điền đã có vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ. Sản lượng sản xuất hàng năm không dưới 4 tỷ, riêng thu thuế đã không dưới 100 triệu, nó là một trong những khách sộp nộp nhiều thuế cho thành phố chúng ta. Đương nhiên, nói anh ta vô phách cũng không quá đáng. Nghĩ xem, một công ty tập đoàn lớn như thế, nếu như thực sự rút khỏi thị trường ngư đồng thì sẽ gây ra hậu quả gì, mang lại ảnh hưởng thế nào, phạm vi ảnh hưởng sẽ sao? Bước đầu tôi cho người tính toán, liên quan đến vấn đề công ăn việc làm của hàng chục nghìn công nhân. Vấn đề công ăn việc làm cho chục nghìn công nhân này là một vấn đề không hề nhỏ, nó là nguyên nhân đem lại sự bất ổn lớn cho thành phố chúng ta. Huống chi, gánh nặng đằng sau chục nghìn người ấy có thể cũng đến mấy chục nghìn, thậm chí là mấy trăm nghìn người. Các vị cũng đừng cho rằng tôi nói tin giật gân gì mà trên thực tế là như thế. Nghĩ xem, chẳng nhẽ công nhân không có người thân sao? Đây là sợi dây nối liền bao nhiêu con châu chấu nối lại với nhau, tạo thành một chuỗi hiệu quả lợi ích. Vì vậy đáng hay không đáng tôi nghĩ mọi người cũng đã hiểu. Lý Quốc Hùng dùng những con số và sự thực để chứng minh lực uy hiếp đáng sợ nếu tập đoàn Dương Điền rút vốn đầu tư. Tuyệt đối không thể để Dương Điền rút ra được, nếu Dương Điền rút ra thì GDP của chúng ta sẽ đi khỏi một trong bốn thứ hạng đầu tiên, chắc hẳn sẽ rớt xuống rất thấp. Đặc biệt là công ty Dương Điền đã giúp cải thiện công ăn việc làm cho thành phố ta, kể cả thu nhập từ thuế cũng tăng. Nhất cử nhất động của quản phi, các nhân viên của tập đoàn Dương Điền đều biết, nếu như bọn họ lại sợ sệt thì sẽ gây ra nhân tố bất ổn định cho thành phố. Về điểm này, với tư cách là cục trưởng cục cảnh sát thì Diệp Phàm chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy. Phó Chủ tịch Thôi Minh Khải ngầm ám chỉ, Diệp Phàm cũng đã hiểu, dĩ nhiên là muốn tạm dừng điều tra tập đoàn Dương Điền. Dư Chí Hải liếc nhìn Diệp Phàm, có ý nói hôm nay anh ta gặp phiền phức rồi. Xem tình hình có thể Lý Quốc Hùng và Hà Chấn Nam đã đạt được mục đích mở cuộc họp hôm nay. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nói với Dư Chí Hải trong lòng đã đoán ra chuyện gì. Nghe nói quản phi đã liên hệ với ba thành phố lân cận là Triều Hồ, Hải Châu và Phù Thủy, bàn về việc di chuyển đầu tư công ty. Nếu như Dương Điền thực sự rời khỏi ngư đồng thì ngư đồng chúng ta sẽ như một ngày âm u không có ánh nắng mặt trời. Mặc dù nói tập đoàn Dương Điền thực sự rút đầu tư cũng không thể ảnh hưởng đến cục diện vốn có của ngư đồng, nhưng nó cũng sẽ khiến những mục tiêu kinh tế trong vài năm tới của ngư đồng bị thụt lùi lại. Không cần phải nói cái khác, năm ngoái GDP của chúng ta xếp thứ tư toàn tỉnh, mà đứng thứ năm là thành phố Triều Châu ở thượng nguồn ngư đồng, nếu so sánh với chúng ta thì gần tỉnh thành Việt Châu hơn. Với lợi thế về địa hình độc đáo nhưng cũng thể nào vượt qua chúng ta một bước lên mây được. Mà nói về kinh tế thì còn kém hơn ngư đồng của chúng ta một chút. Tuy nhiên, khoảng cách cũng ít đến đáng thương, nếu Dương Điền đầu tư vào đó, hoặc đầu tư vào Triều Hồ thì về tất cả phương diện chúng ta sẽ đứng sau Triều Hồ, có thể giữ được ở vị trí thứ 5 cũng rất khó nói. Nếu thực sự có hiện tượng này xảy ra, thì các vị ngồi ở đây sẽ làm thế nào? Đối diện với lãnh đạo tỉnh ủy, chúng ta có biện pháp gì, dùng từ nào để trả lời câu hỏi hóc búa này? Trưởng ban tổ chức Khang Văn Sinh là làm công tác tổ chức, đến lúc này đã trở thành nhà kinh tế học, giới thiệu về tình hình, mục đích kinh tế, có thể tối hôm qua cũng đã bảo thư ký đi thu thập được ít tài liệu rồi. Chương 1233, muốn làm dối. Không cần phải nói nữa, trong tình huống này tôi cho rằng là nhân vật số 1, ngư đồng tuyệt đối không thể để nó xảy ra. Không riêng gì tôi, chắc hẳn cách suy nghĩ của Chủ tịch thành phố Lý không khác tôi là mấy. Hà Chấn Nam lại đảo mắt liếc qua Lý Quốc Hùng một cái. Quả thực là đồng chí lão Hà đang ép đồng chí Lý Quốc Hùng. Ừ, tôi cho rằng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của một chủ tịch thành phố, gánh vác một trọng trách không hề nhỏ. Cả thành phố có mấy triệu người đều cần ăn mặc, cần cuộc sống sung túc. Nếu như tôi không thể làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, ngược lại làm cho chất lượng cuộc sống thấp kém, đây là việc mà tôi không hề muốn nhìn thấy. Cũng là việc tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra. Sự nghiệp cộng đồng dân sinh, mọi thứ đều phải tiến lên phía trước,
nếu bị thụt lùi sẽ gây ra hậu họa khôn lường. Nếu thực sự gây ra hậu họa đó, tôi quả là một vị chủ tịch thành phố không xứng đáng. Cho nên, tôi không hề muốn nhìn thấy mấy nghìn công nhân viên chức ở Dương Điền lại đình công, bọn họ bị mất việc, mất miếng cơm manh áo, chính quyền thành phố phải đau đầu nhức óc. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng khiếu nại của quần chúng, đình công của công nhân. Lý Quốc Hùng biểu lộ thái độ cương quyết, chĩa mũi dùi vào kẻ gây rối Diệp Phàm. Vâng, kinh tế cần phải được phát triển một cách nhanh chóng và ổn định, tạo nên môi trường đầu tư ổn định hơn, cuộc sống của nhân dân cũng cần được an cư lạc nghiệp, mưu cầu cuộc sống ổn định, chất lượng cuộc sống cao hơn, đây mới là mục tiêu lớn mà thành phố Ngư Đồng của chúng ta theo đuổi. Cái gì được gọi là ổn định, vụ trọng án 88 năm ngoái đã gây cho chúng ta tình trạng trầm trọng, bi kịch như vậy tuyệt đối không thể để tái diễn. Tuy nhiên, sáng nay tôi nghe được một tin, tối qua một tên tội phạm nguy hiểm tình nghi giết người đã trốn thoát khỏi cục công an thành phố. Hơn nữa, hai khẩu súng lục trong tay cảnh sát hình sự cũng bị cướp đi, đạn cũng bị mất không ít, mỗi viên đạn chính là một mạng người. Bí thư Diệp, có việc này hay không, sự việc vô cùng nghiêm trọng, còn không mau nói rõ ràng. Trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc nhận được chỉ thị qua ánh mắt của Hà Chấn Nam, cuối cùng cũng trực tiếp công kích Diệp Phàm. Vừa nghe thấy ả ta nói như vậy, toàn bộ ánh mắt của các ủy viên thường vụ đều đổ dồn về phía Diệp Phàm. Chuyện là như thế này, kẻ đó có biệt danh là Thanh Lang, là trưởng ban bảo vệ tập đoàn Dương Điền, phụ trách công tác bảo đảm an ninh cho tập đoàn Dương Điền. Có điều, hắn ta cũng là kẻ đứng đầu những kẻ sử dụng bạo lực chống lại việc thực thi pháp luật, hơn nữa, còn đánh bị thương nhiều cảnh sát, cuối cùng bị phòng công an phối hợp với cảnh sát có vũ trang khống chế, giam giữ bí mật ở phân khu quân đội thị trấn. Không ngờ tối qua đột nhiên phát sinh sự việc này, tôi là người đứng đầu cục công an, không thể trốn tránh trách nhiệm lãnh đạo. Về điểm này, tôi xin các đồng chí lãnh đạo trong ban thường vụ đưa ra hình thức xử phạt. Vẻ mặt Diệp Phàm lộ rõ sự xấu hổ, nói. Tự xin chịu phạt, đồng chí Diệp Phàm, vừa rồi trưởng ban Phan nói rồi đấy, mỗi một viên đạn chính là một mạng người. Trách nhiệm này, cậu có thể tự mình xin chịu phạt được sao? Sau khi sự việc được lan truyền đi sáng nay, nhân dân trong thành phố đã hoang mang, lo sợ. Ám ảnh về vụ án thảm sát 88 vẫn còn chưa tiêu tan, không ngờ lại xảy ra sự việc vô cùng chấn động, súng bị lấy đi và tội phạm bị tình nghi quan trọng bị cướp đi một cách tài tình, bí hiểm. Mặc dù người đã bị nhốt tại phân khu quân đội, tại sao còn có thể để xảy ra việc như vậy? Về điểm này, chắc chắn đồng chí phải trực tiếp giải thích với các đồng chí trong ban thường vụ mới phải. Khang Văn Sinh đang dồn ép từng bước, đương nhiên là đang thực hiện kế hoạch lật đổ Diệp Phàm của Hà Chấn Nam. Trưởng ban Khang, ông nói vậy là có ý gì, lẽ nào phạm nhân là do tôi có ý thả? Ông có phần khoác lác thái quá rồi chăng? Diệp Phàm có vẻ hơi tức giận, lời nói tương đối nặng nề, bởi lẽ, sự ám chỉ của Khang Văn Sinh đã quá rõ ràng. Sự việc rốt cuộc như thế nào, trong lòng cậu rõ nhất, phân khu quân đội là khu vực như thế nào, người có hiểu biết chút ít kiến thức thông thường về quân đội cũng thừa biết, đó là nơi có thể khiến cho bọn lưu manh sợ phát sốt lên. Bởi vậy, có thể để cho người ta dễ dàng, tùy tiện đi lại sao? Vừa rồi cậu cũng nói, việc áp giải Thanh Lang lần này là bí mật, hơn nữa là giam giữ tại khu vực tập trung quân nhân. Còn có cả cảnh sát hình sự luân phiên canh giữ, làm sao phạm nhân có thể bị cướp đi trong tình trạng được canh giữ, bảo vệ nghiêm ngặt như vậy được, trừ khi là hắn ta mọc thêm đôi cánh. Dường như Khang Văn Sinh không buông tha cho Diệp Phàm chút nào, ngôn từ sắc bén, từng câu một như tra tấn người, thằng nhãi này, chính là kẻ đi tiên phong, bất chấp tất cả vì Hà Chấn Nam. Nhà giam mà còn có phạm nhân chạy trốn, chứ đừng nói một phân khu quân đội. Hơn nữa, phân khu quân đội không được kiên cố cho lắm. Người đi ra đi vào tương đối phức tạp, kẻ lưu manh muốn vào không hề khó. Phân khu quân đội, chẳng qua chỉ là gây sợ hãi về mặt tâm lý thôi. Phó Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Minh quay ra Khang Văn Sinh nói. Ừ, từ sau khi đồng chí Diệp Phàm đến Ngư Đồng, phòng công an thành phố có những thay đổi lớn. Không những tăng cường xây dựng các trụ sở, tòa nhà làm việc mới, mà còn xây dựng mấy tòa nhà ký túc vì cuộc sống của đông đảo anh em cán bộ chiến sĩ. Diện mạo cuộc sống, tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ trong cục đã có những đổi mới to lớn. Không phải là gần đây Ngư Đồng khá là yên ổn sao, trừ vụ án thảm sát 88 ra, về cơ bản thì không xảy ra vụ trọng án nào cả. Ở Ngư Đồng,
nhìn từ góc độ xử lý các vụ án mà nói, đang trong giai đoạn dần khôi phục. Đương nhiên, cần phải loại bỏ triệt để những ảnh hưởng tiêu cực của vụ án thảm sát, việc này không thể một ngày, một tháng có thể xong được. Không phải Trung Hoa chúng ta có câu tục ngữ nóng vội không ăn được đậu phụ nóng sao? Tình trạng hiện nay của Cục Công an thành phố cũng vậy. So với trước đây, Cục Công an thành phố đã có những cải thiện lớn rồi. Đây chính là nhờ có năng lực của đồng chí Diệp Phàm, đây cũng là chuyện rõ như ban ngày, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của đồng chí Diệp Phàm phải không nào? Tôi tin rằng với sự quản lý tận tâm của đồng chí Diệp Phàm, phòng công an nhất định sẽ khôi phục được sinh lực của mình, ra sức duy trì trật tự trị an ở Ngư Đồng ổn định lâu dài. Phó Bí thư Vu Chí Hải thản nhiên nói. Bí thư Vu à, chúng tôi đang thảo luận về công ty khai thác mỏ Dương Điền và chuyện tên Thanh Lang bị cướp đi. Anh lại lạc đề đi đâu vậy? Trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly nói chen vào, muốn cho câu chuyện lạc đề của Vu Chí Hải trở về đúng quỹ đạo. Về việc điều tra xử lý công ty khai thác mỏ Dương Điền, tôi đã xử lý một cách thích đáng, hoàn toàn đúng với các trình tự thủ tục pháp luật. Có một số đồng chí cho rằng việc này tôi giải quyết chưa thỏa đáng, ông nói không sai, có điều, tôi muốn nói là tôi cũng không hề sai. Chẳng qua là do nhìn vấn đề từ những góc độ khác nhau, đứng ở góc độ lập trường khác nhau mà thôi. Nhìn bao quát cục diện phát triển kinh tế toàn thành phố mà nói, khẳng định rằng không thể để tập đoàn Dương Điền rút vốn đầu tư. Tuy nhiên, do thái độ ngang ngược của tập đoàn Dương Điền, Cục Công an thành phố không thể không thực thi theo pháp luật. Ngay cả việc phó chủ tịch thành phố bị đánh, việc mười mấy cảnh sát hình sự bị vây đánh đều có thể mặc kệ buông xuôi. Toàn bộ công nhân viên chức nhân dân Ngư Đồng sẽ coi Cục Công an thành phố chúng tôi ra gì? Còn có thể đảm bảo trật tự trị an, duy trì ổn định nữa không? Còn về vụ án thảm sát 88, không nghĩ cách loại bỏ nó, Ngư Đồng, còn tương lai gì nữa? Diệp Phàm phản bác lại một cách sắc sảo, quét mắt nhìn mọi người một lượt, hừ một cái, nói. Đó không phải là phong cách làm việc của tôi. Tôi chỉ muốn nói một câu, vì vụ án thảm sát 88 này, một số đồng chí nói tôi không có nhận thức về đại cục cũng được, nói tôi mượn gió bẻ măng cũng được. Có điều, ở trong hệ thống pháp luật to lớn, chặt chẽ, cần phải tuân thủ theo pháp luật. Tôi kiên quyết phải làm, tất cả chỉ để phá án, đây chính là nguyên tắc làm việc của tôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ chịu xử phạt của đơn vị về việc để Thanh Lang bị cướp đi. Nhưng cũng xin đơn vị cho tôi một cơ hội, rất nhiều người có thể lập công chuộc tội, tại sao tôi lại không thể? Nếu như cấp trên muốn tôi rút lui, tôi chỉ xin hãy để tôi phá án xong hãy buộc tôi rút lui cũng chưa muộn. Nói tới đây, Diệp Phàm toát lên vẻ nghiêm nghị, chính trực. Đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào Hà Chấn Nam và Lý Quốc Hùng. Lập công chuộc tội, việc đó cũng còn phải xem người đó là ai đã. Vốn dĩ trong cuộc họp, tôi không muốn thẳng thừng phê bình một số đồng chí. Thế nhưng, hôm nay, tôi không thể không nói, đồng chí Diệp Phàm, cậu làm như vậy thực là quá đáng. Cục diện phát triển kinh tế tốt đẹp của Ngư Đồng do một tay cậu phá nát. Mấy ngàn công nhân, cán bộ làm việc tại tập đoàn Dương Điền đều hoang mang, lo sợ, cậu còn mặt mũi nào mà dám nhắc đến việc đảm bảo trật tự trị an ninh ở chỗ nào. Còn về việc tìm nguồn kinh phí, xây dựng trụ sở làm việc là việc cơ bản nhất mà một cục trưởng như cậu nên làm. Thanh Lang trốn thoát, sáng nay tin tức đã lan truyền khắp nơi, sáng sớm, tôi chỉ vừa đến một sạp hàng ăn sáng. Người ta nói gì nhỉ? Nói là toàn bộ Cục Công an thành phố của chúng ta đều là chứng thối, cũng có người nói trong đơn vị có nội gián, một số đồng chí đã nhận tiền của Dương Điền cố ý làm như vậy vân vân, dù sao cũng phát hoảng. Có một chị còn dặn đứa con buổi tối tuyệt đối không được ra ngoài vì tên lưu manh còn có súng. Cậu xem, chuyện này là như thế nào? Nếu tình hình cứ tiếp tục xấu đi như thế này, Hà Chấn Nam tôi. Nói đến đây, Hà Chấn Nam quan sát thái độ mọi người. Nhìn hết một lượt, hắn mới nói tiếp. Hà Chấn Nam, một bí thư như tôi thấy hổ thẹn, nếu không làm gì, tôi sợ Ngư Đồng càng rối loạn hơn. Nếu sự việc xảy ra như vậy thật, toàn bộ những vị lãnh đạo ngồi đây không tránh khỏi việc bị liên đới. Cho nên, đồng chí Diệp Phàm, cậu cũng đừng có cho rằng tôi không cho cậu cơ hội lập công chuộc tội, bởi lẽ, ban thường vụ và đơn vị đã cho cậu quá nhiều cơ hội rồi, cậu chẳng nắm bắt được cơ hội nào. Chúng tôi không thể dung túng. Tha thứ được nữa, nhìn từ góc độ vì nhân dân phục vụ mà nói, chúng tôi cũng không thể để cục diện căng thẳng này tiếp diễn. Ban thường vụ chúng ta cần phải báo cáo tình hình này cho cấp trên,
hủy bỏ chức vụ bí thư chính trị pháp luật thành phố Ngư Đồng của Diệp Phàm, tạm thời để đồng chí Mã Bách Sinh thay thế, thế nào? Khang Văn Sinh lại một lần nữa làm kẻ tiên phong tích cực. Tôi kiên quyết ủng hộ. Trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc không đợi Vu Chí Hải mở miệng, dành trước, trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly ở phía sau cũng lên tiếng. Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải hai vị thuộc chòm sao song tử này do dự trong chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Trong lúc chủ tịch thị ủy Thanh Châu La Bình đang do dự, Hà Trần Nam hướng về phía anh ta nói một cách lạnh lùng. Về vấn đề này, tôi hy vọng một số đồng chí cần có lập trường kiên định, vững chắc, không việc gì phải e dè. Chỉ cần trong đầu do dự một chút, chính là thể hiện sự vô trách nhiệm đối với nhân dân Ngư Đồng. Tôi đồng ý. La Bình gật đầu bất đắc dĩ ánh mắt liếc qua Diệp Phàm, tỏ vẻ xin lỗi. Tôi kiên quyết phản đối. Diệp Phàm đứng lên, giọng nói rất lớn, nói với Hà Trấn Nam. Tôi phạm vào lỗi lớn gì mà đòi hủy bỏ chức vụ của tôi? Tôi đã nhiều lần bày tỏ ý nguyện muốn lập công chuộc tội, đề nghị đơn vị phê bình hay xử phạt đều được. Hiện tại Cục Công an đang lâm trận làm sao có thể đổi lãnh đạo chỉ huy được, vụ án thảm sát 88 mới có một tia hy vọng, nếu vì chuyện này mà khiến vụ án thảm sát 88 không được giải quyết, Hà Trấn Nam ông cùng với các vị lãnh đạo ngồi đây đồng ý với quyết định này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy quyết định này không cần phải vội vàng như vậy, đồng chí Diệp Phàm có lỗi lớn gì sao? Không có đâu, việc tội phạm tình nghi trốn thoát không thể nói Diệp Phàm là người chịu trách nhiệm chính được. Thưa các vị trong ban thường vụ, quyết định của các ông là đúng hay sai, hãy nghĩ kỹ đi. Vu Chí Hải muốn làm rối lên. Chương 1234, Bí thư Triệu muốn chĩa mũi dùi vào ai? Nhưng Hà Trấn Nam vẫn chưa chịu buông tha, hừ nói. Đó chỉ là ý kiến thiểu số, vừa rồi đã có 6 phiếu tán thành, thêm một phiếu của tôi là 7 phiếu rồi. Trong số 12 vị ủy viên thường vụ ở đây, số phiếu đồng ý đã quá nửa. Tôi hy vọng đồng chí Mã Bách Sinh có thể nắm giữ chức vụ trong Ủy ban Chính trị Pháp luật, đứng đầu chỉ huy các đồng chí trong phòng phá được vụ án thảm sát 88 trước cuối năm nay. Đem lại cho Ngư Đồng của chúng ta một tương lai sáng lạn. Mang tới cho nhân dân Ngư Đồng điều kiện tốt nhất, tôi sẽ lập tức báo cáo quyết định này của Ban Thường vụ thành phố Ngư Đồng với Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh cùng với các đồng chí lãnh đạo khác trong tỉnh ủy. Hà Trấn Nam, ông sẽ trở thành tội nhân của thành phố Ngư Đồng, hai mắt tôi không đuôi, đến một ngày ông phải hối hận, hừ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi ra. Làm sao mà Hà Trấn Nam có thể trở thành tội nhân được, giọng điệu thật ngang ngược, câu nói này do vị nào phát ngôn vậy, khiến Triệu Sương Sơn tôi vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên cửa phòng họp bị mở ra, một giọng nói sang sảng vang lên. Khi ba chữ Triệu Sương Sơn truyền đến, tất cả các đồng chí thường vụ trong phòng họp đều kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy, chố mắt ra nhìn, không phải là đồng chí bí thư tỉnh ủy đầy uy mãnh Triệu Sương Sơn thì còn ai vào đây nữa? Lời vừa rồi là ai nói, đứng dậy cho tôi. Triệu Sương Sơn không hề để ý đến mọi người xung quanh, nghiêm nghị hỏi, đôi mắt uy lực nhìn một lượt toàn bộ các đồng chí trong ban thường vụ. Là tôi nói. Diệp Phàm bất chấp tất cả đứng lên nói, trong lòng thầm tự hỏi, lão già này đến đây làm gì? Rõ ràng là ông ta biết là giọng mình, thế mà lại hỏi câu đó, chắc chắn là việc giao dịch lần trước đã khiến ông ta tức điên lên, muốn tới đây tính sổ với mình đây mà, thật xui xẻo. Cậu nói, cậu là ai? Tên họ là gì? Triệu Sương Sơn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên nói. Tôi là bí thư Đảng ủy Công an thành phố Ngư Đồng Diệp Phàm. Diệp Phàm ưỡn ngực đứng thẳng, trả lời. Cậu không còn là bí thư Đảng ủy Công an thành phố nữa rồi. Lúc này, Hà Trấn Nam đang đứng một bên, lạnh lùng nói. Ồ, nói vậy là thế nào? Triệu Sương Sơn đưa mắt nhìn Hà Trấn Nam hỏi, có vẻ như khá thích thú, ông an tọa ở vị trí chủ trì mà Hà Trấn Nam mời, khoát tay nói với mọi người. Mọi người ngồi xuống đi, tôi chỉ tiện đường đi chơi, ghé qua Ngư Đồng câu cá giải sầu thôi, nghe nói câu cá ở Ngư Đồng vô cùng thú vị, đã đến đây rồi thì cứ nghe mọi người nói chuyện một lúc. Dĩ nhiên. Triệu Sương Sơn dù sao cũng là nhân vật số một của tỉnh Việt Đông, áp lực vô hình ông ta đem lại cho các vị ủy viên ban thường vụ tương đối lớn, cả đám người đưa ra như khúc gỗ, vẻ mặt căng thẳng cứng đờ không dám có bất cứ cử động gì. Bí thư Triệu, ý kiến xử lý đồng chí Diệp Phàm vừa được cuộc họp ban thường vụ thông qua hình thức biểu quyết quyết định, chính tôi đang chuẩn bị hoàn thiện nghị quyết để báo cáo lên tỉnh ủy.
Hà Chấn Nam trả lời một cách thận trọng. Hừ, ngư đồng này là thiên hạ của ông, Diệp Phàm tôi không phục cũng không được, bởi lẽ, ông là đại diện cho tổ chức. Có điều, từ đáy lòng tôi tuyệt đối không phục, đồng chí Hà Chấn Nam có thể phán quyết tôi trong cuộc họp ban thường vụ, tôi cũng có quyền khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh ủy phải không Bí Thư Triệu. Diệp Phàm nói với sắc mặt bình tĩnh. Ồ, xem ra trong lòng cậu không phục phải không nào. Thế này đi, hiếm lắm mới có dịp tôi xuống đây, cho cậu một cơ hội khiếu nại. Dĩ nhiên, nếu cậu nói vô lý, không thuyết phục, hoặc là cố tình gây sự, vậy thì biện pháp xử lý cậu của ban thường vụ chính là ý kiến của tôi. Hơn nữa, tôi đại diện cho tỉnh ủy, lập tức thi hành. Triệu Sương Sơn không biểu lộ rõ sắc thái, liếc mắt dò xét Diệp Phàm, nói. Bí thư Triệu, còn nếu như tôi nói có lý thì sao? Diệp Phàm hỏi. Đã có tôi đứng ra phân giải, ban thường vụ ngư đồng sẽ xem xét lại việc của cậu. Lúc Triệu Sương Sơn nói câu này, khóe miệng Hà Chấn Nam giật giật vài cái. Trong lòng thầm nghĩ còn xem xét cái gì, ông còn đứng ra phân giải xem xét làm cái quái gì. Bí thư Triệu, chuyện là như thế này. Diệp Phàm đem mọi chuyện kể tuốt tuột ra. Kẻ nghi phạm quan trọng bị cướp đi, không cần phải tính đến chuyện tập đoàn Dương Điền như thế nào. Rõ ràng là việc ban thường vụ ngư Dương chúng tôi xử phạt cậu ta là hoàn toàn đúng với kỳ cương, điều lệ của đảng. Hà Chấn Nam phản bác. Đúng ư, vậy tôi xin hỏi Bí Thư Hà, ý của ông ở đây là tôi phải chịu trách nhiệm phải không? Diệp Phàm nói, không hề sợ Hà Chấn Nam một chút nào. Đương nhiên, Cục Công an thành phố triển khai công tác dưới sự chỉ đạo của cậu, hơn nữa cậu còn là cục trưởng. Cậu đã nghe qua việc tự nhận trách nhiệm và từ chức rồi, nhưng cậu lại không chịu từ chức, vậy nên ban thường vụ chúng tôi đành phải họp để bàn bạc, thông qua xử phạt cậu. Hà Chấn Nam nói một cách bình tĩnh. Được, Bí Thư Hà ông nói có lý. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn qua một lượt sắc thái biểu hiện của các vị trong ban thường vụ, đột ngột chuyển đề tài, quay sang Triệu Sơn Sương nói. Bí Thư Triệu, theo lời đề xuất của Bí Thư Hà, tôi phải tự xin từ chức nhận lỗi. Có điều, năm ngoái lúc xảy ra vụ án thảm sát 88, hình như Bí Thư Hà là người đứng đầu ngư đồng, vụ án thảm sát lớn như vậy xảy ra. Hơn nữa lại xảy ra ở ngư đồng, gây ra ảnh hưởng lớn, xét về phạm vi và mức độ nghiêm trọng, theo thống kê của Bộ Công an cũng đứng đầu các vụ trọng án năm ngoái trên cả nước. Bí thư Triệu, ông nói có phải vậy không? Ừ, đúng vậy. Triệu Sơn Sương thản nhiên gật đầu, không đoán được thằng nhãi này đang có ý gì. Vậy thì đúng rồi, đảm đương chức vụ bí thư thành ủy ngư đồng, là người đứng đầu ngư đồng, xảy ra vụ án lớn như vậy, không phải cũng nên tự xin từ chức nhận lỗi sao? Mặc dù đồng chí Hà Chấn Nam không kiêm chức cục trưởng Cục Công an, nhưng ảnh hưởng của vụ án thảm sát 88 quá lớn. Ông là người đảm đương chức vụ bí thư thành ủy ngư đồng, là người đại diện cho đảng, cho lãnh đạo, đáng lẽ phải gánh vác trọng trách của lãnh đạo, không phải là nên tự xin từ chức nhận lỗi sao? Diệp Phàm khí thế áp đảo Hà Chấn Nam. Cậu đúng là ăn nói hàm hồ. Hà Chấn Nam thiếu chút nữa là tức phát điên lên, Lý Quốc Hùng và đám người ngồi bên không hé răng nửa lời. Ăn nói hàm hồ chỗ nào? Diệp Phàm phản bác một cách lạnh lùng. Bí thư Triệu, xin ông phân xử, đây có phải ăn nói bậy bạ không? Theo như lời cậu ta nói thì có phải là lãnh đạo tỉnh ủy cũng phải chịu trách nhiệm phải không? Hà Chấn Nam lôi cả lãnh đạo tỉnh ủy ra, dĩ nhiên là với mục đích để ép Diệp Phàm. Bậy bạ, đúng là có chút bậy bạ. Triệu Sương Sơn gật gù tán đồng, xoay người, mặt nghiêm lại, đột nhiên nói. Ảnh hưởng của vụ án thảm sát 88 năm ngoái đối với ngư đồng vẫn còn, ban thường vụ các ông không lo nghĩ cách làm thế nào để cùng nhau dốc sức phá vụ án này, ngược lại lại gây chia rẽ nội bộ, cãi cọ lẫn nhau. Các ông cho rằng toàn bộ lãnh đạo tỉnh ủy chỉ là thứ để trang trí, tất cả đều là kẻ câm niếc hay sao? Phá án tuyệt đối không phải là việc của mỗi mình Cục Công an, vụ án này có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc với ngư đồng các ông. Ông xem. Kinh tế ngư đồng dạo gần đây bị trượt dốc, lòng người bất ổn, ngay cả những phòng ốc được xây dựng xong cũng trở thành những căn nhà bỏ hoang, nếu như tình hình này cứ kéo dài thì kinh tế làm sao có thể phát triển được, làm sao có thể cải thiện cuộc sống của nhân dân. Diệp Phàm là Cục trưởng Cục Công an thành phố, mặc dù gần đây có biểu hiện khá tốt, tuy nhiên còn chưa dốc toàn lực để phá vụ án này. Mà đồng chí Hà Chấn Nam là bí thư thành phố ngư đồng. Không phải là vì nghĩ cách làm thế nào để tạo điều kiện tốt nhất cho Cục Công an dốc toàn lực phá vụ án này sao,
mà vì tên lưu manh bị cướp đi, muốn lâm trận đổi soái, lẽ nào chỉ cần đổi một người là được? Nếu cục công an cho là tập đoàn Dương Điền có điểm nghi vấn rất lớn, phát triển kinh tế hay phá vụ án này, hai con đường này nằm ở sự lựa chọn của các ông. Nếu như nhìn từ góc độ mục tiêu trước mắt, đương nhiên là không thể đắc tội với tập đoàn Dương Điền, nhưng, nhìn từ góc độ mục tiêu lâu dài, nếu như vụ án ở Ngư Đồng vẫn không thể phá được, sẽ khiến lòng người hoang mang, lẽ nào như vậy không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ư? Lần này tôi tới đây, tôi muốn xem thái độ của lãnh đạo thành ủy thành phố Ngư Đồng đối với vụ án thảm sát 88. Vài ngày trước, tôi đã tham dự cuộc họp tại Bắc Kinh, Thủ tướng đã gọi tôi đến hỏi. Ông ấy nói, đồng chí Sương Sơn, người dân cả nước đều đang chăm chú theo dõi vụ án thảm sát 88. Ông đừng có tiếc cái giá phải trả, trước hết hãy phá được vụ án, mang lại cho Ngư Đồng một tương lai sáng lạn. Thấy không, đến Thủ tướng cũng biết rồi, lãnh đạo thành ủy thành phố, càng nên coi đây là một vụ án lớn cần phải điều tra làm rõ, phải xem đây là sự kiện chính trị trọng đại. Kẻ lưu manh chạy trốn, nhưng chúng ta cũng không thể nổi giận, còn phải xốc lại tinh thần truy bắt kẻ tội phạm tình nghi kia trở về, tăng cường việc điều tra phá án. Triệu Sương Sơn nói đến đây, nhìn mọi người một lượt, nói tiếp. Hôm nay, tôi nói cho các ông biết, trong nửa năm vụ án thảm sát 88 còn không phá được, tất cả các đồng chí trong Đảng ủy Cục Công an thành phố Ngư Đồng đều phải từ chức. Hơn nữa, toàn bộ lãnh đạo thành ủy phải chuyển đi cho tôi, ở đâu khổ, lập tức đến đó cho tôi. Đến lúc đó, đừng có nói là Triệu Sương Sơn tôi không nể tình, đây là việc quan trọng mà lúc này Thủ tướng rất quan tâm. Các người không phá được án, lần tới tôi đi họp ở Bắc Kinh, tôi phải giải thích với Thủ tướng thế nào đây? Hôm nay tôi chỉ nói tới đây thôi, tôi đi đây, đi câu cá. Về việc xử lý đồng chí Diệp Phàm, thành ủy các ông hãy bàn bạc lại, các ông cho rằng nên giải quyết thế nào thì giải quyết như thế, tôi sẽ đợi để nghe báo cáo của các ông. Còn nữa, đồng chí Diệp Phàm cũng phải dốc hết 100% sức lực cho tôi, việc kẻ phạm tội tình nghi bị cướp đi lần này rõ ràng là rất hoang đường. Còn nữa, cậu xem, đã gây ra náo loạn lớn như vậy rồi. Tuy rằng phá án là quan trọng, nhưng cũng phải chú ý đến việc phát triển kinh tế của địa phương. Cậu sẽ không thể tìm được cách nào để vừa phá được án vừa không gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế, cậu cần phải để não hoạt động, đừng để não chết. Cậu hãy nhớ lấy cho tôi, trong vòng nửa năm không phá được vụ án, cậu tự cởi bỏ mũ về nhà bán khoai lang đi, hừ. Triệu Sương Sơn sau khi nói xong, mặt trầm ngâm đi mất, thái độ của lão Triệu lấp lửng. Chẳng ai hiểu trong lòng lão ta đang nghĩ gì. Hiển nhiên trong phòng họp lưu lại một đám ủy viên ngồi mắt chữ O mồm chữ A. Thật lâu sau, Khang Văn Sinh mới hỏi một cách chậm chạp. Bí thư Hà, việc này còn phải bàn bạc lại nữa không? Bàn cái con khỉ, tan họp. Hà Trấn Nam hừ nói, đứng dậy. Vậy việc xử lý đồng chí Diệp Phàm, trước hết có cần phải? Khang Văn Sinh hỏi với sắc mặt khó coi. Phải cái gì, xé biên bản ghi chép cho ông đây, ghi cái rắm, tan họp, các vị trở về cố gắng làm việc. Sau này Cục Công an thành phố có yêu cầu gì thì cần các đồng chí phối hợp, thì toàn lực phối hợp, vừa rồi Bí thư Triệu đã nói, ai dám cãi lại thì ông đây sẽ không khách khí. Hà Trấn Nam tức giận, nói vài câu thô tục, mở cửa xoay người bỏ đi. May là Bí thư Triệu tới, bằng không, hôm nay Hà Trấn Nam đã thực hiện được mục đích rồi. Vu Chí Hải nhẹ nhàng thở ra, vừa đi vừa trò chuyện với Diệp Phàm. Hà Trấn Nam, con chó Nhật này muốn chỉnh chết tôi. Xem ra, phải chỉnh lại thái độ của ông ta. Ông bất nhân, Diệp Phàm tôi tuyệt đối bất nghĩa. Diệp Phàm độc ác nói. Hai người các cậu, mâu thuẫn này, xem ra khó mà hòa hợp. Chắc hẳn phá được vụ thảm án 88 này, không phải cậu đi thì là ông ta lăn. Ắt hẳn, khả năng lớn là cậu đi, dù sao, ông ta cũng là nhân vật số một thành ủy. Vu Chí Hải thở dài. Chương 1235, nghiền ngẫm không ra. Không sao cả, chỉ cần có thể phá được vụ án, tôi tự nguyện đi khỏi đây. Dù sao, ông ta cũng là nhân vật số một thành ủy, đại diện cho quyết định bộ máy tỉnh ủy, tôi phải tôn trọng quyết định của tỉnh ủy đúng không nào? Đối với vấn đề đi hay ở, Diệp Phàm thật ra cũng chẳng mấy để tâm. Ngư Đồng này, cũng chẳng phải trạm đầu tiên của đời hắn, cũng chẳng phải là trạm cuối cùng. Thôi vậy, tán gẫu ít thôi, phá án quan trọng hơn. Xem ra lần này Triệu Sương Sơn làm thật,
nếu thực sự không phá được vụ án, chắc là, tôi chẳng biết sẽ đi hóng mát ở đâu nữa, hai. Vu Chí Hải thở dài, ánh mắt có chút vô thần nhìn về xa xăm. Đồng chí Tiểu Diệp, vẻ mặt tự nhiên cũng khó coi lái xe đi. Bí thư Triệu, đây là ý gì? Nói ông ta là chỗ dựa của Diệp Phàm cũng không giống, Diệp Phàm không làm theo cũng bị ông ta đánh 50 roi rồi. Khang Văn Sinh ngồi trên sofa, Hà Chấn Nam vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế dựa, trên tay còn cầm điếu thuốc, sững sờ trong làn khói thuốc. Rất đáng tiếc, vất vả lắm mới thuyết phục được Lý Quốc Hùng liên kết ngăn chặn Diệp Phàm, không thể ngờ đột nhiên lại xuất hiện một pho tượng đại thần. Theo giọng điệu bí thư Triệu, thì nếu không phá được án chúng ta cũng phải đi hóng mát. Như ông ta đã nói, thì đã đem chúng ta cùng lên chung con thuyền với Diệp Phàm, đây là chuyện gì chứ? Trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc vẻ mặt phẫn nộ. Người ta là bí thư tỉnh ủy, chúng ta chỉ là những lâu la nhỏ, có cách gì chứ? Ông ta muốn siết chúng ta, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, lời của bí thư Triệu đáng để cân nhắc, nhìn thì như đang phê bình Diệp Phàm, nhưng lại giống như có chút manh mối ông ta đang lộ mặt vì hắn. Chuyện lần này thực kỳ lạ, bí thư Triệu đang yên đang lành sao lại chạy đến ngư đồng câu cá. Hà Chấn Nam đột nhiên tỉnh ngộ, vội quay sang nói với Giang Ly Ly. Nhanh đi hỏi thăm xem bí thư Triệu đang ở đâu, chuẩn bị dụng cụ cậu cá cho thật tốt, bận đến mức việc chính cũng quên mất. Bí thư Triệu có bảo thư ký dặn dò, không cho chúng ta đi theo. Nói là lần này ông ấy muốn đi câu cá một mình, bảo chúng ta không cần để ý đến ông. Trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly vẻ mặt ngưng trọng, nói. Được, được, nếu bí thư Triệu đã dặn như vậy, chúng ta cũng không đi nữa. Hà Chấn Nam đột nhiên cười quỷ dị, cầm điện thoại, dặn dò. Đồng chí Diệp Phàm, trong thời gian bí thư Triệu đến ngư đồng câu cá vấn đề bảo vệ an toàn giao cho cậu. Cậu coi chuyện này là một vấn đề chính trị quan trọng, nếu bí thư Triệu có xảy ra chút sơ suất gì, cậu cứ chờ đó mà mất mũ quan đi, hừ. Tôi hiểu rồi. Diệp Phàm hừ một tiếng, Hà Chấn Nam gác máy. Nên cho thằng nhãi này đau đầu một chút, bí thư Triệu không cho đi theo. Bảo hắn giải quyết vấn đề bảo vệ thế nào đây? Thanh Lang đang lẩn trốn, chuyện này rất phiền phức, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ha ha. Khang Văn Sinh mỉm cười thản nhiên. Việc này chúng ta nên làm bản ghi chép, bằng không? Giang Ly Ly đưa mắt nhìn Hà Chấn Nam nói. Bản ghi chép là phải làm, nhưng, bí thư Triệu có thể gặp chuyện không? Tôi thấy, đầu óc của các người thật sự hồ đồ rồi. Hà Chấn Nam hừ giọng nói. Chủ tịch thành phố Lý hôm nay đồng chí Lão Hà mất mặt lớn rồi, ha ha ha. Phó chủ tịch thường trực thành phố Thôi Minh Khải vẻ mặt vui vẻ ngồi đối diện Lý Quốc Hùng. Mất mặt, cái đó là tất nhiên, Diệp Phàm này tính tình cũng ngang bướng quá. Đồng chí Lão Hà gặp phải hắn, coi như xui xẻo cho ông ta. Lý Quốc Hùng thản nhiên mỉm cười một tiếng, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói. Lão Thôi, anh nói thử xem. Bí thư Triệu đến có phải rất kỳ lạ không, lẽ nào ông ta thực sự đi câu cá giải sầu? Đúng là kỳ lạ, nếu nói đi câu cá thì cũng có thể. Một số lãnh đạo tỉnh ủy không phải thường xuyên đi chơi trò này sao? Đương nhiên, trong lúc câu cá bí mật làm việc riêng hoặc gõ đồng chí nào đó không chịu nghe lời cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, người ta cũng không lấy thân phận bí thư đi xuống, lấy tư cách cá nhân nói anh hai câu anh vẫn phải nghe thôi. Nhưng... tâm tư của bí thư Triệu tôi không nghĩ ra được. Hôm nay trên hội nghị thường vụ, với Hà Chấn Nam và Diệp Phàm, thái độ của bí thư Triệu hình như đều đánh mỗi bên 50 roi, chẳng ai được chiếm ưu đãi cả. Diệp Phàm cũng không tệ, ít nhất tạm thời giữ được vị trí dưới mông, ít nhất bí thư Triệu cũng cho hắn thời hạn nửa năm. Còn đồng chí Lão Hà, uy tín của nhân vật số 1 này tự nhiên bị Diệp Phàm làm mất hết. Đồng chí Lão Hà chắc giờ đang quẳng chén trà ném gà tàn rồi. Thôi Minh Khải thản nhiên nói. Ôi, đáng tiếc, Lão Hà vốn nắm rõ được nội tình của chúng ta, trong việc chọn chủ tịch thị xã Thanh Châu ông ta có thể nhường một bước. La Bình với chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, nếu chủ tịch thị xã cũng là người của chúng ta, thì thị xã Thanh Châu này sẽ trở thành địa bàn múa may đích thực của Lý Quốc Hùng tôi. Đáng tiếc, bí thư Triệu vừa đến, Hà Chấn Nam bị mất mặt, Diệp Phàm cũng bị phê bình, nhưng, chúng ta cũng chẳng mò được ưu đãi gì. Hơn nữa, Diệp Phàm khẳng định sẽ ghi hận chúng ta. Lý Quốc Hùng thở dài, còn nói thêm. Đời này, mẹ nó, đúng là kỳ lạ, người tính không bằng trời tính,
ai biết mấy phút sau sẽ phát sinh chuyện gì, bí thư Triệu, tại sao ông ta lại xuất hiện chứ? Thôi vậy, Thanh Châu cũng coi như là nắm vững vàng trong tay La Bình rồi, mặc dù là Hà Trấn Nam sắp xếp ai xuống làm chủ tịch thị xã, chỉ cần La Bình vẫn còn ngồi vững, chắc chắn cũng không trở mình gây ra nhiều sóng gió đâu. Hơn nữa, La Bình dù sao cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, cấp bậc cao hơn chủ tịch thị xã nhiều. Nhưng thật ra Hà Trấn Nam, hôm nay chắc hẳn đã để lại ấn tượng ngang ngược hống hách trong lòng bí thư Triệu. Tuy nói nhân vật số một hống hách cũng là bình thường, nhưng, ngang ngược quá sẽ làm người ta khó có thể chịu đựng. Các lãnh đạo hy vọng bộ máy đoàn kết, hy vọng lấy bí thư làm trung tâm, nhưng, tất cả lãnh đạo cũng không mong cấp dưới của mình độc đoán. Hậu quả do chuyện này tạo nên là dễ xảy ra chuyện, quyền lực sản sinh hủ bại. Quyền lực lớn không ai khống chế được, khi đã dính vào rồi, thì tự nhiên dục vọng sẽ vô cùng bành trướng. Thực sự đến mức này thì, có bao nhiêu cán bộ có thể khống chế được chứ? Con người mà, dục vọng vô hạn chỉ có mục tiêu của dục vọng là khác nhau thôi. Thôi Minh Khải thở dài. Ừ, làm lãnh đạo đương nhiên không muốn cấp dưới xảy ra chuyện. Cấp dưới xảy ra chuyện thì người làm lãnh đạo như ông ta sẽ phải gánh trách nhiệm. Tuy nói đây chỉ là trách móc thôi, trên thực chất đối với lãnh đạo cũng chẳng xử lý gì nhiều. Nhưng ảnh hưởng cũng không tốt, những chuyện thế này làm lãnh đạo đương nhiên không mong sẽ dính vào mình rồi. Cho nên, cân bằng mãi mãi là vấn đề của lãnh đạo, một ai đó quá lớn mạnh chiếm lấy một phương, những chuyện thế này lãnh đạo tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Những kẻ phạm vào chuyện này, nhân vật số một bị anh nắm trong tay, giống như cáo mượn oai hùm lãnh đạo càng không thể khoan nhượng được. Bởi vì lãnh đạo dù sao cũng là lãnh đạo, bản thân bọn họ sợ nhất chuyện này, lẽ nào có thể dễ dàng dung túng chuyện dùng điểm yếu uy hiếp người khác đúng không? Lý Quốc Hùng nói, nhíu mày, bộ dạng rất không vui. Ừ, cuối cùng, lãnh đạo ra tay, nhất định muốn phá cục diện này. Tẩy bài lại, những con trùng nhỏ bên dưới chẳng dễ dàng gì nhảy ra khỏi thế cục. Các lãnh đạo vung tay lên, lập tức tan thành mây khói, cái này, có lẽ là sự xót xa của cấp dưới. Tuy nhiên, chủ tịch thành phố Lý, anh nói xem, lần này bí thư Triệu xuống có phải là chĩa thẳng mũi giáo vào tập đoàn Dương Điền? Theo cách nói của ông ta ở hội nghị thường vụ, hình như tương đối không khách khí với tập đoàn Dương Điền, tôi cảm giác ông ta hình như mịt mờ ủng hộ Diệp Phàm. Thôi Minh Khải nói, tôi cũng có cảm giác như vậy. Quản phi tập đoàn Dương Điền ỷ vào bác là quản nhất minh đứng phía sau sắp đặt, luôn luôn cuồng ngạo, ở tỉnh có ai dám đi trêu chọc hắn. Bí thư Triệu lẽ nào muốn đem chuyện tập đoàn Dương Điền ra nói, mượn cơ hội gõ quản nhất minh. Chơi trò Dương Đông kích Tây. Lý Quốc Hùng không nghiền ngẫm ra việc này. Nếu quả thực như vậy thì Diệp Phàm được bí thư Triệu ủng hộ là bình thường, chắc hẳn Hà Trấn Nam cũng cảm giác được gì đó, cho nên, một câu giấm cũng không dám thả. Anh không thấy. Đồng chí Lão Hà đứng lên hô to, tan họp, gì đó à, bản mặt đó, ha ha, so với khóc còn khó coi hơn. Thôi Minh Khải cười nói. Ừ, lúc ấy đồng chí đuôi mù kia còn tiến lên hỏi xử lý vấn đề bản ghi chép xử lý Diệp Phàm thế nào, lại đập trúng Lão Hà một gậy, mặt bản đó, quát, xé. Xé. Lý Quốc Hùng lập tức có chút vui vẻ, nháy mắt lại nói. Hai, đều là quân cờ thôi. Bí thư Triệu lẽ nào sẽ ủng hộ Diệp Phàm thật lòng, cái đó không thể nào. Giữa người với người, thế nào rồi cũng sẽ thành quân cờ mà thôi. Anh tôi, chắc hẳn cũng cỡ một con pháo nhỏ của bí thư Triệu mà thôi. Lý Quốc Hùng trên mặt hiện lên một nụ cười chua xót. Chẳng có gì kỳ lạ cả, mỗi người đều là quân cờ, nhưng, tương đối mà nói, chúng ta đối với cấp dưới mà nói, cũng là kỳ thủ. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Con tôm chẳng lẽ không có gì để ăn, cũng có, bọn họ ăn những vi khuẩn linh tinh cũng được cơ mà. Thế giới là như thế, xã hội cũng là như thế. Chắc chắn cả vũ trụ đều sinh tồn theo vòng tuần hoàn tự nhiên này. Chúng ta đều là một thành viên của tự nhiên, sao có thể trốn thoát được quy luật đó, ha ha ha. Thôi Minh Khải nghĩ rất thoáng, nhìn Lý Quốc Hùng một cái, nói. Chúng ta có nên phát chút tin tức cho Vu Chí Hải, để bày tỏ một chút. Dù sao, bên Diệp Phàm cũng có 3-4 người, năng lượng không nhỏ. Thực sự đắc tội cũng không tốt, Hà Trấn Nam này vui giận thất thường, hôm nay chuyện thị xã Thanh Châu ông ta có thể cho bước, ngày mai có thể lại lật mặt, ông ta còn có thể tán thành chúng ta không? Tạm thời không quan trọng, quan sát kỹ trước rồi tính sau. Lý Quốc Hùng khoát tay. Bãi ấp tử, một chỗ câu cá rất lý tưởng.
Nơi này, trên thực tế đã bị vòng tròn nho nhỏ của thành ủy thành phố cấm đến. Phái người đến chuyên trách việc trông coi, dân chúng bình thường đều đến không được đến đây. Vào câu cá phải được phê chuẩn mới được, không được phê chuẩn mà lén lút vào câu sẽ bị phạt tiền, thậm chí là bắt giam 15 ngày. Cho nên, đây là một vùng tương đối bí mật. Vì có thể giúp các lãnh đạo câu cá được thoải mái, dễ chịu. Hàng năm các đồng chí trong cục thủy sản của thành phố đều được chỉ thị phải thả nuôi thật nhiều cá ở bãi ấp tử. Cho nên, cá ở đó rất nhiều, các lãnh đạo câu dĩ nhiên cũng thuận tay, tâm tình tự nhiên sẽ tốt lên. Hơn nữa, tới nơi này câu cá ít nhất phải là cán bộ cấp cục phó mới được, còn cấp trưởng phòng, ngoại trừ này năng lượng đặc biệt mới có thể vào, thông thường mà nói đều chỉ là những người cùng đi vào để giúp đỡ câu cá mà thôi. Kỳ thật, bọn họ căn bản không cơ hội câu cá, làm người hầu, đơn giản chỉ phục vụ lãnh đạo thôi, đi theo làm tùy tùng cẩn thận hầu hạ lãnh đạo từ trên xuống gì đó. Giúp lãnh đạo câu cá được thoải mái, chống mắt lên để xem họ đã làm ra được thành tích thế nào. Chương 1236, đá phải tảng đá cứng. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, Triệu Sương Sơn không cho phép lãnh đạo thành phố cùng đi, nhưng, Diệp Phàm là một ngoại lệ, vì, hắn phải phụ trách vấn đề an toàn của Triệu Sương Sơn. Cho nên, các đồng chí khác trong thành phố không dám đụng vào đồng chí lão Triệu rủi ro, đồng chí Diệp Phàm kêu tránh văn phòng an vệ dân sửa sang cho tốt dụng cụ câu cá, lái xe thẳng đến bãi áp tử. Dĩ nhiên, xa xa phía sau cũng có vài chiếc xe, bên trong toàn là những cảnh sát mặc thường phục cốt cán nhất của thị cục. Tới bãi áp tử, thấy bên ngoài đã dùng đủ các loại cây vây thành bức tường rào thiên nhiên, cao khoảng 4 mét, muốn tiến vào, chắc chắn sẽ bị gai đâm đầy người. Vài người có lòng còn dùng những loại cây có gai tạo thành cổng cây cối lớn, dĩ nhiên là sau khu dùng khung sắt cố định, mới gắn thêm cây cối vào, nhìn cũng không tệ, một khung cửa khá thiên nhiên. Câu cá xin mời đưa giấy chứng nhận. Lúc này, ở cửa có một người trung niên có vẻ phúc hậu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc, hừ giọng nói. Câu cá mà cũng cần giấy chứng nhận à? Diệp Phàm đúng là không hiểu cái này, công việc bận quá, đến ngư đồng mấy tháng rồi nhưng cũng chưa đi câu cá lần nào, dĩ nhiên là không biết được cái lý này rồi. Lôi thôi cái gì, biết đây là đâu không? Chỉ có lãnh đạo mới có tư cách đến câu cá, cái thứ gì chứ? Chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể vào được à? Một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, phong độ đứng bên cạnh người trung niên ngang ngược, liếc chiếc Audi của Diệp Phàm, còn tưởng rằng đụng người có tiền, trực tiếp mắng lên. Thằng nhãi này kỳ thực trong lòng có chút ám muội, vì bản thân không có tiền, cho nên, nhìn thấy người có tiền trong lòng cũng nổi cơn ghen tức thôi. Có thể nhân cơ hội giáo huấn một chút thì dĩ nhiên sẽ tận dụng hết cơ hội rồi. Lãnh đạo thế nào mới có tư cách vào câu cá? Anh nói thử đi. Diệp Phàm nhíu mày, hừ nói. Trước kia là cấp cục phó trở lên, nhưng hôm nay thì khác, trên có người xuống, thành ủy có dặn dò, không phải cấp phó chủ tịch thành phố thì đừng mong bước vào. Ra vào phải nghiêm khắc kiểm tra chứng minh thư và thẻ công tác. Anh trẻ tuổi như vậy, ắt hẳn là có chút tiền, lái Audi cơ đấy. Về đi, hôm nay giàu mấy cũng không được vào. Người trung niên coi như vẫn khách khí, liếc nhìn chiếc xe của Diệp Phàm. Cái đó, thật đáng tiếc, tôi vừa mới đủ cấp bậc. Diệp Phàm ném thẻ công tác qua. Người trung nhân nhận lấy lật qua lật lại xem, mặt biến sắc, lập tức thay đổi, nói. Xin lỗi bí thư Diệp, tôi là Miêu Trường Lâm của Cục Thủy sản thành phố, vừa rồi. Kỳ thực, Miêu Trường Lâm là một trưởng phòng của Cục Thủy sản thành phố, sau này bãi áp tử nổi tiếng thì trở thành người chuyên đi đón tiếp các lãnh đạo đến đây câu cá. Một số lãnh đạo trong Cục Thủy sản thành phố động não đầu óc, cũng nghĩ ra được vài ý tưởng lệch lạch. Ở bãi áp tử cũng có một phòng quản lú, mà Miêu Trường Lâm rất tinh mắt, bỏ thêm chút sức, cuối cùng đã mò được chức quan béo bở này. Chỉ là một việc coi cửa, sao có thể nói là béo bở, kỳ thực, nước bên trong sâu lắm. Vì đây là nơi chuyên tiếp các lãnh đạo đến câu cá, cho nên, dù nói chỉ là người trông cửa, nhưng kỳ thực nước béo không ít. Đối với một nơi vốn chỉ là bãi cỏ hoang vắng này, thành phố đã cấp không ít khoản tiền. Phí xử lý từng ánh trăng cũng không dưới 100 ngàn, lại thêm tiền thiết kế, có khi là tiền lãnh đạo dùng bữa, một năm, cộng lại cũng gần 2 triệu rơi vào tay đồng chí Miêu Trường Lâm. Mà cái gọi là phòng quản lý câu cá này có 30 nhân viên chính thức. Thêm tạp vụ, nấu ăn, giặt giũ trải giường, biên chế cũng không dưới nửa liên đội. Có thể thấy,
ý đồ đối với lãnh đạo của các đồng chí cục thủy sản thành phố không thể nói là không thâm sâu. Quốc gia chúng ta, cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu động vật được gọi là người thôi. Cái này vẫn chưa khiến trưởng phòng Miêu Trường Lâm động lòng, chủ yếu nhất là ở đây gần quan được ban lộc. Lãnh đạo nào xuống mà không phải đích thân chủ nhiệm Miêu Trường Lâm mình tiếp đãi. Không chừng lần nào đó gặp phải lúc lãnh đạo có tâm tình tốt thì khoản kia cũng tăng lên, cho 80-100 ngàn tiền bâu ơ là chuyện chẳng khó chút nào. Như cục trưởng cục tài chính thành phố An Lôi trước kia, có lần cô nàng cùng Bí Thư Hà đi câu cá, lúc đó Miêu Trường Lâm chỉ lờ mờ nêu lên con đường hoang vắng này phải xây lại thế nào, có thể cao quá mặt người gì đó, cục trưởng An đã vung một khoản tiền lớn, trực tiếp cấp từ cục tài chính xuống 200 ngàn cho ông ta. Khoản tiền bâu ơ này cũng không nhỏ. Miêu Trường Lâm mới nhậm chức chưa đến một năm, khoản tiền bâu ơ nhỏ lẽ cộng lại cũng hơn cả triệu, dù là mấy cục phó cục thủy sản thành phố cũng có chút đỏ mắt. Hơn nữa, nhiệt tình với các lãnh đạo, Miêu Trường Lâm cũng có được chút mặt mũi, khi cần làm chuyện gì, đợi khi nào các lãnh đạo câu cá tâm tình tốt thì đi xin xỏ một chút, chỉ cần một câu của lãnh đạo, còn chẳng làm được hay sao. Thế là, Miêu Trường Lâm nhân cơ hội mở cửa câu cá cho các lãnh đạo, chưa đến một năm, đã lục đục đưa cháu mình, cháu nhà vợ, cháu họ cô bảy dì bảy đều sắp xếp vào làm ở các đơn vị lớn trong huyện hoặc thành phố, coi như cũng là ăn lương, nhận lương chính thức của nhà nước. Những lãnh đạo đến đây câu cá đều thân thiết gọi Miêu Trường Lâm là tiểu thụ Miêu, Miêu Trường Lâm cũng rất thích các lãnh đạo gọi ông ta là tiểu thụ Miêu. Đó chính là một loại vinh dự, lãnh đạo có để mắt đến mình. Hừ, tôi phụ trách công tác đảm bảo an toàn cho lãnh đạo, nhanh mở cửa. Diệp Phàm không muốn rông dài với ông ta nữa, hư giọng nói, nhìn người thanh niên bên cạnh ông ta, hỏi. Anh tên gì? Tôi. Thanh niên kia sớm đã hoảng hốt biến sắc, vốn nghĩ Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy cấp bậc chắc chắn cũng chẳng tới đâu, ai ngờ đâu người ta lại là một trong những lãnh đạo đứng đầu thành phố. Lúc này, người thanh niên cũng muốn chết rồi, thậm chí, người trung niên kia cũng trừng mắt muốn giết người. Cậu ta là Trương Thiết. Người trung niên Miêu Trường Lâm bất đắc dĩ nói ra tên của người thanh niên. Trương Thiết này cũng là một phó phòng của Cục Thủy Sản, tốt nghiệp một đại học có tên tuổi. Cũng được xem cho cơ hội đến bãi áp tử này, nhờ đầu óc mà được đảm nhiệm chức phó phòng quản lý. Không ngờ hôm nay lại đá trúng hòn đá lớn cứng như sắt. Trương Thiết, đầu của anh, chắc là đúc ra từ sắt, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhẽ nhàng cốc mấy cái lên cái đầu đẹp trai của Trương Thiết. Bước vào trong. Xe của đám Diệp Phàm vừa biến mất, chân Trương Thiết cũng mềm nhũn, ngồi dưới đất, nửa ngày, vẫn chưa hé răng, mặt trắng bệch. Cậu xem, bình thường không phải đã nói với cậu, phải chú ý nhìn người. Đừng cả ngày ngông nghênh hò hét, giờ thì đá phải sắt rồi đúng không? Chuyện hôm nay, cậu tự cầu phúc đi, tôi chẳng có cách nào rồi. Thật là hại chết cậu rồi, lo quá. Người trung niên oán giận nói, giơ tay kéo Trương Thiết. Miêu, trưởng phòng Miêu, ông nói làm sao bây giờ? Chỉ tôi chiêu gì đi, không thì, tôi chết chắc. Trương Thiết mặt xám như tro, giọng run rẩy nói. Làm sao bây giờ, bình tĩnh, nghĩ cách, cậu chưa nghe à, vị bí thư Diệp này không phải người dễ sống cùng đâu. Người ta ngay cả tượng Lâm Tắc Tử do Hoa Kiều quyên tặng cũng dám bán, chủ tịch công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng Đới Chí Quân cũng dám bắt, cục trưởng An cũng không phải bị hắn làm cho suýt mất mũ sao. Ngay cả cục trưởng An cũng dám động, cậu nói, cậu có đáng vào mắt hắn không? Trưởng phòng Miêu tức giận, nhìn tên thanh niên đáng thương một cái, có chút không đành lòng, lâu sau, mới nói. Tôi đã nói với cậu nhiều rồi, công việc ở đây là hầu hạ lãnh đạo. Cậu không thể coi mình là lãnh đạo, ở đây, cậu chỉ là tên coi cửa, kẻ chạy việc, nhất định phải ra vẻ đáng thương. Càng hóa trang giống, chứng tỏ cậu càng thành thục. Có cơ hội được lãnh đạo tán thành cũng nhiều. Cậu tốt rồi, tôn tử không giả trang lại giả trang đại gia, lại dám mắng bí thư Diệp là cái thứ này nọ, cậu xem đi, chán cậu đúng là bị lừa đá rồi. Cái thứ gì vậy? Cái này tôi nhớ kỹ rồi, trưởng phòng Miêu, mau nghĩ cách giúp tôi. Chán Trương Thiết đầy mồ hôi, nhưng vẫn chẳng để ý mà lau, cái này, tiền đồ quan trọng hơn. Nghĩ cách, cái này, quá khó, bí thư Diệp là ai? Tôi là một trưởng phòng nhỏ sao đáng lọt vào mắt hắn chứ? Cậu cũng không phải không biết, hắn lần đầu đến áp tử chúng ta. Trước đây tôi cũng dặn dò cậu rồi, nhất định phải nhìn biển số xe, lúc nãy cậu có nhìn biển số xe không?
Miêu Trường Lâm hừ giọng nói. Trương Thiết biết, người này chẳng có lợi thì sẽ không giúp mình, nghĩ một chút, mới chua xót nói. Trưởng phòng Miêu, tôi có xem, chỉ là, Bí Thư Diệp vừa xuống đã chặn biển số xe lại, hơn nữa, hắn cũng trẻ quá. Trước kia dù nói trên báo cũng thấy hình, nhưng, báo của Ngư Đồng đăng cũng mở quá, cái thứ báo chí nát đó, làm người ta già đi không ít. Sao có thể nghĩ hắn trẻ như vậy, trẻ mà khiến người ta phải sợ. Trưởng phòng Miêu, nhà tôi có cái ghế gỗ lê để trên gác, chẳng ai ngồi, để lâu mục nát cũng tiếc, khi nào rảnh tôi sẽ đem đến đây để ông ngồi. Trương Thiết biết, trưởng phòng Miêu sớm đã dòm ngó chiếc ghế gỗ lê từ thời nhà Thanh của nhà mình. Lúc này, chẳng còn tiếc gì ghế nữa, cũng đành dâng lên. Ừ, được rồi, tôi nghĩ xem có cách gì không. Trưởng phòng Miêu giàu kinh nghiệm. Hí nửa mắt nghĩ, cặp mày cau lại, nói. Cũng có một cách, cậu có thể thử. Mời ông cứ nói. Trương Thiết lập tức giả tôn tử. Nguyệt Đầm Viên Hoàng hậu cũng không tệ, nếu có thể thêm thắt một chút, có lẽ Bí Thư Diệp sẽ vui vẻ, vậy thì còn có chuyện gì được nữa. Trưởng phòng Miêu nói cách. Nhưng, vừa nghe xong sắc mặt Trương Thiết lập tức trắng thê thảm hơn. Miệng nói. Làm sao làm được, lão tưởng không bóp nát tôi à? Hơn nữa viên hoàng hậu rất có lai lịch, cách bãi áp tử 7-8 cây có một nguyệt đầm, mà nguyệt đầm này không xiết, mặt đầm tĩnh lặng, khi đến mùa thu trăng trong, trong đầm còn phản chiếu ánh trăng lớn, cho nên mới gọi là nguyệt đầm. Mà nguyệt đầm lại đặc biệt sinh một loại cá bụng tròn vo, giống như bụng bia, được người trong vòng gọi là viên hoàng hậu, dĩ nhiên không phải là bụng hoàng hậu to rồi. Loại cá này cực nhỏ có thể câu được, mùi vị vô cùng thơm ngon. Chủ yếu không phải ở hương vị. Chủ yếu nghe nói ăn loại cá này vào thì năng lực của đàn ông rất mạnh, một đêm có thể cùng với 3, 4, 5, 6 cô gái, cho nên, đàn ông nào mà chẳng động lòng, hơn nữa tương truyền loài cá này có thể chữa được yếu sinh lý. Dĩ nhiên trở thành thứ yêu thích nhất của lãnh đạo trong vòng, nhưng, cạnh Nguyệt Đầm là một ông lão cổ quái ở. Ông lão này là họ Tưởng tên Vân, là phó tư lệnh quân phân khu thành phố về hưu. Chương 1237 Lý luận câu cá của Bí Thư Triệu. Tưởng Vân 5 năm trước sau khi về hưu thì đến ngụ tại Nguyệt Đầm, bên cạnh đầm có dựng một lều trúc, mỗi ngày đều đến đầm ngắm trăng, nhàn nhã câu cá tìm vui, ông lão này sống thực sự thoải mái. Hơn nữa, ông lão này cũng trở thành nhân viên bảo vệ cá tình nguyện của Nguyệt Đầm. Có ông trấn thủ, chẳng mấy ai dám nhắm mắt vào đó kiếm phiến phức huống chi tính kế lén lút câu cá. Vì, con trai Tưởng Tiểu Lâm của Tưởng Vân lai lịch không nhỏ. Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, cho nên, dù các cán bộ Ngư Đồng muốn ăn cá đó, cũng chẳng dám đến câu. Chỉ có vài người bạn già được Tưởng Vân đồng ý mới may mắn được câu. Nhưng, cũng rất hiếm có cơ hội đến câu viên hoàng hậu, thậm chí có người nói đầm đó căn bản chẳng có viên hoàng hậu, chỉ là truyền thuyết do người ta đồn thổi mà thôi. Nhưng, trưởng phòng Miêu biết, đầm đó chắc chắn có viên hoàng hậu, vì con trai Tưởng Tiểu Lâm của Tưởng Vân đã hai lần câu cá đi tặng người ta. Nghe nói chức phó giám đốc sở tài chính tỉnh của anh ta cũng là dùng hai con viên hoàng hậu đổi lấy, dĩ nhiên, vấn đề đằng trước là trưởng phòng Miêu đã tận má chứng kiến, vấn đề sau lập trưởng phòng Miêu đoán thế, thực tế như thế nào chẳng ai biết được. Cho nên, vừa nghe nói đến Nguyệt Đầm, bắp chân Trương Thiết tự nhiên co rút. Thằng nhãi mặt như mướp đắng, sao có gan đi trộm cá được, đó thực sự là đi vào chỗ chết. Lão Tưởng Vân này, dù đã 65 tuổi, nhưng bước đi như bay. Hai thằng nhãi cũng chẳng ngăn được ông ấy. Người ta trong quân đội, cũng có luyện vài chiêu rồi. Nói gì vậy, có dám đi hay không thì tự cậu quyết định. Chuyện này, tôi sẽ không nói với người khác, bản thân cậu tự suy nghĩ đi. Trưởng phòng Miêu vì chiếc ghế gỗ lê của Trương Thiết, cũng giật dây Trương Thiết đi trộm cá. Làm mẹ nó đi, chẳng lẽ tư lệnh Tưởng dám giết chết Trương Thiết mình. Trương Thiết nghiến răng, mắt đỏ lên, hạ quyết định. Dù sao, một phó tư lệnh quân phân khu về hưu so với đại thần Diệp Phàm, phân lượng cũng nhẹ hơn không ít. Đối với chuyện câu cá, Trương Thiết cũng là một cao thủ, đừng thấy anh ta trẻ, cả năm nay đã cùng lãnh đạo câu không ít cá ở áp tử rồi, kinh nghiệm, vô cùng phong phú. Để có thể giúp các lãnh đạo câu cá được vui vẻ. Trong chuyện câu cá, trưởng phòng Miêu và phó phòng Thiết hai vị lãnh đạo của bãi áp tử báp tiếp dĩ út tâm tư. Lại còn đặc biệt đi thỉnh giáo mấy cao thủ chân chính làm phó hội trưởng hiệp hội câu cá thành phố, thậm chí là ở tỉnh, ngoài ra, đặc biệt ở hiệp hội câu cá tỉnh vài ngày, nên cũng có ít kinh nghiệm.
Diệp Phàm đã xuống xe từ xa, đi bộ đến, có chút lo lắng bước về phía Triệu Sương Sơn. Phát hiện có hai người cặp mắt sắc bén đứng cách Triệu Sương Sơn chừng 50 mét cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Diệp Phàm cảm nhận được khí tức của người trong ngành trên người họ, chắc hẳn là hai cao thủ trong cảnh sát vũ trang, chuyên bảo vệ quan lớn nhất tỉnh Triệu Sương Sơn. Đứng lại, thấy Diệp Phàm đến gần, một trong hai vệ sĩ đứng trước mặt Diệp Phàm, đưa tay ngăn lại. Tôi là Diệp Phàm, bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố, đến bảo vệ lãnh đạo, hỗ trợ các anh làm tốt công tác bảo vệ. Diệp Phàm nói, đưa giấy chứng nhận lên trước. Cảnh sát có vũ trang trung niên nhận tờ giấy chứng nhận từ tay Diệp Phàm, cẩn thận kiểm tra, lông mày khẽ giật, quan sát Diệp Phàm một lúc, trả giấy chứng nhận cho Diệp Phàm nói. Thủ trưởng có nói, không gặp bất kỳ đồng chí nào của Ngư Đồng. Tôi được bí thư Hà của thành ủy thành phố Ngư Đồng sắp xếp đến. Diệp Phàm nói thêm, liếc nhìn Triệu Sương Sơn đứng cách đó không xa, biết ông ta đang giả bộ hồ đồ, bản thân A mình đứng gần như vậy, chắc chắn không thể nghe thấy được. Ai nói cũng vậy thôi, anh đi đi, đừng đứng đây quấy rầy thủ trưởng câu cá. Cảnh sát vũ trang dĩ nhiên không hài lòng, nhíu mày. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đứng đó đợi chừng nửa tiếng. Triệu Sương Sơn còn chăm chú câu cá, căn bản đầu cũng chưa hề quay lại. Còn vệ sĩ thì thúc giục hắn mau đi đi. Tôi đi đây bí thư Triệu, ngài cứ từ từ câu cá, cá đó phải cẩn thận, nếu không cẩn thận nó chạy mất rồi thì ngài đừng trách tôi. Diệp Phàm đột ngột nói giọng không lớn không nhỏ, nói với Triệu Sương Sơn. Bảo anh không được lớn tiếng ồn ào không nghe thấy sao. Vệ sĩ cảnh sát vũ trang dĩ nhiên tức giận, đẩy Diệp Phàm một cái. Làm gì vậy? Diệp Phàm dĩ nhiên cũng nổi giận, Triệu Sương Sơn cố ý lạnh nhạt với mình, trong người đã giận rồi. Hơn nữa, lúc này Ngư Đồng đang loạn thế nào, thanh lang trốn thoát, người đứng phía sau dám cướp thanh lang từ quân phân khu đi. Người này gan to bằng trời, có ai mà người ta không dám xuống tay chứ? Diệp Phàm cũng hiểu, Hà Chấn Nam bảo mình đến đây, để kết thúc trách nhiệm của ông ta. Nếu Triệu Sương Sơn ở Ngư Đồng xảy ra chuyện gì, thì mình sẽ chịu trách nhiệm lớn. Bởi vậy, thằng nhãi này tức giận, kêu một cái, soạt một tiếng, vệ sĩ đã bị Diệp Phàm tiện tay kéo ngã xuống đất. Một vệ sĩ khác thấy vậy lập tức xông lên, từ xa đã đá về phía Diệp Phàm. Tới hay lắm. Thực sự cho rằng các anh đấu lại sao? Diệp Phàm lại đá một cước, bụp một tiếng, cảnh sát vũ trang mặc thường phục ngã trên bờ cát cách xa 5 thước. Dừng lại, động thủ nữa tôi nổ sung. Cảnh sát vũ trang ngã trước rút ra thanh súng, nòng súng đen ngòm nhắm về phía Diệp Phàm. Tôi đi. Diệp Phàm quăng một câu, liếc nhìn Triệu Sương Sơn một cái chuẩn bị xoay người bỏ đi. Dĩ nhiên dự định đảm nhiệm bảo vệ an toàn vòng ngoài là được rồi. Triệu Sương Sơn ông cố ý lạnh lùng với tôi, ông đây cũng chẳng thèm quan tâm đến ông nữa, không nhìn thấy thì lòng khỏi phải phiền. Ha ha, rốt cuộc cũng câu được cá, lại là một con cá lớn. Triệu Sương Sơn đột nhiên mở miệng, cười tủm tỉm nhìn con cá nặng 2 cân mới được câu lên khỏi mặt nước, con cá lớn đang vùng vẫy lung tung. Xoay người, đầu không quay lại hừ giọng nói. Đến đây ngồi đi, cùng câu cá với tôi. Đi đâu? Đã là bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố, cũng coi như bước vào ngưỡng cửa quan lớn rồi, sao mà thiếu kiên nhẫn thế? Sau khi nói xong thì khua tay về phía hai vệ sĩ lùi xa hơn 100 mét. Ninh Trương, đem cho đồng chí Diệp Phàm một cái cần câu thật tốt. Triệu Sương Sơn nói với thư ký Ninh Trương đang đứng cạnh. Tôi tự lấy. Diệp Phàm bước vài bước lên trước, chỉnh lại cần câu. Ninh Trương liếc Diệp Phàm một cái, khẽ sửng sốt. Sắc mặt tương đối phức tạp lùi hơn 100 mét. Anh ta biết Triệu Sương Sơn đồng ý gặp Diệp Phàm, chắc chắn hai người này có chuyện cần nói, cho nên, biết điều rời đi. Tuy nhiên, trong lòng Ninh Trương hơi ghen tị, Diệp Phàm trẻ như vậy không ngờ đã là quan lớn cấp phó giám đốc sở, người này ra thế chắc chắn rất cao. Ninh Trương đã xác định Diệp Phàm vào trong phạm vi có thể giao tiếp, chủ động mỉm cười gật đầu với Diệp Phàm cũng cười lại. Gần đây hình như cậu tức giận lắm. Giận quá sẽ dọa cá chạy hết đấy, cuối cùng đành phải đem rổ không về nhà thì sao? Triệu Sương Sơn ám chỉ, thản nhiên nói. Dù sao cũng nhanh thôi, về nhà bán khoai lang vậy. Diệp Phàm cũng thản nhiên trả lời, hai người đều chơi trò bí hiểm. Sao nói vậy, tôi cho cậu tới nửa năm, thời gian còn dài mà. Triệu Sương Sơn thản nhiên nói. Ngài cho tôi nửa năm,
tôi tự bước mình vào đường cùng. Tháng 2 đến Ngư Đồng nhậm chức, tôi bị một đứa bé ném trứng gà đầy người, cho nên, đã nói là cuối tháng 6 năm nay sẽ phá án, còn 2 tháng nữa thôi, cho nên, tôi nói sắp rồi, có thể về nhà bán khoai lang rồi. Giọng điệu Diệp Phàm có chút dao động. Có manh mối gì chưa? Triệu Sương Sơn hỏi không nhanh không chậm, mắt nhìn chằm chằm bong bong cá. Có chút manh mối, tập đoàn Dương Điền rất khả nghi. Nhưng, bởi vì nhiều biến cố, thì cục chúng tôi vẫn chưa vào được công ty khai thác mỏ Dương Điền, cho nên, làm lỡ mất nhiều ngày rồi. May là đồng chí Lục Dũng căn cứ Liễu Đỉnh Sơn bị nắm, nên đám binh của căn cứ đóng quân ở đó được đưa đi, bằng không, tôi chỉ có thể đứng ngóng ở cửa mà thôi. Bí thư Triệu, ngài nói, như thế, thành phố còn yêu cầu tôi nhường tập đoàn Dương Điền. Tôi biết, từ đại cục của thành phố mà nói, tập đoàn Dương Điền là tập đoàn nộp thuế nhiều nhất. Còn giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho chục ngàn người. Cũng cống hiến lớn lao cho sự phát triển của kinh tế Ngư Đồng, cải thiện cuộc sống nhân dân. Tuy nhiên, mặc dù là như vậy, cũng không thể xóa bỏ họ là một thành viên của nhà nước chúng ta, làm sao có thể dùng bạo lực chống đối pháp luật, ẩu đả phó chủ tịch thành phố, bao vây tấn công cảnh sát hình sự, cơ quan chấp pháp hung mạnh của nhà nước đã biến thành vật trang trí trước mặt họ rồi. Nhìn từ quan điểm của một số lãnh đạo thành ủy, bọn họ không sai, nhưng, tôi hiện nay là bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố, cục trưởng cục công an thành phố, tôi không thể không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi bắt người của Dương Điền là hợp lý hợp pháp, không sai một chút nào, tại sao, thành ủy muốn cách chức tôi? Muốn bảo tôi không giận, thì chắc chắn là không thể. Tôi chỉ là người bình thường, không phải là một tể tướng có thể chống thuyền trong bụng cao siêu như ngài. Diệp Phàm mới nói đến đây. Triệu Sương Sơn cũng mỉm cười nói đùa. Tôi cũng chẳng cao siêu gì, có một số chuyện không thể công khai được thì đành phải âm thầm thôi. Chẳng hạn như chuyện bắt người, ha ha, cơ quan công an tuy nói là cơ quan cường lực của nhà nước, nhưng cũng có lúc như lấy trứng chọi đá. Mặc kệ là làm gì, cũng không thể vạn năng được. Xã hội này, đều có quy củ của mình. Mấu chốt là quan niệm của cậu đừng thay đổi, phá án, càng cần dùng linh hoạt các thủ đoạn. Người ta không phải nói, lấy độc trị độc, câu này là thế nào? Cậu dùng biện pháp chính đáng giải quyết không được, vậy dưới cái khung pháp luật cũng dĩ tà đối tà. Mà cậu, làm chuyện chính nghĩa, chỉ cần không phạm pháp, thì ai có thể làm gì được cậu? Còn đối với dân chúng mà nói, bọn họ chẳng thể thấy được, không phải cũng có thể giải thích với họ sao? Triệu Sương Sơn nói có vẻ hơi phi lý, nhưng Diệp Phàm nghe lại thấy có lý. Nhưng... Diệp Phàm cũng không dám gật bừa, nói. Pháp luật giao quyền lực chính đáng cho thị cục chúng tôi, tại sao lại phải trước sợ sói, sau sợ hổ? Chúng tôi phá án đúng lý hợp tình, nếu tập đoàn Dương Điền kiêu ngạo như thế, chúng tôi không đàn áp họ thì để họ trèo lên đầu chúng tôi à? Cho nên, cho dù tôi có bị nghìn người chỉ trỏ, các đồng chí trong thành ủy thành kiến với tôi, các công nhân viên chức tập đoàn Dương Điền có ý kiến với tôi. Nhưng, tôi vẫn có cách làm của mình. Phải phá được vụ án 88, đây là niềm tin mạnh mẽ nhất của tôi hiện nay. Hơn nữa, không thể vì mấy chục ngàn công nhân viên chức tập đoàn Dương Điền, mà đánh mất mấy triệu người dân Ngư Đồng. Diệp Phàm thể hiện thái độ kiên quyết. Chương 1238, Đông Pha Sơn Trang có chuyện rồi. Cậu nói cũng có lý, nhưng ý của tôi cậu vẫn chưa hiểu. Tôi không bảo cậu không phá án nữa, mà là bảo cậu chỉ cần có thể đạt được mục đích, phá án thế nào cũng được. Tin rằng cậu hiểu ý này, nhưng tính tình của cậu tôi cũng biết rất rõ, rất khó thay đổi. Tôi chỉ muốn nói, phải thích ứng dần với xã hội này, không nên có thái độ tách khỏi xã hội. Triệu Sương Sơn chậm rãi nói. Vậy bí thư Triệu có thái độ thế nào với tập đoàn Dương Điền, có thể nói cho tôi biết được không? Diệp Phàm hỏi. Trong mắt tôi không có tập đoàn Dương Điền, chỉ có pháp luật quốc gia, và những ảnh hưởng do thảm án 88 để lại cho tỉnh Việt Đông của chúng ta. Thêm vào nữa là lời căn dặn của Thủ tướng với tôi. Triệu Sương Sơn nói rất điềm đạm, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Xem ra, những lời của Thủ tướng cũng đã cảnh tỉnh ông ta không ít. Nếu vẫn còn không phá án được thì có lẽ ông ta cũng sẽ bị cấp trên chê trách. Đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Phàm kêu lên, ra ngoài nghe thì thấy tiếng của Vương Triều truyền tới. Bí thư Diệp, tôi gây họa cho anh rồi. Gây họa gì? Anh chẳng phải đang thi hành nhiệm vụ ở Đông Pha Sơn Trang hay sao? Đừng vội, việc này là do tôi bảo anh đi,
cứ từ từ nói. Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng đang lo lắng, nhíu mày nói. Gần đến trưa thì chúng tôi đến Đông Pha Sơn Trang, bảo vệ ở đó không cho chúng tôi vào, đòi chúng tôi phải xuất trình lệnh khám xét. Chúng tôi đương nhiên là không có thứ đó, Viện Kiểm sát thành phố vốn không phê chuẩn mà. Chúng tôi nói là chỉ muốn gặp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quản Phi, nhưng mấy tay bảo vệ đó rất hống hách, nói là chúng tôi muốn gặp là có thể gặp lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Dương Điền, vậy tập đoàn Dương Điền còn ra cái thể thống gì nữa? Đúng là bực mình, còn nói Đông Pha Sơn Trang là tài sản cá nhân, chúng tôi không đi thì sẽ báo cảnh sát. Chúng tôi chính là cảnh sát đây, còn gọi cảnh sát gì nữa chứ? Bị bọn chúng ngăn lại hơn 2 tiếng, tôi bực mình quá liền ra tay, vật ngã bốn tay bảo vệ rồi dẫn người xông vào. Vừa xông vào thì thấy trên bãi cỏ có một cái xe lăn, trên xe lăn có một ông già râu bạc phơ, bên cạnh còn có một cô y tá chăm sóc. Chúng tôi cũng không thèm để ý đến ông già ấy, đang định đi qua thì đột nhiên xảy ra chuyện. Vương Triều nói đến đây thì dừng lại, Diệp Phàm hỏi có chuyện gì. Ông già đó đột nhiên như phát điên, chỉ chúng tôi nói, cướp, cướp, bắt lấy cướp. Tôi bực mình quá, tiến lên lôi thẻ công an ra giải thích, ông già đó cầm lấy thẻ của tôi liền vứt luồn vào cái bô nhổ đờm hừ nói, một lũ ăn cướp, cút ngay. Tôi không chịu được nữa, giơ tay ra định lôi ông già đó, nhưng chưa kịp giơ ra thì ông già đó sủi bọt mép ra, nhìn như sắp ngất đi, còn cô y tá bên cạnh liền kêu lên, có người đánh ông Hà bị thương. Vương Triều nói đến đây, Diệp Phàm hỏi, ông Hà là ai? Lúc đầu tôi cũng không biết, đang định đưa tay ra đỡ lấy ông già đó, đúng lúc đó Quản Phi đem theo 4-50 tay bảo vệ xông vào, nhằm thẳng vào chúng tôi đánh đấm, tôi không chịu được xông lên đá mấy cái, Quản Phi chắc là bị gãy mất mấy cái xương sườn. Vương Triều thở dài, gãy mấy cái xương sườn? Diệp Phàm hỏi, 3 cái, còn ông Hà thì sao? Diệp Phàm thầm giật mình, hỏi tiếp. Ông già đó cũng được đưa vào viện cấp cứu, sau đó hỏi ra mới biết, ông ta nguyên là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Việt Đông Hà Nhất Toàn, con trai ông ta là Hà Ý Công chính là đội trưởng tổng đội cảnh sát hình sự tỉnh. Không lâu sau chúng tôi đang ở bệnh viện thì bị anh ta đem theo người bao vây lại. Vương Triều nói, bao vây, lẽ nào bọn họ dám khai chiến ngay trong bệnh viện? Diệp Phàm hừ nói, tay đó rất hung hăng, đem theo người, chẳng nói năng gì. Đánh ngã 7-8 người của tôi. Hơn nữa, ra tay rất thâm độc, chẳng thèm để ý cùng là người trong ngành. 4-5 người của tôi cũng bị đánh gãy xương sườn. Tôi lúc đó đang đi vệ sinh, quay về thì thấy chỉ có 2 người là còn đứng vững, còn lại nằm hết dưới đất, nhưng 2 người kia mặt mũi cũng đầy máu. Điền Thất biết người đó là đội trưởng tổng đội cảnh sát hình sự tỉnh nên không dám ra tay đánh lại, cuối cùng chỉ chịu trận. Anh bây giờ không sao chứ? Đang căng thẳng lắm. Chúng tôi rút vào trong một phòng bệnh, bên ngoài bị bọn họ bao vây lại, đang đập cửa. Nếu bọn họ mà dám xông vào thì tôi cũng sẽ liều mạng. Liều mạng cái gì, bọn họ làm gì được anh chứ, để tôi nghĩ cách. Diệp Phàm hừ nói, nghĩ một lúc, nước xa không cứu được lửa gần, liền gọi điện cho Khổng Đông Vọng ở Sở An ninh Quốc gia, bảo anh ta đem theo người xuống bảo vệ cán bộ cảnh sát của thành phố, rồi lại gọi điện cho Giám đốc Sở Công an tỉnh Trần Bố Hòa, nhưng nào ngờ điện thoại lại tắt. Hỏi ra mới biết là lên Bắc Kinh họp. Ở trên Sở Công an tỉnh thì Diệp Phàm chỉ biết mỗi Trần Bố Hòa, những người khác đều không quen biết. Việc này đúng là có chút phiền phức thật. Diệp Phàm vội cáo từ Triệu Sương Sơn, vội vàng chạy lên Việt Châu. Vừa vào bệnh viện số 1 Việt Châu thì đã thấy trên bãi có mười mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở đó. Diệp Phàm vội chạy lên tầng 5, thấy ngoài hành lang toàn là cảnh sát, Khổng Đông Vọng vẻ mặt xám xịt đứng trước một cánh cửa. Bên cạnh là mấy thanh niên mặc thường phục, có lẽ là nhân viên của Sở An ninh Quốc gia, còn phía đối diện anh ta là một người trung niên râu rậm, dáng to cao. Bí thư Diệp, cuối cùng thì anh cũng tôi. Khổng Đông Vọng nhìn thấy Diệp Phàm như thể nhìn thấy cứu tinh, vừa rồi mang theo mười mấy người tới nhưng cũng chỉ tạm thời kiểm soát được tình hình, lúc này Hà Ý Công cũng sắp không nhịn thêm được nữa, không ngờ dám cảnh cáo cả Khổng Đông Vọng. Còn Khổng Đông Vọng cũng có chút khó xử. Chủ yếu là anh ta đưa người đến lại như đi quản việc của người khác, danh không chính ngôn không thuận. Phó Giám đốc Khổng, cảm ơn sự giúp đỡ của anh đưa người đi trước, ở đây giao lại cho tôi. Diệp Phàm bắt tay Khổng Đông Vọng tỏ ý cảm ơn. Khổng Đông Vọng nhìn Diệp Phàm, thấy anh ta không đem theo người tới, có chút lưỡng lự, sợ anh ta bị thua thiệt. Không sao, Phó Giám đốc Sở, anh đi trước,
đây là Việt Châu, lẽ nào còn có người dám động đến tôi hay sao? Diệp Phàm mỉm cười, Khổng Đông Vọng cũng nhân cơ hội đó liền rút người của mình đi. Cũng không thể nói là Khổng Đông Vọng sợ phiền toái hay vô tình vô nghĩa, chủ yếu là lần trước giúp Diệp Phàm đã khiến Chủ tịch tỉnh Uông rất không hài lòng, do vậy trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy mở rộng, Chủ tịch Uông đã phê phán mạnh mẽ Khổng Đông Vọng làm việc không hiệu quả. Khổng Đông Vọng cũng biết là Chủ tịch Uông đang mượn công báo thù tư, nhân cơ hội báo thù việc ông ta đã đưa người tới Ngư Đồng lôi kiểu báo quốc gia. Lần này lại nhúng tay vào việc của Sở Công an tỉnh, nếu để Chủ tịch Uông biết được thì có lẽ ông ta lại mượn cớ lên giọng giáo huấn. Hơn nữa Diệp Phàm còn có cái danh là Phó Chủ nhiệm Phòng Giám sát Cảnh vụ Bộ Công an, có lẽ Hạ Ý Công cũng không dám làm gì anh ta. Anh là Diệp Phàm ở Ngư Đồng. Hạ Ý Công vẻ mặt hằn học nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, anh là đội trưởng Hà trên Sở Công an tỉnh. Diệp Phàm giơ tay ra, muốn bắt tay, nhưng Hạ Ý Công không thèm bắt. Lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Anh xem, công an cục công an thành phố Ngư Đồng của anh là hạng người thế nào vậy, dùng bạo lực trong khi làm nhiệm vụ, xâm phạm trái phép nhà ở của cá nhân, hơn nữa, còn làm bị thương người vô tội. Hạ Ý Công đổ một đống tội lên đầu Diệp Phàm. Đội trưởng Hà, tôi có chút không hiểu ý anh muốn nói gì. Tôi chỉ biết là cán bộ cảnh sát của chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ thì bị một nhóm côn đồ ở Đông Pha Sơn Trang tấn công. Để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, chúng tôi đã anh dũng khống chế bọn côn đồ, sao lại nói là dùng bạo lực trong khi thi hành nhiệm vụ. Hơn nữa, tôi cũng muốn hỏi đội trưởng Hà, anh đem theo bao nhiêu người như vậy là muốn làm gì, vây đánh cán bộ cảnh sát thành phố Ngư Đồng, đánh bị thương mười mấy cảnh sát đang làm nhiệm vụ, lại còn vây phó cục trưởng cục công an thành phố Ngư Đồng ở trong phòng bệnh, nếu giám đốc Khổng không kịp thời xuất hiện, có lẽ các anh đã ra tay tàn độc rồi. Lẽ nào đây là tố chất của cán bộ cảnh sát đội hình sự Sở Công an tỉnh hay sao? Các anh rốt cuộc định làm gì? Diệp Phàm nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi, biết là tay này không có ý hòa giải, vậy thì cũng không cần khách khí nữa. Hơn nữa, tay này cũng vô cùng quá đáng. Hừ, tự tiện xông vào Đông Pha Sơn Trang, đánh bị thương bảo vệ, đánh trọng thương cán bộ đã về hưu cả tỉnh ủy đang dưỡng bệnh ở đó, đánh bị thương chủ nhân của Đông Pha Sơn Trang. Chủ tịch Quản Phi, anh còn dám nói là thi hành pháp luật hay sao? Anh đang thi hành pháp luật của cơ quan nào vậy? Bảo vệ lợi ích của ai vậy? Hạ Ý Công cũng không phải hạng vừa, cùng làm trong ngành công an nên đều hiểu cả, lập tức phản bác. Không cần dài dòng, đội trưởng Hà, anh rốt cuộc muốn giải quyết việc này thế nào? Diệp Phàm xua tay hừ nói, nhìn xung quanh một lượt, mở phòng bệnh ra, hỏi Vương Triều. Không bị thương chứ? Nhưng bộ dạng của Vương Triều cũng rất thê thảm, không bị trọng thương gì nhưng mặt cũng sưng vù. Bí thư Diệp, tôi. Vương Triều như đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu xuống. Không sao là tốt rồi, các anh vất vả rồi, ra ngoài xem cán bộ cảnh sát khác thế nào rồi. Diệp Phàm nói. Muốn đi sao, đừng hòng. Khóa lại đưa về Sở Công an tỉnh. Hạ Ý Công nhìn thấy Vương Triều, vẻ mặt liền vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng hừ nói với mấy người cảnh sát phía sau. Đội trưởng Hà, anh rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù ông Hà là người thân của anh cũng không thể ăn không nói có như vậy được. Người của Vương Triều không hề làm bị thương bố anh bị như vậy là do bệnh tái phát, không phải do bị cán bộ cảnh sát Ngư Đồng đánh bị thương. Hơn nữa, tôi cũng đã nghe nói Phó Cục trưởng Vương đã đưa thẻ công an cho bố anh xem, nhưng bố anh vất luôn vào bô đựng đờm. Tố chất của cán bộ của tôi rất cao, cho dù như vậy cũng không nổi nóng, nhưng còn anh thì sao? Là đội trưởng tổng đội hình sự công an tỉnh, sao có thể đem người vây đánh cán bộ công an địa phương được? Diệp Phàm quay người lại, nhìn thẳng vào Hạ Ý Công. Bố tôi đang khỏe mạnh sao lại bị trọng thương, đến bây giờ vẫn nằm trên giường bệnh không ngồi dậy được. Hôm nay anh nói gì cũng vô ích, còn không tránh ra thì còng cả anh lại đưa về sở. Hạ Ý Công tiến lên, một cảnh sát bên cạnh anh ta hừ nói. Đội trưởng Hà, phí lời với hắn làm gì? Khóa đưa cả về sở thẩm vấn rồi tính. Khóa tôi, vậy các anh thử xem. Diệp Phàm hừ nói. Chương 1239, đội trưởng đội hình sự ông cũng đánh. Còng hết lại. Hạ Ý Công giận dữ quát. Đứa nào dám, ông liều mạng với nó. Vương Triều bước lên chắn trước mặt Diệp Phàm. Xông lên, có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm, láo toét, mấy thằng cảnh sát nhà quê mà cũng dám tinh tướng ở Việt Châu này sao? Hạ Ý Công quát to, mấy tay cảnh sát vung gậy xông lên. Mẹ kiếp,
mày là cái thá gì, đội trưởng thì đã sao chứ? Diệp Phàm tức giận, Hạ Ý Công thấy mắt hoa lên, bốp bốp mấy tiếng, Hạ Ý Công sững người, bởi đường đường là đội trưởng đội hình sự tỉnh mà hắn lại bị Diệp Phàm tát cho mấy cái, mặt mũi sưng vù lên. Bắt hết lấy. Hạ Ý Công hô lớn, mấy cảnh sát định lao lên, bất ngờ phía sau có tiếng quát lớn. Đứng lại, định làm gì hả? Phó Giám đốc Tống, cuối cùng ông cũng tới. Diệp Phàm quay về phía Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an tỉnh Tống Quần nói. Lui hết cả xuống, làm ầm ĩ trong bệnh viện, tôi còn cảm thấy mất mặt, lẽ nào các người không thấy vậy sao? Tống Quần quát, mấy tay cảnh sát trên sở đều lui cả xuống. Đi theo tôi. Tống Quần hừ lạnh bước đi, Diệp Phàm và Hạ Ý Công đưa mắt nhìn nhau, như hai con gà trọi đi theo sau Tống Quần, không lâu sau thì đến phòng hội nghị của bệnh viện. Nói xem, rốt cuộc là thế nào? Phó Giám đốc Tống liếc Diệp Phàm và Hạ Ý Công một cái, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Người của cục thành phố bọn họ đánh bố tôi bị trọng thương, hơn nữa, còn đánh bị thương chủ tịch quản phi tại Đông Pha Sơn Trang. Vừa rồi phó chủ tịch quản cũng gọi điện thoại đến nói là phải nghiêm khắc xử lý người đã hành hung. Hạ Ý Công tức giận hừ nói. Vương Triều, anh nói hết tình hình lúc đó xem, không được giấu giếm gì hết. Diệp Phàm nói với Vương Triều ở phía sau. Vâng, là thế này, lúc đó tôi. Vương Triều thuật lại tình hình lúc đó. Các anh có lệnh khám xét không? Tống Quần hừ nói, xem bộ dạng đó, Diệp Phàm cảm thấy ông ta có vẻ nghiêng về phía Sở Công an tỉnh. Không có, lúc đó tôi chỉ yêu cầu đồng chí quản phi hợp tác điều tra việc Thanh Lang bỏ trốn. Là một công dân phải có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan điều tra phá án. Nhưng bảo vệ của Đông Pha Sơn Trang rất hùng hổ, không cho vào. Thanh Lang lại là thuộc hạ của quản phi, lúc đó còn cướp hai khẩu súng, sự việc vô cùng nghiêm trọng. Để tránh xảy ra thương vong, cho nên chúng tôi đành phải đẩy bảo vệ của Đông Pha Sơn Trang ra, xông vào trong Sơn Trang. Hơn nữa, Đông Pha Sơn Trang vẫn trong phạm vi của thành phố Ngư Đồng, chúng tôi cũng không hề có hành vi quá đáng nào cả. Vương Triều nói, các anh dựa vào đâu mà tự tiện xông vào nhà người ta như một lũ ăn cướp vậy? Hạ Ý Công hừ lạnh nói, tôi vẫn chưa hỏi xong, đội trưởng Hà. Tống Quần liếc Hạ Ý Công một cái, hừ lạnh nói. Có ý cảnh cáo Hạ Ý Công, ở đây tôi mới là lãnh đạo. Tôi có chút nóng vội, xin lỗi. Hạ Ý Công nói, mặt hơi đỏ. Cần phải biết rằng ở Sở Công an tỉnh Hạ Ý Công và Tống Quần không cùng một phe cánh, nhưng quan to hơn thì đè chết người. Tống Quần là nhân vật số 2 ở Sở Công an tỉnh, Hạ Ý Công cũng đành phải nuốt cục tức vào bụng. Phó Giám đốc Tống, Bí thư Triệu đã đích thân đến Ngư Đồng, có chỉ thị với Thành ủy Ngư Đồng, nói là lần trước về Bắc Kinh. Thủ tướng đã gọi ông ấy đến, yêu cầu đôn đốc phá vụ thảm án 88, trả lại sự bình yên cho nhân dân Ngư Đồng. Do vậy, Cục Công an thành phố Ngư Đồng cũng phải đẩy mạnh phá án. Thanh Lang là nghi phạm quan trọng của thảm án 88, trong việc này Cục Công an thành phố Ngư Đồng cũng có chút nóng vội, nhưng cũng là vì công việc. Hơn nữa, những sự việc về sau đều là do bảo vệ của Đông Pha Sơn Trang dưới sự cầm đầu của quản phi đã tấn công cảnh sát, Vương Triều lúc đó cũng chỉ vì tự vệ. Còn về việc đồng chí Hà Nhất Toàn đột nhiên bất tỉnh, đó chỉ là sự cố bất ngờ. Các đồng chí ở Cục Công an Ngư Đồng không hề đánh ông ấy. Diệp Phàm vẻ mặt chân thành nói, nhìn Hạ Ý Công và Tống Quần một cái, lại nói. Đúng vào thời khắc quan trọng, các đồng chí cảnh sát của chúng tôi lại bị các đồng chí ở Tổng đội hình sự tỉnh đánh bị thương mười mấy người. Nhưng khi biết đó là người của Tổng đội hình sự tỉnh, các đồng chí của chúng tôi không hề đánh trả, do vậy, bọn họ bị thương rất nặng. Mười mấy đồng chí đó đều là cán bộ nòng cốt của Cục Công an thành phố Ngư Đồng, có lẽ phải mất mấy tháng mới có thể bình phục, công tác trở lại được. Đúng vào lúc quan trọng này lại xảy ra việc như vậy, đội trưởng Hà phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bí thư Triệu hiện nay đang ở Ngư Đồng, tôi vừa từ chỗ ông ấy chạy đến đây. Đang đợi các đồng chí của Cục Công an Ngư Đồng biểu hiện tốt một chút thì lại xảy ra việc này, nếu mà Bí thư Triệu mà hỏi đến, tôi biết ăn nói thế nào. Ngoài ra... Tôi phải lập tức quay về bố trí cảnh sát, Bí thư Triệu vẫn ở Ngư Đồng, Thanh Lang lại tháo chạy, Ngư Đồng hiện nay rất không an toàn, nếu xảy ra sai sót gì, Diệp Phàm tôi không thể thoát được, nhưng các đồng chí có liên quan liệu có tránh được không? Diệp Phàm khéo léo lôi Triệu Sương Sơn ra, quả nhiên khóe mép Tống Quần khẽ giật giật, còn Hạ Ý Công vẻ mặt càng khó coi. Các đồng chí của anh bị thương nghiêm trọng không? Tống Quần cũng ra vẻ quan tâm,
việc này liên quan đến bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn, ông ta cũng không thể không thận trọng. Cũng chưa rõ, Vương Triều, gọi bác sĩ đang điều trị cho các đồng chí ấy đến đây hỏi xem. Diệp Phàm nói. Một lúc sau bác sĩ đến, nói. Tình hình không được lạc quan lắm, 4 người gãy xương ngực, 5 người dạn nứt xương, còn lại đều bị thương phần mềm. Mười mấy cán bộ cảnh sát này mà phục hồi hoàn toàn phải mất hơn 4 tháng. Bác sĩ, xin hỏi tình hình của ông Hà thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi vừa gặp bác sĩ Lý, ông ấy nói tình hình của ông Hà đã được khống chế, đều là các bệnh cũ, mỗi lần ông Hà đến đều do chủ nhiệm Lý thăm khám cho, có lẽ 1 tuần là có thể hồi phục. Vị bác sĩ đó nói. Sau khi bác sĩ đi rồi, vẻ mặt Tống Quần nghiêm lại, hừ nói với Hạ Ý Công. Anh xem, việc gì thế này? Bây giờ phải xử lý thế nào, anh nói xem. Phó Giám đốc Tống, anh ta đánh tôi bị thương, là bí thư ủy ban chính trị pháp luật của thành phố Ngư Đồng mà như một tên du côn ra tay đánh người, tôi yêu cầu sở công an tỉnh phải bảo vệ cho tôi. Hạ Ý Công lập tức chuyển chủ đề. Tôi đang hỏi anh phải xử lý việc cán bộ cảnh sát Ngư Đồng bị thương. Tống Quần không để ý đến những lời đó của Hạ Ý Công, lại hỏi. Xử lý thế nào chứ, đền tiền là xong. Hạ Ý Công khẽ cúi đầu xuống, vẻ mặt khó coi. Hừ, sau này làm việc phải động não một tí, không được kích động. Tống Quần cũng nhân cơ hội giáo huấn Hạ Ý Công mấy câu, rồi quay sang phía Diệp Phàm. Anh cũng lập tức quay về Ngư Đồng đi, sự an toàn của bí thư Triệu là quan trọng nhất, còn việc của quản phi ở tập đoàn Dương Điền, mấy hôm nữa rồi tính. Các đồng chí ở đội hình sự tỉnh, tôi cũng sẽ nghiêm khắc phê bình bọn họ, sao có thể ra tay tàn độc với đồng chí của mình như vậy được. Nhưng thưa Phó Giám đốc Tống, việc tôi bị đồng chí Diệp Phàm đánh thì phải xử lý thế nào? Sở công an cũng phải bảo vệ tôi chứ, sao có thể tùy tiện đánh người như vậy được? Tôi không phục. Hạ Ý Công tức giận nói. Anh không phục, được, tôi có thể giữ đồng chí Diệp Phàm ở lại, chờ Giám đốc Trần quay về xử lý, còn bí thư Triệu thì thế nào? Nếu không, anh đến Ngư Đồng bảo vệ an toàn cho bí thư Triệu, thế nào? Tống Quân hừ lạnh nói. Tôi. Hạ Ý Công ấp úng sờ sờ khuôn mặt đã sưng vù lên, một lúc sau vẫn không nói được câu nào. Hắn không có gan đi bảo vệ cho bí thư Triệu, hơn nữa người ta có cần hắn bảo vệ hay không cũng là một vấn đề. Động vào ông lớn ấy, người ta nói một câu là mình mất chức, Hạ Ý Công lúc này đã có ý hối hận đã tham gia vào việc của quản phi. Thực ra, việc của bố hắn hôm nay cũng là do quản phi xúi giục hắn làm như vậy. Quản phi biết Thanh Lang bỏ trốn. Cục công an thành phố Ngư Đồng nhất định sẽ tìm tới Đông Pha Sơn Trang, do vậy liền tìm cách gây rắc rối cho Diệp Phàm. Ai ngờ sôi hỏng bỏng không, mình lại còn bị Vương Triều đánh gãy xương sườn, hơn nữa, ngay cả bảo vệ cũng bị đánh bị thương mười mấy người. Đương nhiên quản phi sẽ nhất định không chịu ngồi yên, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Còn Tống Quần cũng vội lấy cái uy của bí thư Triệu để chạy thoát thân, mặc kệ cho Giám đốc Trần Bố Hòa quay về xử lý. Việc này người ngoài nhìn vào là biết nghiêm trọng thế nào, quản phi bị đánh, phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng quần chúng quản Nhất Minh chắc chắn sẽ không chịu ngồi không, sau này tha hồ mà đau đầu. Diệp Phàm thăm nom mấy cán bộ cảnh sát bị thương rồi lập tức cùng Vương Triều quay về Ngư Đồng. Vương Triều vừa lái xe vừa nói. Có lẽ Thanh Lang không ở Đông Pha Sơn Trang, chúng tôi gây ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù Thanh Lang có trốn ở Đông Pha Sơn Trang thì bây giờ chắc cũng đã chạy mất rồi. Cũng chưa chắc, nơi an toàn nhất chính là nơi không an toàn nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Quản phi nhất định sẽ tính rằng, chúng ta sẽ không tìm đến Đông Pha Sơn Trang một lần nữa, nơi đó lúc này đã là tổ ong vàng rồi, còn ai dám chọc vào đấy nữa chứ? Diệp Phàm chậm rãi hừ nói. Mẹ kiếp, việc lần này có lẽ tay đội trưởng Hạ Ý Công sẽ chưa chịu bỏ qua đâu, còn quản phi nữa, nghe nói bác hắn là quản Nhất Minh, phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng quần chúng. Hai người này mà liên kết lại với nhau, cũng không biết sẽ gây ra rắc rối gì cho chúng ta nữa. Vương Triều có chút lo lắng. Ừ, Hà Nhất Toàn Nguyên là phó bí thư tỉnh ủy, trước đây nhất định có không ít học trò chiến hữu, bọn họ nhất định sẽ gây rắc rối cho chúng ta, còn quản Nhất Minh, ông ta đã sớm nhằm vào chúng ta rồi, chưa biết chừng chính ông ta đứng phía sau xúi dục Hạ Ý Công cũng nên. Tôi luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, Vương Triều, anh nghĩ mà xem, sao lại trùng hợp như vậy? Anh vừa vào trong sơn trang thì Hà Nhất Toàn cũng đợi ở trên bãi cỏ, hơn nữa biểu hiện như là bị bệnh mất trí tuổi già vậy. Tôi đã tìm hiểu,
Hà Nhất Toàn chỉ bị bệnh dạ dày, chân tay đi lại khó khăn mà thôi, đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, sao vừa nhìn thấy các anh thì đã hô cướp, cướp được, thẻ công an của các anh ông ta chẳng thèm nhìn liền vứt ngay vào trong bô đựng đờm, rõ ràng là có ý chọc tức các anh. Còn quản phi có lẽ đã sớm đưa người đợi sẵn ở chỗ nào đó, sẵn sàng xông ra. Một chuỗi những sự việc này, có lẽ đều do quản phi sắp xếp cả. Nhưng hắn không ngờ được rằng anh thân thủ hơn người, quản phi không làm được gì anh, lại còn bị gãy xương sườn nữa. Đáng đời tên khốn này, cũng phải cho hắn biết thủ đoạn của chúng ta. Diệp Phàm nói xong, không ngờ mỉm cười. Chương 1240, ra tay. Thanh lang rốt cuộc đã chạy đi đâu, lẽ nào chạy ra nước ngoài rồi? Vương Triều thở dài, có chút buồn bực. Đúng lúc đó, Vương Triều đột nhiên hét lớn. Mau nhảy ra khỏi xe. Tốc độ của Diệp Phàm cũng không hề chậm, cùng với Vương Triều mở cửa rồi nhảy vọt ra ngoài, quay đầu nhìn lại, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, một khối đá nặng mấy tấn lăn xuống, chiếc xe Audi của Diệp Phàm bỗng chốc biến thành đống sắt vụn. Xông lên. Hai người nhanh như tên bắn xông lên, nhưng không phát hiện thấy ai, sau khi quan sát kỹ. Vương Triều sờ vào cạnh tảng đá, ngửi rồi nói. Mẹ kiếp, xem ra có kẻ định hại chúng ta. Ừ, người này thật hiểm độc, định lấy mạng chúng ta, không ngờ dùng thuốc nổ cho nổ tung tảng đá. Hơn nữa, tính toán rất chính xác, thời gian cũng rất chuẩn, tảng đá này có lẽ đã sớm treo ở đây rồi. Là người nào mà to gan như vậy, tảng đá lớn như vậy mà có thể treo được ở đây? Diệp Phàm hừ nói, mắt nhìn ra bốn phía. Nếu không phải quản phi làm thì là Hạ Ý Công làm, tám phần là do quản phi làm. Tên này bị gãy xương sườn, có lẽ không nghiêm trọng lắm, lúc đó tôi xuống tay cũng lưu tình, nếu không đã cho hắn nằm liệt mấy tháng rồi. Vương Triều hừ nói, ánh mắt giận dữ. Ừ, khả năng của quản phi là lớn nhất, điều mấy cảnh sát đến điều tra xem. Nếu đã có người muốn động đến chúng ta thì chúng ta cũng không thể bị động quá được. Vương Triều, sau này anh cũng phải cẩn thận, đừng để mất mạng. Không đáng. Nhưng có thể là do Thanh Lang làm hay không, tên này bây giờ hận chúng ta thấu xương, cũng có thể là hắn. Diệp Phàm hừ nói, thái độ nghiêm nghị. Không đúng, chỗ này cách không xa núi Đông Pha, có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng tôi có linh cảm không phải là quản phi làm, quản phi ngốc như vậy sao? Việc lại ông tôi ở bụi này như thế này mà cũng có thể làm được thì thật là uổng trí thông minh của một tên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Điền. Vương Triều nhìn về phía sau, nói. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, cũng không thể loại trừ quản phi được. Có lẽ, hắn muốn cảnh cáo hậu quả việc dám động đến hắn. Nếu có thể giết chết chúng ta ngay ở chỗ cách không xa Đông Pha Sơn Trang thì sau này còn có ai dám động vào Đông Pha Sơn Trang nữa. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, có chút không đồng tình. Sau khi quay về Ngư Đồng liền về văn phòng bố trí công việc, lúc này đã 3 giờ sáng. Diệp Phàm vừa định bước vào trong tòa nhà, phát hiện dưới một gốc cây ngô đồng hình như có bóng người thập thò, lẽ nào là Lý Nguyệt, Diệp Phàm thầm nghĩ rồi bước tới, phát hiện là một người nam, hình như có chút quen mặt nhưng không nhớ ra được là ai. Bí thư Diệp, tôi. Người đàn ông đó tay cầm một cái hộp, miệng ấp úng, bộ dạng căng thẳng. Anh là? Diệp Phàm hỏi. Bí thư Diệp, tôi là Trương Thiết ở phòng quản lý bãi áp tử, buổi sáng tôi đã. Trương Thiết ấp úng nói. Ồ, thì ra là phó trưởng phòng Trương. Diệp Phàm cuối cùng cũng nhớ ra, thì ra là anh chàng phó trưởng phòng tinh tướng ở bãi áp tử, nơi Triệu Sương Sơn đã câu cá, nhưng Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ, anh chàng Trương Thiết này ban ngày còn tinh tướng thế, bây giờ sao lại bị như vậy, mặt mũi sưng vù, hình như còn khâu mấy mũi, cảm thấy nhất định là có chuyện, liền hỏi. Vào trong đi. Sau khi vào trong phòng, Trương Thiết nhẹ nhàng đặt cái hộp lên bàn. Sau khi bị Diệp Phàm nhìn lướt qua một cái, lập tức nói. Bí thư Diệp, trong cái hộp này là cá viên hoàng hậu ở Nguyệt Đầm, nhưng đã chết mấy tiếng rồi, hay là để vào trong tủ trước, sợ để lâu hỏng mất. Viên hoàng hậu là cá gì? Diệp Phàm cũng có chút hứng thú, liếc nhìn Trương Thiết một cái, lại nói. Ngồi đi. Trương Thiết có chút lo lắng, ngồi hờ trên ghế sofa, khẽ mở cái hộp ra, nói. Viên hoàng hậu là tên mà những người trong nghề ở Ngư Đồng đặt cho loại cá này, bởi cá này bụng to, người tròn trùng trục, nghe nói rất bổ, hơn nữa, lại không có tác dụng phụ. Diệp Phàm liếc một cái, đột nhiên có chút ngạc nhiên, cá này rất giống với loại cá rồng bắt ở Ngư Công Đàm tại Đập Thiên Thủy,
thế là cầm cá lên quan sát một lúc. Có thể khẳng định chính là loại cá mà người dân đập Thiên Thủy gọi là cá công kê, tên chính thức là cá rồng. Cá này đương nhiên là thứ đại bổ, nhưng Diệp Phàm cảm thấy Trương Thiết nhất định có chuyện gì đó, do vậy giả bộ như không biết, chậm rãi hỏi. Đại bổ, bổ cái gì? Cái này, cái này. Trương Thiết ấp úng, mặt đỏ lên, khiến vết khâu trên mặt nhìn càng dữ tợn. Sao, không dám nói xem nào. Diệp Phàm hừ nói. Nghe nói là bổ thận tráng dương, tăng cường chức năng. Trương Thiết ấp úng nói. Xem ra đúng là thứ bổ thật. Trương Thiết nói cũng có lý, Diệp Phàm gật gật đầu, rồi nhìn Trương Thiết một cái, hỏi. Mặt của anh bị làm sao thế, hình như tay cũng bị thương, lẽ nào loại cá này rất khó bắt? Loại cá này rất khó bắt, cho đến hiện tại cũng chỉ có con trai cả Tưởng Tiểu Lâm của Phó Tư lệnh Tưởng trông coi Nguyệt Đầm là đã từng bắt được. Trương Thiết nói. Phó Tư lệnh Tưởng là ai? Diệp Phàm hỏi. Phó Tư lệnh Tưởng tên thật là Tưởng Vân, nguyên là Phó Tư lệnh của phân quân khu của thành phố chúng ta, đã nghỉ hưu. Con trai ông ấy tên là Tưởng Tiểu Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh. Phó Tư lệnh Tưởng sau khi nghỉ hưu liền chuyển đến sống ở Nguyệt Đầm, nên không ai dám đi câu loại cá viên hoàng hậu này nữa. Nhưng khi tôi đi bắt trộm cá này thì phát hiện thấy một người rất kỳ lạ. Trương Thiết nói, vẻ mặt sợ hãi. Người kỳ lạ thế nào, anh nói xem nào. Diệp Phàm liếc Trương Thiết một cái. Người này trên người có vết xăm, nhưng chưa phải là kỳ lạ là. Trương Thiết lại ấp úng, thấy Diệp Phàm nhíu mày lại, vội nói. Người đó lấy bút viết một cái tên rất lớn trên một cây to, cầm đá đập vào cái cây đó lập tức liền lõm vào một góc. Tôi sợ bị người đó phát hiện nên nắm chặt lấy con cá này, nên con cá này liền bị tôi bóp chết. Hơn nữa, sợ người đó phát hiện nên tôi còn không dám thở mạnh nữa, nằm bò trên bãi cỏ, nhưng thật xui xẻo, người đó sau khi lấy đá đập vào cái tên đó một hồi liền giơ chân đá đám gạch đá ở dưới chân, gạch đá liền bay đi như đạn, mặt tôi bị đám gạch đá đó bắn trúng. May mà lúc đó khoảng cách cũng xa, mặt tôi lại có một tấm vải che, nếu không thì đã chết rồi, cũng chẳng về đây được nữa. Viết tên gì thế? Diệp Phàm cảm thấy rất có hứng thú. Viết tên Vương Triều, viết rất đậm, tôi tuy đứng xa nhưng nhìn thấy rất rõ. Tôi đã tìm hiểu thì được biết, hình như một vị phó cục trưởng cục công an thành phố tên là Vương Triều, nên tôi từ tối đã đợi ở đây, chỉ sợ người đó viết chính là tên của phó cục trưởng Vương Triều. Trương Thiết nói, nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Cái này cũng chỉ là do tôi suy đoán mà thôi. Anh quay về trước, việc này trừ tôi ra không được nói với ai, cho dù là vợ anh. Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt, rồi lại hỏi. Anh còn phát hiện được hành động gì của người đó không? Không, nhưng sau đó Phó Tư lệnh Tưởng quay về, người đó liền đi theo Phó Tư lệnh Tưởng vào nhà. Tôi cũng vội lùi đi, sao còn dám ở lại đấy nữa? Nếu mà bị người đó phát hiện ra e rằng sẽ bị anh ta lột da ra mất. Việc này tôi chỉ nói với ông, tuyệt đối không nói với ai nữa. Trương Thiết chợt run lên. Rất tốt, anh quay về đi, việc này nếu thực sự là nhằm vào Vương Triều thì Cục Công an thành phố sẽ có thưởng. Diệp Phàm nói. Tôi không cần thưởng, chỉ cần bí thư Diệp không phê bình tôi là được. Trương Thiết lập tức nói, xem ra là đang rất sợ hãi. Phê bình anh, không thể nào. Anh lập công sao tôi còn phê bình chứ? Yên tâm đi, việc này tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Sau này trưởng phòng ở bãi áp tử mà thăng quan, lẽ nào anh không muốn ngồi vào vị trí đó? Diệp Phàm suy nghĩ rất nhanh, cảm thấy bãi áp tử là nơi lãnh đạo hay đi câu cá, nếu có thể lôi kéo được Trương Thiết thì chưa biết chừng còn có thêm được ít tin tức nữa. Cảm ơn bí thư Diệp, sau này tôi xin nghe theo lời bí thư Diệp. Trương Thiết cũng rất thông minh. Biết là Diệp Phàm đang cho hắn cơ hội, lập tức thể hiện thái độ. Được rồi, anh về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt, việc này để tôi xử lý. Diệp Phàm đáp, Trương Thiết hài lòng quay đi. Diệp Phàm lập tức gọi Vương Triều đến, hai người đi đến Nguyệt Đầm. Kỳ lạ là cả hai người đều chẳng thu được gì cả, ngồi phục trong bụi cỏ cả 2 tiếng đồng hồ, đến 5 giờ sáng mà vẫn không hề phát hiện thấy người kỳ lạ đó. Hơn nữa trong ngôi nhà trúc ở Nguyệt Đầm chỉ có 2 vợ chồng Phó Tư lệnh Tưởng cùng một người giúp việc. Lẽ nào là Trương Thiết hoa mắt, trên thực tế không hề có người đó. Trên đường về, Vương Triều có chút bất mãn nói. Không gặp được người đó cũng bình thường thôi, có lẽ lúc này hắn đã đi ra ngoài rồi,
Trương Thiết chắc chắn không hề hoa mắt, vết thương trên mặt anh ta không hề là giả. Diệp Phàm khẽ lắc đầu nói. Bí thư Diệp, tôi đưa anh về trước. Vương Triều lái xe nói. Không cần, chỗ anh ở trước chỗ tôi, tới lúc đó anh xuống trước, tôi lái xe về. Diệp Phàm nói. Chiếc xe đi thẳng về phía khu tập thể của Cục Công an thành phố, Vương Triều là phó cục trưởng nên cũng được phân một căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Nhìn thấy Vương Triều đi lên tầng 3, Diệp Phàm ngồi trong xe châm thuốc hút, thầm nghĩ về chuyện của người kỳ lạ ở Nguyệt Đầm. Nếu người đó đúng là Thanh Lang, vậy phó tư lệnh Tưởng nhất định có vấn đề. Lẽ nào người đứng phía sau thảm án 88 chính là Tưởng Vân? Đội điều tra của Cục Công an thành phố khi khám xét ở Nguyệt Đầm không hề làm phiền Tưởng Vân, dù sao thì cái uy của Tưởng Vân vẫn còn, hơn nữa con trai ông ta còn là phó giám đốc sở tài chính tỉnh, cũng là một nhân vật có thực quyền, các cán bộ bình thường ai dám trêu vào một ông quan như vậy. Đúng lúc đó, căn phòng Vương Triều ở trên tầng 3 đột nhiên phát ra tiếng súng. Diệp Phàm nhìn thấy, lập tức tung người lao nhanh lên.